Trong truyền thuyết luyện thần tộc, có thể luyện chế thế gian chí bảo, thậm chí vượt qua quy luật thần khí vật nơi nơi, nếu như cơ duyên quá lớn, đạt được thái thượng vật, có thể lấy trực tiếp phi thăng thái thượng thế giới. Minh Long thần điện đã ngạo nghễ ở thiên nhân vực hồi lâu, nhưng thủy chung không thể xưng bá một khối, thiếu chính là không kém gì thần La Thiên kiếm thần binh lợi khí. Mà năm đó cổ thất từ thái thượng thế giới đi ra, tùy thân liền dẫn kỳ chân dị bảo, để cho tất cả người ánh mắt nóng lên, thèm thuồng một mét. Trọng yếu hơn chính là, lúc ấy cổ thất đi tới thiên nhân vực, thì có lời đồn đãi hắn chính là muốn đánh tạo một chuôi có thể sánh bằng thái thượng thiên nữ thực lực tuyệt thế thần binh. Mặc dù chỉ là lời đồn đãi, nhưng cũng đủ để cho Vũ Văn Thái kích động không thôi. Hắn đứng lên, như có điều suy nghĩ nói. Cái này mấy vạn năm điều tra, dưới mắt chỉ còn lại tam sử. Năm tháng vô tận thăm dò, Minh Long thần điện đã phái ra vô số cường giả, cơ hồ đem toàn bộ thiên nhân vực cũng lật một lần, cuối cùng chỉ còn lại cái này tam sử còn không có bị dò xét. Vũ Văn Thái hít sâu một hơi, đây là sau cùng ba lần cơ hội, Minh Long thần điện có thể hay không đánh vào thiên nhân vực thứ nhất, thậm chí còn phi thăng thái thượng thế giới, liền xem có thể hay không lấy được đây tuyệt đời thần binh. Thế ở tất được. Sau đó, Vũ Văn Thái đi vào tầng tầng trận pháp bảo vệ Minh Long bảo kho, cho dù là lấy vật đổi vật, Minh Long thần điện cũng ở đây không tiếc. Một ngày sau, Diệp Thần thất vọng nhìn trước mắt cảnh tượng, lãnh đạm sắc mặt có hơi thất lạc, linh khí này dồi dào chi địa, có thể truyền thuyết tinh hồ nhưng đã sớm khô khốc thành dòng suối. Đây đã là hắn dựa theo Lạc Thái Hư chỉ dẫn, tìm kiếm thứ hai chỗ địa phương, nơi này đúng là linh khí cực kỳ dồi dào, cực kỳ thích hợp ẩn cư tu luyện, thế nhưng duy nhất điều kiện, tinh hồ bản, nhưng đã sớm không thấy bóng dáng, chỉ để lại vậy từng đạo quanh co khe suối nhỏ, tựa hồ ở nói cho Diệp Thần, nơi này trước kia là hồ. Không thể buông tha, hy vọng đang ở trước mắt. Hai tay nắm quyền, Diệp Thần nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Hắn rất rõ ràng, thời khắc này Ngụy Dĩnh còn chịu đủ đau khổ, hắn nhất định phải tìm được cổ thất. Như tình huống như vậy cũng tốt, ít nhất không có trễ nãi thời gian. Diệp Thần chân đạp hư không, phiên vân lên, đã lần nữa biến mất ở linh khí này tràn đầy rừng rậm. Mấy giây sau đó, Diệp Thần hiển nhiên phát hiện cái gì, ngay tức thì che đậy thân hình. Sau đó, hắn liền thấy mấy đạo hình rồng bóng người, rơi vào Diệp Thần phía trước cách đó không xa núi trên gò đất, bọn họ mắt nhìn xuống, tựa hồ cũng ở đây thăm dò trước cái gì. Bọn họ cũng là tìm luyện thần cổ thất. Hơn nữa từ đối phương ăn mặc tới xem, tựa hồ đến từ Minh Long thần điện. Vì sao Minh Long thần điện sẽ nhúng tay chuyện này? Cổ thất tồn tại, tiên hữu người biết, Minh Long thần điện lại là như thế nào biết được? Phía dưới. Rất nhiều Minh Long thần điện người thần sắc ngưng trọng. Nơi đây linh khí cuồn cuộn trường sinh, tinh hồ lực nhưng quá mức mỏng manh, xem ra không phải nơi này. Trong đó dẫn đầu Minh Long cường giả, lắc đầu một cái, tựa hồ là có chút thất vọng, bọn họ một tiểu đội này, đã không biết tìm bao lâu, cuối cùng vẫn là không thu hoạch được gì. Diệp Thần nghe được hắn mà nói, nhưng vui mừng cuốn lên, xem ra cái này Minh Long thần điện thật sự là biết rõ luyện thần cổ thất, hơn nữa. Bọn họ trong tay vậy một khối cỡ nhỏ la bàn, tựa hồ đối với cái này tinh hồ lực thăm dò càng chính xác. Minh Long thần điện nhưng mà cái chết của mình đối đầu, nếu bọn họ chủ động tìm cổ thất, Diệp Thần tự nhiên sẽ không để cho bọn họ thành công. Một giây kế tiếp, Diệp Thần bóng người biến mất, rồi sau đó, đột nhiên ra tay. Bỗng nhiên ra bát bộ phù đồ tháp, lấy một cái gần như tàn bạo hình thái xuất hiện ở Minh Long thần điện cường giả đầu lâu bên trên. Lăng liệt bát bộ phù đồ Phật quang giống như chùm tia sáng vậy, đập về phía Minh Long cường giả, to lớn Phật ấn, trên mặt đất vẽ ra một đạo huỳnh quang. Địch tấn công. Đám người Minh Long cường giả hiển nhiên phát hiện cái gì, lúc này thân thể thoáng một cái, hóa thành tất cả đen nhánh Minh Long, cả người mỗi một khối miếng vảy, cũng lộ ra vĩnh dạ vậy hắc ám, ước chừng một cái chớp mắt tới giữa, đã chạy trốn ra, thoát khỏi bát bộ phù đồ tháp phóng xạ phạm vi. Cùng trong chốc lát, Minh Long thần điện rất nhiều cường giả vậy phát hiện Diệp Thần bóng người. Là Diệp Thần. Giết người này, điện chủ trùng trùng có thưởng. Cửu nhân gặp mặt, hết sức đỏ con mắt. Không do dự nữa, Minh Long cường giả Minh Long móng to, mang khí tức bàng bạc, uy áp ngập trời, ngay tức thì đánh ra hướng Diệp Thần. Diệp Thần lộ ra lau một cái châm chọc mỉm cười, nếu Minh Long thần điện đưa tới cửa, hắn đang muốn bắt mấy cái Minh Long, tới biết rõ ràng càng nhiều luyện thần tin tức. Long chảo biến dạng, hư không nổ tung,
khí lưu xoay tròn, xuất hiện trên trăm cái kinh khủng hắc động, mỗi một cái hắc động, tựa như cũng phải chiếm đoạt nhật nguyệt. Thiên địa mờ mịt, đại lộ độc hành, thái thượng thiên sư đạo, lên. Diệp Thần quát lên một tiếng lớn, sát kiếm rút ra, tím thụ thiên cơ ấn hiện lên, trực tiếp mở thái thượng thiên sư nói. Oanh, thiên sư đạo pháp vừa ra, Diệp Thần ngay tức thì hóa thành thái thượng thiên sư, long hổ gầm thét, trong tay thiên kiếm phong mang như điện, cuồn cuộn ánh trăng nổ tung, một kiếm cuồng sát, quát lên. Nguyệt hồn trảm, phá cho ta. Doạt, trường kiếm vung lên, cuồn cuộn kiếm quang như nguyệt hà vậy tự nhiên ra, nguyệt hồn trảm mang long dọn ra hổ bào khí tượng, ngay tức thì bùng nổ. Suy, minh long thần điện các cường giả, thật cao nâng lên móng to, lúc này bị nguyệt hồn trảm công kích, lại là ngay tức thì bị vạch ra một dấu máu, máu tươi đầm đìa. Phải biết Diệp Thần thực lực, đã sớm xưa không bằng nay. Cho ta diệt. Diệp Thần trường kiếm không thu, lần nữa quơ múa ra, ngập trời kiếm quang, đem vậy gần đây mấy đầu rồng hung ác sức sống đồng loạt chặt đứt. Lúc này Minh Long tiểu phân đội, đã sụp đổ, chỉ còn lại lãnh đạo cường giả còn ở kéo dài hơi tàn. Nói, các ngươi chuyến này là phải tìm ai? Diệp Thần ánh mắt lạnh như băng quét về phía vị kia Minh Long cường giả, sát kiếm đã để ụp lên hắn cổ họng. Hừ, không muốn uổng phí tâm cơ. Chúng ta sẽ không vi phạm Minh Long thần điện. Cho dù là chết, vậy Minh Long cường giả nhưng là có mấy phần huyết tính, lại trực tiếp sinh nhào vào sát kiếm bên trên, máu tươi tiệm nhiễm, ngay tức thì mất mạng. Đồng thời, ở trong một cái chớp mắt này, mặt đất di động ra lau một cái long tộc khí, lặng lẽ rời đi. Diệp Thần tự nhiên biết không có thể để cho vậy long tộc khí rời đi, hắn ngưng mắt nhìn vậy long tộc khí, nghiêm túc quát một tiếng nói, phệ hồn thông thiên. Một đạo tay cầm trường kiếm, ngọn lửa lượn quanh cự nhân hư ảnh, ngay tức thì xuất hiện ở Diệp Thần trước người hướng về phía vậy nhìn như sợ hãi vô cùng long tộc khí một kiếm chém ra. Nhưng mà, vẫn là chậm một bước. Đáng chết. Diệp Thần chỉ có thể từ trong ngực đối phương móc ra vậy một khối la bàn, phía trên hai cái nhỏ kim đang một dài một ngắn lay động, tựa hồ có ý ám chỉ là hiện tại cường giả đã qua đời, hắn vậy không có cách nào từ nơi này la bàn bên trên đọc giải thích ra thứ gì tới. Thôi, chỉ có thể mau sớm đi trước Minh Long thần điện một bước tìm được cổ thất. Để lại cho ta thời gian không nhiều lắm. Cùng lúc đó, Minh Long thần điện. Cổ xưa âm u cung điện, vô số đen nhánh, âm trầm, hào hùng minh khí, không ngừng vần quanh lẩn quẩn. Trên bầu trời có từng cái thủy tinh Minh Long tuần tra, đúng phiến cung điện hiển hiện ra mênh mông hơi thở. Vậy một đạo long tộc khí, từ chân trời bên trong bay xoáy ra, trực tiếp rơi vào thủy tinh kia Minh Long móng to bên trong. Báo. Một tiếng long ngâm sau đó, vậy long tộc khí trên ghi lại tin tức, bị truyền về Minh Long thần điện. Cái gì, lại là thằng nhóc kia? Vũ Văn Cơ tức giận thanh âm truyền tới, phát ra chiến ý hừng hực sát khí. Rất nhiều trưởng lão trên mặt cũng là lần lượt xuất hiện nghi vấn, truy xét luyện thần cổ thất chuyện này, bọn họ từ trước đến giờ đều rất cẩn thận, cho tới bây giờ không có lộ ra nửa điểm chân ngựa, lúc này, tên này là làm thế nào biết? Vũ Văn Cơ chân mày thật sâu khóa, cái này Diệp Thần, làm sao luôn là muốn chen ngang một chân bọn họ Minh Long thần điện sự việc? Chuyện này ta Minh Long thần điện đã truy xét vạn năm, tuyệt không thể thất bại trong gang tấc. Vũ Văn Thái thanh âm đột nhiên vang lên. Vậy nguyên bản trống không trên ngai vàng, Minh Long điện chủ bóng người đã chậm rãi hiện lên. Tìm luyện thần cổ thất, ta Minh Long thần điện đã bỏ ra cực lớn tâm huyết, bất kể là ai, đều không thể trở ngại chúng ta. Nếu như luân hồi chi chủ lần nữa trở ngại chúng ta, dốc hết tất cả, vậy cần thiết đem hắn chém chết cùng chúng ta Minh Long chảo dưới. Minh Long thần điện rất nhiều trưởng lão nhìn nhau, và cái này ngày xưa luân hồi chi chủ kết oán đã lâu. Trên mặt mọi người đều lộ ra lau một cái nóng bỏng mong đợi, bọn họ hận không được chu diệt Diệp Thần, đoạt lại luân hồi huyết mạch, ngày đó còn có những cái kia Diệp Thần trước hiển lộ thiên tài địa bảo, chân bảo dị thú. Cần tuân điện chủ hiệu lệnh. Đám người rối rít chắp tay đồng hô, chỉ cùng Vũ Văn Thái ra lệnh một tiếng, dốc toàn bộ ra, tiêu diệt Diệp Thần. Các ngươi lại lui xuống trước đi, chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời lên đường. Đám người chắp tay đáp dạ. Lui ra ngoài. Phụ thân. Vũ Văn Cơ tiến lên một bước, đi tới Vũ Văn Thái bên người, hắn nhìn thấu lần này phụ thân quyết đánh đến cùng ý. Lần này hành động, nhất định phải bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, đây đối với người tương lai có thể hay không phi thăng thái thượng thế giới cực kỳ trọng yếu,
là cha suy tính ra cuối cùng này một nơi ở Huyền Nhất Môn vùng lân cận khu vực. Huyền Nhất Sơn Mạch có một đạo siêu cường hồng hoang đại trận gia trì, hơn nữa Huyền Nhất Lão Tổ thực lực ở quá thật trung kỳ, muốn tìm cổ thất, Huyền Nhất Lão Tổ là mấu chốt. Vũ Văn Cơ ngưng mi gật đầu, nghiêm túc nghe phụ thân giao phó. Cái này kiện tín vật, chính là năm đó ta cùng Huyền Nhất Lão Tổ trao đổi tín vật, thấy vậy, Huyền Nhất Lão Tổ là được đáp ứng ngươi một chuyện, ngươi lại mau tìm bọn họ kết minh, để cho hắn giúp ta, đạt thành tâm nguyện. Nhi thần lập tức đi. Mấy giờ sau đó, Huyền Nhất Sơn Mạch, Vũ Văn Cơ bằng vào vậy một khối tín vật, thuận lợi tiến vào Huyền Nhất Môn, nhưng cũng phát hiện lúc này Huyền Nhất Môn lụa trắng phúc cửa, từ trên tới hạ toát ra lau một cái bi thương khí, quái dị cực kỳ. Minh Long thần điện thiếu chủ, tiền nhậm Huyền Nhất trưởng môn đi tới trong điện, đơn giản phất phất tay, đã ngồi ở chủ vị bên trên. Huyền Nhất trưởng môn, Vũ Văn Cơ kho người nói, đối với cái này Huyền Nhất trưởng môn, hắn cũng coi là vãn bối, đơn giản lễ phép hay là làm chân. Minh Long thiếu chủ có chỗ không biết, phái ta trưởng môn đang bế quan tu luyện, nội môn sự vụ lớn nhỏ đều là giao cho ta xử lý, kêu ta Huyền Hạ trưởng lão là được. Nghe được câu này, Vũ Văn Cơ diễn cảm cổ quái. Huyền Nhất môn đổi trưởng môn, chuyện lớn như vậy, bọn họ Minh Long thần điện lại một chút tin tức cũng không biết, chỉ là, cái này phụ thân trong miệng cáo giả, như thế nào cam tâm tình nguyện khuất người dưới. À, như vậy vậy tiểu chất cũng không khách khí kêu ngài Huyền Hạ sư bá. Vũ Văn Cơ lên tiếng đáp lại nói, không tự chủ kéo gần hắn vào Huyền Hạ khoảng cách. Chuyến này tới, tiểu chất là muốn cùng Huyền Nhất môn kết minh. Kết minh, Huyền Hạ diễn cảm có chút cổ quái. Vũ Văn Cơ cũng không nói nhảm, cầm trong tay tín vật đưa ra, tin kia vật bên trên lưu truyền Huyền Nhất lão tổ đặc biệt điêu khắc minh văn, hiển nhiên là lão tổ vật kiện. Huyền Hạ mặt lộ một chút nghiêm cẩn, ký kết nô bộc điều ước sau đó, hắn làm việc càng thỏa thiết cẩn thận, đối mặt Huyền Vân Tịch lại là vô cùng cung kính. Không biết thiếu chủ ý gì. Năm đó Huyền Nhất lão tổ cùng gia phụ vậy từng lập minh ước, thấy vậy vật là được hứa hẹn là một. Ta Minh Long thần điện lúc này cần Huyền Nhất môn thi lấy giúp đỡ, giúp chúng ta tìm được luyện thần cổ thất. Tìm người à? Huyền Hạ bóp nặn tròm dâu của mình, cái này nghe vào tựa hồ không hề mệt khó khăn, nhưng nếu như không khó, Minh Long thần điện cần gì phải tốn nhiều khổ tâm đi tìm một chút kết minh. Dĩ nhiên, sau khi chuyện thành công, ta Minh Long thần điện cũng sẽ không trắng trắng để cho Huyền Nhất môn trưởng lão phí tâm phí sức, tự nhiên có kỳ chân dị bảo đưa lên. Huyền Hạ nghe. Gật đầu một cái, nếu là lão tổ cam kết, ta Huyền Nhất môn tự nhiên hết sức tương trợ. Ngay tại lúc này, một đạo thân ảnh yểu điệu từ ngoài điện đi vào, dĩ nhiên là Huyền Vân Tịch. Thời khắc này Huyền Vân Tịch khí tức cường đại đến trình độ cao nhất. Thậm chí mơ hồ có một chút thái thượng oai. Huyền Vân Tịch tự nhiên nghe được Vũ Văn Cơ và Huyền Hạ mà nói, nàng tự nhiên không có quá nhiều ý kiến, hết thảy các thứ này bất quá là một cái nhấc tay. Nàng cũng không muốn để cho ra ra thất tín với người. Vị này là... Vũ Văn Cơ hiển nhiên không có ý thức được cái này cô gái trẻ tuổi, lại chính là Huyền Nhất môn mới đảm nhiệm trưởng môn. Vị này là ta Huyền Nhất môn mới đảm nhiệm trưởng môn, cũng là lão tổ duy nhất cháu gái. Vũ Văn Cơ kinh ngạc, hắn tu vi đã là đồng bối bên trong có thể đếm được trên đầu ngón tay, lúc này trước mắt cô gái, thậm chí có không thua tại hắn cảnh giới tu vi, thậm chí vậy nhìn bằng nửa con mắt bên trong. Còn có cấp trên ngạo nghễ khinh thường. Xem ra cái này Huyền Nhất môn xa không có đơn giản như vậy, lánh đời nhiều năm như vậy, còn có yêu nghiệt như vậy chấn giữ. Đa tạ Vân Tịch trưởng môn. Vũ Văn Cơ nguyên bản liền kết minh thành ý đều chuẩn bị xong, không nghĩ tới lại nhanh như vậy liền nói thành. Khách khí, Huyền Vân Tịch lạnh lùng nói, từ nàng huyết mạch lực lần nữa tiến hóa sau đó, đường tu hành liền một ngày ngàn dặm, thậm chí như cho nàng đầy đủ thời gian. Nàng thậm chí có thể ép tới gần ra ra cảnh giới tu vi. Huyền Hạ cùng tất cả trưởng lão cũng là biết được đại cuộc, toàn bộ thu hồi làm phản chi tâm, mà Huyền Vân Tịch nhưng cũng như nàng nói, không có truy cứu nữa ngày đó bất kỳ chuyện, thậm chí còn đem trưởng môn quyền hành, giao cho Huyền Hạ thay thế chấp trưởng, mình thì chuyên tâm tu luyện. Nếu chúng ta đã kết minh, ta nói nhảm cũng không nói nhiều, chúng ta Minh Long thần điện tìm luyện thần cổ thất đã rất lâu rồi. Phụ thân trước đây không lâu suy diễn ra khoảng cách Huyền Nhất môn trăm dặm chi địa, có sau cùng một nơi tinh hồ chi địa, xin Vân Tịch trưởng môn, mượn quý tông vật, giúp ta suy diễn ra phương vị cụ thể. Huyền Vân Tịch gật đầu, trong tay quấn lên một chút nguồn nước khí,
một bộ phát ra rực rỡ thần quang cổ điển đã vô căn cứ lên. Chính là Huyền Thiên Tâm Kinh. Vũ Văn Cơ lúc này lại là kéo ra một quả vảy rồng, ném về phía Huyền Thiên Tâm Kinh. Huyền Thiên Tâm Kinh sáng bóng từ từ chiếu sáng ở đó vảy rồng bên trên, mãnh liệt thái thượng hơi thở, phơi bày ra màu đỏ thẫm nóng bỏng sáng bóng, đem vảy rồng nướng ra một giọt máu tươi. Nhưng vào lúc này, Huyền Vân Tịch tay trái bên trong, ngưng tụ ra một khối hệ nước vòng tròn, chính tướng huyết dịch kia thu thập trong đó. Thái thượng chư thần, ban cho ta tiên phúc. Chư thần mà nói, tức là chân lý. Chư thần chỉ, tức là phương vị. Từng trận huyền diệu thần chú, từ Huyền Vân Tịch trong miệng phát ra. Nước này hệ vòng tròn bên trong sóng lớn lăn, rồi sau đó, an tĩnh lại hình thành một khối thủy mạc bên trong, thấy có một ít người đang cày cấy, bọn họ phía sau là kéo ra mảng lớn tinh hồ. Tìm được. Vũ Văn Cơ trong lòng vui mừng, hưng phấn nói. Xem ra so tưởng tượng dễ dàng hơn, tuyệt đối không nghĩ tới như vậy tồn tại lại ẩn núp tại Huyền Nhất Sơn Mạch. Huyền Vân Tịch gật đầu, trực tiếp đem nước kia mạc rời đến Vũ Văn Cơ trong tay, hóa thành một cái bóng loáng thủy tinh bảo châu. Xin trưởng môn giúp ta, Vũ Văn Cơ lại nói. Huyền Vân Tịch mắt đẹp đông lại một cái, gật đầu một cái, đã như vậy, việc này không nên chậm trễ, chúng ta liền lên đường đi. Nàng cũng không hy vọng và Minh Long Thần Điện có quá nhiều nhân quả dính, nếu không phải ra nhân quả, nàng có thể cũng sẽ cự tuyệt. Dưới mắt, hết sức sắp hoàn thành chuyện này mới là vương đạo. Rất nhanh, Huyền Nhất Môn và Minh Long Thần Điện đám người, đã hướng Huyền Vân Tịch xem bói đi ra ngoài vị trí đi, hư không đạp bể, lưu lại vô biên hắc động. Tinh hồ chi địa, sơn thủy tương phản, bất ngờ là tiên khí mạnh mẽ, linh khí dồi dào, dáng ngũ sắc đầy trời. Linh quang tự nhiên hình dáng. Một đám nông canh người đang khí thế ngất trời làm ruộng, tựa như nơi này cũng không phải là thiên nhân vực, vẫn là bình thường một phiến thiên địa. Ngay lập tức, mấy chục bóng người, đã đứng ở bên kia giới bên trên, nhưng người nào cũng không có lại bước ra một bước. Bởi vì ở nơi này một phiến tường hòa khí tinh hồ chi địa bên ngoài, đứng sừng sững một tòa nóng bỏng quang trận. Cả tòa quang trận, bao phủ một phiến đỏ tươi phong ấn phủ văn. Mỗi một khối phủ văn, cũng bộc phát ra hủy diệt vậy năng lượng kinh khủng. Vũ Văn Cơ bàn tay hóa là long hình, nhẹ nhàng che ở phía trên. Liền phảng phất có dù sao cũng viên tinh cầu đồng thời bùng nổ, toàn bộ quang trận cũng ủng ủng chấn động đứng lên, kịch liệt ngọn lửa nóng bỏng tai khí, không ngừng xung kích ra, nấu sôi sóng nhiệt, mãnh liệt tới. Thật là cường hãn phong ấn. Vũ Văn Cơ thần sắc ngưng trọng, vội vàng lui về phía sau, đã hóa thân thân rồng. Ngăn cản phong ấn hỏa phù tập kích. Đây là có thể so với đạo linh lửa chân hỏa nguyên khí. Huyền Vân Tịch mặt mũi nghiêm túc nói, như Vũ Văn Cơ mà nói, bọn họ chuyến này là vì phải tìm luyện thần cổ thất, như vậy chân hỏa nguyên khí, chắc là cái này cổ thất rèn luyện thần binh sử dụng. Vậy chúng ta nên như thế nào đi vào? Huyền Hạ buồn bực hỏi, đối với cái này luyện thần, Huyền Nhất Môn hiểu xa xa không bằng Minh Long Thần Điện, lúc này vẫn là được xem Vũ Văn Cơ. Vũ Văn Cơ nhìn cái này nóng bỏng quang trận, tạm thời tới giữa vậy không có biện pháp gì tốt, nhưng vô luận như thế nào, nếu có quang trận là trở, vậy thuyết minh, bọn họ Minh Long Thần Điện rốt cuộc ở cái này một lần cuối cùng cơ hội, tìm được luyện thần chỗ ở vị trí. Ta lại đi trước thử nghiệm mấy phần, nếu là không được, chỉ có thể công mạnh. Vũ Văn Cơ nghiêm túc nói. Huyền Vân Tịch vậy gật đầu một cái, ở nàng nhìn lại, vậy không có biện pháp gì tốt, đơn giản chính là tiến công thôi. Đối phương chỉ có một thái thượng luyện người thần tộc mà thôi, luyện thần tồn tại, luyện khí vô địch, nhưng nói riêng về sức chiến đấu, chỉ sợ là chưa đủ liền nói. Tại Hạ Minh Long Thần Điện Vũ Văn Cơ, đặc biệt tới bái kiến luyện thần tiền bối. Một lần, hai lần, ba lần. Vũ Văn Cơ vang dội thanh âm ở nơi này quang trận ra la lớn. Quang trận bên trong bận bịu tại cầy cấy người, một bộ làm như không nghe dáng vẻ, không có người nào đáp lại. Xin tiền bối xem ở ta Minh Long Thần Điện mặt mũi, đặc biệt cho phép ta tới bái kiến. Chuyện liên quan đến khẩn yếu, chân thực không được, chúng ta chỉ có thể quấy rầy. Vũ Văn Cơ không hề dự định tiếp tục hao tổn nữa, dưới mắt trọng yếu nhất chính là thấy luyện thần cổ thất. Một giây kế tiếp, hắn cùng Huyền Vân Tịch trao đổi một tí ánh mắt, hai người cùng trong chốc lát, hướng về phía quang trận phát ra công kích mãnh liệt. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Tóe ra vô tận đợt khí,
đem Minh Long Thần Điện và Huyền Nhất Môn một đám cường giả cũng đẩy lui mấy trăm mét. Có thể gặp đại trận này có kinh khủng dường nào. Coi như là thái chân cảnh cường giả cũng không khả năng ở hai người một kích xuống, hoàn hảo không tổn hao gì. Là người phương nào, ở ta tinh hồ chi địa ngang ngược. Quang trận bên trong canh tác mọi người, lúc này trên mặt rốt cuộc treo lên vẻ tức giận rõ vẻ mặt, từng cái trong tay canh tác vật huyễn hóa thành to lớn đôi chém kiếm, sát ý hừng hực nhìn về phía Vũ Văn Cơ đoàn người. Hơn nữa, vậy đối với tại Vũ Văn Cơ khó mà vượt qua quang trận, lại đối với đám người này không có chút nào ngăn trở. Bọn họ một cái hai cái chui ra quang trận, tay cầm đôi chém kiếm, trợn mắt nhìn, vô tận sát ý phun trào. Đây là bọn họ sứ mạng. Bọn họ quả nhiên có thể nghe. Huyền Vân Tịch suy tư nói, đám người này bây giờ bị ép, mới chỉ có thể đi ra cùng bọn hắn so tài. Vũ Văn Cơ bước ra một bước, khá là lễ phép chắp tay nói, vãn bối vô tình xúc phạm, lần này tới chỉ là muốn gặp cổ thất tiền bối. Vừa dứt lời. Một đạo thanh âm lạnh như băng chính là truyền tới, nơi này không có gì luyện thần. Cũng không có cái gì cổ thất, mau rời đi. Huyền Vân Tịch thấy vậy, liền về phía sau đứng một bước, nàng bất quá là tới giúp đỡ, cái này cùng nói phải trái sự việc, vẫn là do Vũ Văn Cơ tự để đi. Huống chi nàng nên làm đã làm, vậy coi là thường lại ra ra năm đó lưu lại nhân quả. Mấy vị, cần gì như vậy từ chối người ngoài ngàn dặm. Vũ Văn Cơ ngược lại là tánh tốt nói. Các vị không ngại giúp ta thông báo một tiếng, nếu như cổ thất tiền bối không muốn gặp ta, vãn bối tuyệt không quấy rầy. Hừ, lại không cút, sẽ để cho ngươi chôn ở chỗ này, làm một khối thủ trận hỏa phù. Vậy đạo thanh âm lạnh như băng vang lên lần nữa. Rất hiển nhiên, cái này là một đám người bảo vệ, hơn nữa, cái này từng cục hỏa phù, đều đang là trước mơ ước luyện thần cổ thất người vẫn thân bùa chú sao. Huyền Vân Tịch không nhịn được lần nữa nhìn về phía vậy vây quanh như lửa bùa chú, cái nhìn này, quả nhiên ở trong đó thấy được vài tia đen nhánh nhân quả luân hồi dấu vết. Cái này bao la trong năm tháng, rốt cuộc có nhiều ít người, vì luyện thần mất mạng ở chỗ này, Huyền Vân Tịch không khỏi thổn thức không dứt. Vũ Văn Cơ gặp cái này người bảo vệ như vậy hồ đồ ngu xuẩn, hai tròng mắt lãnh khốc, bàn tay hóa là đen nhánh long chảo, cách không bạo giết tới. Chuyến này ta vốn là cổ thất tiền bối đưa lên chí bảo, cần gì phải ép ta động thủ chứ? Người bảo vệ hừ lạnh một tiếng, vậy không trả lời, trong tay lưu động một chút quy luật ánh sáng đôi chém kiếm ngay tức thì đỡ Vũ Văn Cơ long chảo. Lôi quang bắn ra bốn phía, vậy đôi chém kiếm hiển nhiên không phải là phàm vật, ở Vũ Văn Cơ long chảo bạo ngược dưới, hiển nhiên không rơi hạ phong. Nhất kích dưới, Vũ Văn Cơ cũng không có nhận liền phát động lần công kích thứ hai. Mà chỉ là dò xét tính nhìn một tí sâu cạn của đối phương. Đáng tiếc, chỉ là cầm có thần binh, thực lực bản thân vậy. Như vậy phán đoán cũng nhận được sau lưng Huyền Vân Tịch đồng ý, mới vừa rồi vậy điện quang hỏa thạch một chiêu, thà nói là cái này người bảo vệ phản ứng nhanh mạnh, ngược lại không như nói là đôi chém kiếm được. Vật này so thiên nhân vực một ít quy luật thần khí đều không xính hơn để cho. Hơn nữa, vậy đôi chém kiếm bên trên bộc lộ ra ngoài nhật nguyệt chói lọi. Hiển nhiên là đi qua đã qua muôn ngàn thử thách, đem tất cả loại nhật nguyệt thuộc tính từng cái gõ vào mỗi một tấc thân kiếm. Vũ Văn Cơ trong lòng đã vô cùng xác định, cổ thất tiền bối khẳng định ở bên trong. Người bảo vệ gặp Vũ Văn Cơ không có lại công, vậy không chủ động công kích, mà là như cũ phẫn uất nhìn về phía Vũ Văn Cơ, một bộ ngươi chết ta sống thủ giết hình dáng. Các vị, ta biết cổ thất tiền bối chọn đời tố nguyên, lần này tới, thật là có đại lễ đưa tặng. Vũ Văn Cơ vừa dứt lời, bàn tay hướng hư không tìm tòi, một phiến ánh sáng đẹp lung linh miếng vảy xuất hiện ở trong tay hắn. Long khí cuốn tới, vạn long thanh âm gầm thét, dữ tợn đâm thủng trước màng nhĩ của mọi người. Miếng vảy tản ra uy áp, để cho tất cả Minh Long Thần Điện cường giả cơ hồ đều muốn không kềm chế được quỳ bái, đây là chí thuần cực cứng chắc oai rồng. Mặc dù chỉ là một khối miếng vảy, nhưng lúc này lại để cho tất cả người thấy được vạn long tề tụ cảnh tượng. Cái này, đây lại là vạn long miếng vảy. Minh Long Thần Điện các cường giả ánh mắt cơ hồ muốn ứ máu. Chỉ bởi vì đây là trong truyền thuyết vật kiện, lúc này chỉ như vậy bị bọn họ thiếu chủ cầm ở trong tay. Vạn long vảy chỗ chân quý, ở chỗ do vạn con vạn năm trở lên long tộc, đem bọn họ quanh thân cứng rắn nhất miếng vảy xé ra tới. Vật này chính là ta Minh Long Thần Điện chí bảo, trình độ cao nhất bền bỉ trình độ cao nhất kiên cường. Đặc biệt thích hợp buộc ở binh khí bên trên,
ta phụ thân đặc biệt kêu ta đem nó hiến tặng cho luyện thần cổ thất, hy vọng có thể tác thành hắn luyện chế thần binh tâm nguyện. Nhưng mà, những thứ này người bảo vệ lánh đời nhiều năm, cũng không được rõ cái này vạn long vảy chỗ chân quý. Ngay tại Vũ Văn Cơ có một loại đàn gãy tai châu không biết làm sao lúc đó, một giọng già nua đột nhiên vang lên. Các ngươi, lui xuống trước đi đi. Người bảo vệ ở thanh âm này dưới, ngay tức thì giống như thủy triều như nhau lui về quang trận bên trong, trong tay đôi chém kiếm lần nữa hóa là canh tác vật. Vũ Văn Cơ trong lòng vui mừng. Hắn biết, cái này nhất định là cổ thất thanh âm. Cổ thất lánh đời nhiều năm, nếu mở miệng, tất nhiên là mình vạn long miếng phải đánh động đối phương. Lần này, hắn Vũ Văn Cơ tuyệt đối muốn mời được cổ thất tiền bối. Mà hắn Minh Long thần điện tất nhiên sẽ trấn áp mấy lớn thiên điện, thậm chí thiên nhân vực vô số thế lực, trở thành xứng đáng không thẹn vực ngoại cự phách. Tiền bối, ta là Minh Long thần điện Vũ Văn Cơ, phụng gia phụ mệnh lệnh, hướng ngài dâng ra vạn long miếng vảy. Ha ha! Vậy thanh âm già nua, phát ra sang sảng tiếng cười, cái này vạn long vảy giá trị hắn dĩ nhiên là liền như lòng bàn tay. Mời tiền bối vui vẻ nhận. Vũ Văn Cơ lộ ra một cái nụ cười xu nịnh, hiển nhiên là hy vọng thấy cổ thất. Đã như vậy, các ngươi liền vào đi. Vậy quang trận trên đỏ tươi bùa chú, nồng nặc ngọn lửa hơi thở, lúc này hình thành một cái có thể cho người đi vào vòng sáng. Vũ Văn Cơ mặt vui vẻ, chào hỏi Huyền Vân Tịch một tiếng, liền dự định trực tiếp tiến vào. Ngay tại lúc này, hư không biến dạng. Một đạo lãnh đạm bóng người từ trong đi ra. Dĩ nhiên là Diệp Thần. Diệp Thần nhìn một cái chung quanh, thở ra một hơi, sau đó lộ ra một đạo nụ cười. À, nơi này lại náo nhiệt như vậy. Diệp Thần thanh âm vào lúc này phát ra, hắn bóng người một giây kế tiếp đã xuất hiện ở trước mặt mọi người. Diệp Thần, ngươi lại vẫn dám xuất hiện. Vũ Văn Cơ đã nâng lên chân, lúc này nghe được Diệp Thần thanh âm, thần sắc băng hàn quay đầu lại, nhìn về phía Diệp Thần. Đối với hắn mà nói, Diệp Thần tới đúng lúc. Nơi đây ở Huyền Nhất Sơn Mạch bên trong, dưới mắt hắn Minh Long Thần Điện lại có Huyền Nhất môn trợ lực, lần này, thiên nhân vực cường hãn hai đại môn phái lẫn nhau kết minh, muốn xóa bỏ Diệp Thần, giống như lấy đồ trong túi. Ta còn lấy vì ngươi không dám tới chứ. Vũ Văn Cơ hướng rất nhiều Minh Long cường giả hơi ngoắc tay, đã bày ra bao vây thế. Vân Tịch trưởng môn, mong ngươi giúp ta tru diệt người này. Người này nhất định chính là gieo hỏa. Vũ Văn Cơ quanh thân vĩnh dạ vậy hắc khí đã cuộn sạch mà sống, nhìn về phía Diệp Thần diễn cảm, sát khí uy nghiêm. Nhưng mà hắn hoàn toàn không có chú ý tới bên cạnh Huyền Nhất môn trưởng môn diễn cảm cổ quái đến trình độ cao nhất. Có chút kích động, thậm chí có chút mừng rỡ như điên. Sư phụ! Giờ khắc này, Huyền Vân Tịch mặt lộ vẻ vui mừng, hoàn toàn không có trước đối mặt Vũ Văn Cơ giá rét. Nàng lấy là đời này sẽ không còn được gặp lại sư phụ, nhưng lại không nghĩ rằng cái này mới qua bao lâu, lại gặp được sư phụ. Chẳng lẽ sư phụ là tới tìm nàng? Diệp Thần nhìn một cái Huyền Vân Tịch, cũng là khá để ý bên ngoài, khi biết được cuối cùng một nơi ngay tại Huyền Nhất Sơn Mạch bên trong, hắn cũng không miễn cảm khái. Xem ra hắn vào Huyền Nhất môn nhân quả vẫn chưa kết thúc. Bất quá hắn tiến vào Huyền Nhất Sơn Mạch, cũng không có đi định tìm Huyền Vân Tịch, hắn không hy vọng Huyền Vân Tịch dính dấp trong đó. Có thể tuyệt đối không nghĩ tới, Huyền Vân Tịch vẫn là cuốn vào tiến vào. Diệp Thần khá là thâm ý nhìn một cái Huyền Vân Tịch, gật đầu một cái, sau đó không nhanh không chậm hướng Huyền Nhất môn đi tới. Giờ khắc này, Vũ Văn Cơ bối rối, triệt triệt để bối rối. Hắn lúc này giống như bị sét đánh trúng liền như nhau, thẫn thờ nhìn một màn trước mắt, chứ không phải Huyền Nhất lão tổ đoạt đi Diệp Thần linh thú tiểu hoàng sao. Hiện tại đây là tình huống gì? Tại sao Huyền Vân Tịch kêu người này sư phụ đâu? Bọn họ tới giữa không nên có thủ oán sao? Vẫn là nói, từ đầu tới đuôi Huyền Nhất lão tổ chính là Diệp Thần người. Hóa đá không chỉ là Vũ Văn Cơ, Minh Long thần điện đám người vậy cũng kinh ngạc không thôi. Mà Huyền Hạ nhưng là cung kính vạn phần nhìn về phía Diệp Thần, chắp tay, đem tư thái thả vào thấp nhất, Diệp công tử, không nghĩ tới, ngài tới rồi. Ở Huyền Hạ khom người hành lễ dưới sự dẫn động, tại chỗ tất cả Huyền Nhất môn người, đều rối rít đi theo hướng Diệp Thần thi lễ. Vũ Văn Cơ, ngươi sẽ đối ta sư phụ động thủ. Giờ phút này, Huyền Vân Tịch lần nữa nhìn về phía Vũ Văn Cơ thời điểm, nơi nào còn có phân nửa đồng minh tới giữa thân thiện. Đều là ngút trời sát ý.
Như Huyền Vân Tịch hôm nay có cái gì nghịch lân, sư phó kia Diệp Thần chính là nàng nghịch lân. Vũ Văn Cơ nhíu mày một cái, lúc này Huyền Nhất Môn lâm trận đổ mâu, để cho bọn họ Minh Long Thần Điện ngay tức thì lâm vào bị động bên trong. Thiếu chủ, luyện thần muốn chặt. Một tên Minh Long Thần Điện trưởng lão bước lên trước, thở dài, bọn họ mục đích chuyến đi này vẫn là trọng yếu nhất, không thể bởi vì Diệp Thần phá hư kế hoạch. Được, Vũ Văn Cơ rên lên một tiếng, lửa giận lửa đốt cháy, nhưng lý trí lại để cho hắn khắc chế, quay đầu muốn đi vào tinh hồ chi địa, cướp trước một bước tìm được luyện thần cổ thất. Sư phụ, chúng ta muốn không muốn ngăn lại bọn họ? Huyền Vân Tịch hỏi, ở nàng nhìn lại, Diệp Thần chuyến này mục đích phỏng đoán cùng Vũ Văn Cơ là giống nhau, đều là tìm luyện thần cổ thất. Huyền Nhất Môn các trưởng lão vậy lộ ra một bộ xoa tay dáng vẻ, dẫu sao đều là ký kết nô bộc khế ước người, Diệp Thần chính là bọn họ tất cả mọi người chủ nhân. Coi như là để cho bọn họ đi chịu chết, bọn họ cũng không thể phản kháng. Hắn được mời. Diệp Thần nghi hoặc nhìn cái này giống nhau là luyện thần cổ thất là Vũ Văn Cơ mở ra cánh cửa kia cửa. Huyền Vân Tịch nhẹ ghé vào Diệp Thần bên tai, đem chuyện phát sinh mới vừa rồi, từ đầu tới đuôi nói một lần. Vạn Long miếng vảy. Xem ra cái này thái thượng luyện thần tộc, cũng sẽ bị kỳ chân dị bảo nơi đánh động. Diệp Thần con người đông lại một cái, nghĩ tới điều gì, vậy thong thả tiến lên một bước, cất cao giọng nói, vãn bối Diệp Thần, có chuyện cầu tại luyện thần tiền bối. Vũ Văn Cơ mắt lộ ra hung quang, nghe gặp Diệp Thần nói chuyện, cũng không gấp tại tiến vào tinh hồ chi địa, hắn cũng muốn xem, Diệp Thần phải như thế nào tiến vào. À, thanh âm già nua vang lên lần nữa, vậy màu máu đỏ bùa chú ngưng tụ thành một đôi mắt, lúc này từ trên xuống dưới cẩn thận đánh giá Diệp Thần. Ừ, lại là luân hồi huyết mạch, một đạo truyền thanh ngay tức thì tiến vào Diệp Thần thức hải. Rất hiển nhiên, cổ thất biết huyết mạch chuyện, sự quan trọng đại, cũng không có ngay trước mặt mọi người nói ra. Ước chừng thông qua một mắt, còn chỉ là hư không một mắt, luyện thần đã nhìn thấu Diệp Thần không giống tầm thường huyết mạch lực, có thể gặp khủng bố. Hơn nữa, cổ thất vô cùng xác định bên ngoài cái này người thanh niên tuyệt không đơn giản, trên mình thật giống như ẩn giấu rất nhiều bí mật. Lại là dính thái thượng thế giới nhân quả. Diệp Thần vậy khiếp sợ tại vị này thái thượng luyện thần quả thật không giống vật thường, chỉ là trong hư không một mắt, liền nhìn ra mình cất giấu luân hồi huyết mạch, thần thông như vậy, có thể luyện chế ra băng minh cổ ngọc như vậy thần vật, cũng là ở tình lý bên trong, Ngụy Dĩnh được cứu rồi. Có ý tứ. Không chờ Diệp Thần trả lời, cổ thất thanh âm cất giấu một nụ cười châm biếm, đã lần nữa phát ra, thế gian nhân quả luân hồi, trong chỗ u minh ý trời. Để cho hắn thật giống như thấy được thái thượng thiên nữ ở trong đó thấm vào. Cái này nhân quả trong đó, thật giống như còn có rất nhiều thiên kiếm duyên phận, cái này làm cho say mê luyện chế binh khí cổ thất, cũng có chút hiếu kỳ, cái này người thanh niên rốt cuộc là thân phận gì. Tiền bối, tại hạ Diệp Thần, có chuyện muốn nhờ. Không có hiến tế chân bảo, cũng không có chiêm ngưỡng kinh ý, chỉ là thật đơn giản nhờ giúp đỡ. Diệp Thần thản nhiên cũng để cho luyện thần cổ thất liếc mắt. Do dự mấy giây, thôi, ngươi lại một khối mà tiến vào đi. Nếu hôm nay cái này hai người đều là cổ thất cơ duyên, vậy không phương liền cùng gặp đi. Vũ Văn Cơ thấy vậy nổi cơn giận dữ, vì tiến vào, bọn họ Minh Long Thần Điện nhưng mà hiến tế một khối chí bảo, coi như là đặt ở thái thượng thế giới, đó cũng là không thể có nhiều chân bảo. Dựa vào cái gì cái này càn khôn cảnh cũng có thể cùng hắn như nhau tiến vào tinh hồ chi địa. Diệp Thần tựa như xem thấu Vũ Văn Cơ tâm tính, lạnh lùng nhíu mày mau, thần sắc như cũ lãnh đạm. Tinh hồ chi địa bên trong, một con sóng gợn lăn tăn mặt hồ, đang gió nhỏ nhẹ phẩy dưới, xuất hiện từng cơn sóng lớn đường vân. Một cái dị thường đơn sơ cỏ tranh bên trong phòng, ánh lửa thông trời, phát ra đang 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 kim loại va chạm tiếng. Đó là đơn giản nhất, nhất là nguyên thủy thuật luyện khí. Đại lộ trí giản. Một vị sao sao trước trên người. Trước ngực treo ra thú tục tầng người đàn ông, tóc cao bàn lên, đang tập trung tinh thần chui luyện trước mắt thần binh. Cổ thất tiền bối, vãn bối Vũ Văn Cơ bái kiến tiền bối. Đây là chân chân chính chính thái thượng đại năng, Vũ Văn Cơ không dám có một chút bất kính, vội vàng thi lễ. Vãn bối Diệp Thần, gặp qua tiền bối. Diệp Thần giống vậy khom người, Huyền Nhất Môn mọi người đang hắn sau đó, vậy rối rít khom người thi lễ. Hôm nay các ngươi hai người đồng thời tới, cũng coi là ta ngươi cơ duyên, nhưng là lão hủ tuổi tác đã cao,
lại nữa say mê tại chui luyện chi địa và trần thế chuyện, chỉ có thể đáp ứng ngươi hai người một người trong đó muốn nhờ. Cổ Thất Đầu cũng không có mang, thậm chí cũng không có lại sách Vạn Long vảy sự việc, thật đơn giản vừa nói, liền đem Diệp Thần và Vũ Văn Cơ bày ở phía đối lập. Thật ra thì, bọn họ nguyên bổn chính là phía đối lập. Vũ Văn Cơ mặc dù trong lòng không vui, nhưng là không dám không vâng lời Cổ Thất, chỉ có thể nhắm mắt đáp ứng. Diệp Thần tùy ý gật đầu một cái, ở hắn xem ra, Vũ Văn Cơ có lẽ thực lực cường hãn, nhưng hiển nhiên không phải hắn đối thủ, hơn nữa chuyến này, vì Ngụy Dĩnh, hắn cũng là thế ở tất được. Đã như vậy, vậy thì xem ngươi hai người ai cùng ta cơ duyên khá sâu đi. Cổ Thất trong tay búa sắt thật cao quăng lên, oanh chùy đánh về phía hai người. Huyền Vân Tịch diễn cảm biến đổi, cơ hồ cùng trong chốc lát, ở nơi này chờ ngập trời uy lực dưới, Huyền Thiên Tâm Kinh đã lơ lửng ở trước người của nàng. Mà Diệp Thần và Vũ Văn Cơ, nhưng biến mất ở tại chỗ. Diệp Thần mở ra hai tròng mắt, hơi ngẩn ra. Thời khắc này mình cũng không biết thân ở nơi nào. Cổ Thất mạnh mẽ vượt xa mình tưởng tượng. Nơi này là địa phương nào? Diệp Thần nhìn trước mắt chỗ tòa này quái núi, ở hắn ánh mắt trong tầm mắt thấy là cái này quái núi lượn lờ từng đạo xám phác phác hơi thở, giống như một tầng sương mù bao phủ ở toàn bộ vách núi bên trong, để cho người ta ánh mắt tầm mắt đều không cách nào nhìn thấu qua đi. Diệp Thần trong tay cũng ở đây cùng trong chốc lát, xuất hiện một tấm da trâu bản đồ. Phía trên hội chế một ngọn núi, còn có một cái kỳ quái cực kỳ dây đỏ, mà dựa theo bản đồ chỉ dẫn, hắn lúc này chỗ ở vị trí, hẳn là ở bản đồ tây bộ vô danh nhỏ sườn núi bên trên, theo điều này chỉ dẫn đường, là có thể đến một tòa kỳ quái kiến trúc bên trong. Vũ Văn Cơ đâu? Diệp Thần quét mắt bốn phía một cái, hắn suy đoán lúc này hắn và Vũ Văn Cơ hẳn là đồng thời bị Cổ Thất cuốn vào cái này tự tại thiên bên trong, nhưng là nếu như hắn không có đoán sai, cuối cùng bọn họ hai người, vẫn là sẽ ở vậy kiến trúc kỳ quái bên trong gặp nhau. Cẩn thận trầm ngâm một phen, Diệp Thần cuối cùng vẫn là quyết định dựa theo con trâu này ra trên bản đồ tuyến đường tiến về phía trước. Không tới nửa giờ, Diệp Thần đã càng phát ra đến gần kiến trúc, nhưng là cổ quái chính là đường núi bình tĩnh, không có chút nào động tĩnh, Diệp Thần đem chân một khối đá vụn, làm bộ như trong lúc lơ đãng hướng lệch lộ tuyến phương hướng đá vào. Quỷ dị chuyện xảy ra, đá vụn lại biến mất. Đá chỉ như vậy vô căn cứ biến mất, xem ra muốn đến kiến trúc này bên trong, cũng chỉ có con đường này mà thôi. Cái này chẳng lẽ chính là tiền bối khảo nghiệm? Không biết qua bao lâu, Diệp Thần bước chân rốt cuộc dừng lại. Luyện thần quật. Ba chữ to xuất hiện ở môn đình bên trên, nơi này chẳng lẽ là luyện thần tộc mới sinh chi địa. Diệp Thần đẩy một cái cửa, nhưng không biến hóa chút nào. Này là thực tập ải thứ nhất, tìm được ta. Một giọng già nua, từ bốn phương tám hướng truyền tới, ngay sau đó, vậy luyện thần quật cửa từ từ mở ra. Xuất hiện trước mặt một cái to lớn cung điện toàn thân phơi bày màu vàng kim, giống như một tòa từ trên trời giáng xuống thần điện, vậy như có như không quang mang, vờn quanh ở chung quanh đại điện, hai đầu hùng vĩ thần thú liền đứng ở cửa cung điện. Ngao! Một tiếng gầm thét tiếng vang lên, một tôn yêu thú đã từ thần thú sau lưng chợt nhào ra, muốn đem Diệp Thần ngã nhào xuống đất. Diệp Thần sát kiếm lật bay, hồn thể đổi thành, hủy diệt lực đã bao phủ ra, đem yêu thú kia trực tiếp chém thành hai khúc. Toàn bộ đại điện, không có bất kỳ cửa ngầm, vậy không có bất kỳ cơ quan gì, chỉ như vậy không có chút nào che giấu phơi bày ở Diệp Thần dưới mắt. Giống vậy, cũng không có người bất kỳ thức, Cổ Thất sẽ lấy như thế nào hóa hình cất ở đây trong đại điện đâu. Cùng Diệp Thần chỉ cách qua một bức tường Vũ Văn Cơ, gặp phải cùng hắn vậy cục diện, vậy trong cung điện nho nhỏ yêu thú, há sẽ là hắn đối thủ. Long chảo một móng dưới, yêu thú kia đã hóa là một đạo xương máu. Toàn bộ cung điện bao phủ ở kim tia sáng màu vàng bên trong, cũng không có phát hiện nửa điểm Cổ Thất bóng dáng. Ngồi xếp bằng ngồi lập được tới, Diệp Thần dùng thần thức câu thông trong điện mỗi một kiện vật thể, thấy được hoàng kim xương mù, còn có thần thú, còn có vậy cột đá. Như vậy mà nơi này phát sinh hết thảy, cũng hình thành một đạo màn sáng, để cho ngoại giới Huyền Vân Tịch các người thu hết vào mắt. Trưởng môn, Cổ Thất tiền bối ở nơi nào? Huyền Nhất Môn trưởng lão mặc dù có thể thấy rõ hết thảy, nhưng cũng không tìm được Cổ Thất tiền bối tồn tại. Huyền Vân Tịch nhíu mày một cái, cửa ải này, xem ra Cổ tiền bối muốn thi là thức hải xem xét lực à. Nàng suy đoán nói, thành tựu luyện thần tộc sau đó, tự nhiên có siêu thoát xem xét dám bảo oai, cho nên đạo đề này,
thà nói là cổ thất tiền bối để cho sư phụ tìm mình, không bằng nói là để cho sư phụ tìm được cung điện này bên trong nhất là hiếm thấy chân bảo, thích hợp nhất đúc thành binh khí chân bảo. Huyền Nhất Môn trưởng lão gật đầu liên tục, vẫn là trưởng môn kiến thức được, hơn nữa, cái này trong đại điện 10 phần trống trải, cũng không có mấy kiện chân bảo. Minh Long cường giả nguyên bản đầu óc cũng mơ hồ, lúc này ở Huyền Vân Tịch chỉ điểm dưới, mới bừng tỉnh hiểu ra, hy vọng nhà mình thiếu chủ mau sớm phát hiện trong đó khảo nghiệm chân đế. Cổ thất nghe được Huyền Vân Tịch lời ấy, lúc này mới ngẩng đầu nhìn nàng một mắt, cái bé gái này ngược lại là thật là tinh mắt, chỉ là đã bị Thái Thượng Thiên Nữ chọn chúng, có Huyền Thiên Tâm Kinh, nếu không ngược lại là có thể cân nhắc ngoại lệ thu học trò. Tiền bối, không biết suy đoán phải chăng chính xác. Huyền Vân Tịch thấy cổ thất nhìn tới, liền vội vàng khom người hỏi. Ừ, cổ thất gật đầu một cái, người tuổi còn trẻ, ngược lại là kiến thức bất phàm. Đa tạ tiền bối khen ngợi. Huyền Vân Tịch nói xong, liền chuyên chú tại xem sạch mạc ở giữa Diệp Thần. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, Vũ Văn Cơ càng ngày càng nóng nảy, mấy lần hóa thân hình rồng, ở đó cung điện bên trong qua lại, thậm chí còn mơ hồ toát ra phá hoại trong điện vật phẩm ý. Diệp Thần nhưng thủy chung giữ khoanh chân tư thế, hồn thể đổi thành, hồn lực phóng thích đến mức tận cùng, thật nghiêm túc câu thông điện này bên trong hết thảy sự vật. Ngay tại lúc này, Diệp Thần khóe miệng nâng lên lau một cái tự tin mỉm cười, ở nơi này đông đảo vật kiện bên trong, hắn rốt cuộc phát hiện hắn muốn tìm đồ. Tìm được. Tiền bối, ta đem ngài, vẫn còn cho ngài. Cái này nhìn như lời cổ quái tiếng nói ngay tức thì từ Diệp Thần trong miệng bật thốt lên. Sau đó một đạo vô hình tay bọc lại trên đất bị Diệp Thần bổ một cái hai nửa yêu thú thân thể, từ từ bay lên. Cái này thi thể. Mọi người thất kinh, nhìn về phía Diệp Thần trong ánh mắt tràn đầy nghi ngờ. Cổ thất nhưng phát ra sang sảng mỉm cười. Được, cửa ải này, Diệp Thần thắng. Khả năng này nhất bị coi nhẹ đồ, nhưng là phá cuộc mấu chốt, Diệp Thần nguyên bản cũng không có đem yêu thú thi thể cân nhắc đi vào, nhưng là như vậy chống trải cung điện. Cần gì phải thả một cái như vậy tu vi yếu ớt yêu thú bảo vệ. Hơn nữa, nó lại đang bảo vệ cái gì chứ? Hoặc là, nó mới là bị bảo vệ. Nghĩ thông suốt một điểm này, tự nhiên tìm được cửa ải này phá giải pháp môn. Vũ Văn Cơ nghe được Diệp Thần thắng, mặt mũi lạnh lùng tới cực điểm, hai tròng mắt bên trong cơ hồ muốn tóe ra ngọn lửa. Mà ở nơi này cùng trong chốc lát, nguyên bản kim quang quanh quẩn cung điện đã biến mất không gặp. Chỉ còn lại một cái kéo dài lối đi vào miệng là một miếng cực cao cửa đồng, cung điện tả hữu là một hàng to lớn cột đá, một mực cùng đỉnh đầu có tương liên. Nặng nề cổ đồng cửa điện, ở tiếng cót két bên trong bị đẩy ra. Một cái đen nhánh thâm thúy lối đi, chiều rộng cao đều ở đây 20 trượng cỡ đó, một mực đi về trước duyên thân, ở hắc ám bên trong tản ra vô tận sợ hãi. Hắc ám đối với có hắc ám nguyên phù Diệp Thần mà nói thật là liền coi như không có gì. Hắn có thể rõ ràng thấy rõ hai bên điêu khắc, đó là một bức bức to lớn phủ đồ, phía trên khắc chưa bao giờ nghe yêu thú, linh cầm, hải thú, sông yêu, bọn họ ở sông băng, biển hồ, trên hư không lẫn nhau đánh giết. Chẳng lẽ những thứ này đều là thái thượng thế giới tồn tại? Đồng thời, Diệp Thần tầm mắt chú ý tới một tôn thân cao 10 mét màu tím tượng đá, trước ngực treo một cái bảo bầu hồ lô, vai kháng một chuôi đại đao. Giống như một cái chiến thần, đang đứng sững ở trước mặt hắn. Cửa ải này không có đề kỳ, vậy không có yêu cầu. Diệp Thần mặc dù nghi ngờ trong lòng, nhưng cũng không có quá độ quấn quýt, cẩn thận quan sát cái này màu tím tượng đá, lối đi liền đến tượng đá này im bặt, lại cũng không có con đường phía trước. Vũ Văn Cơ có phát hiện không con đường phía trước, ngược lại là lấy cực kỳ ác liệt lại chỉ riêng thô bạo phương thức, cưỡng ép đánh về phía liền màu tím kia tượng đá. Hơi thở rồng phiên quyển cái này vô cùng vô tận đợt khí, rất nhanh đem tượng đá kia đánh nát, lộ ra tượng đá sau lưng một miếng hoa lệ cửa. Tất cả Minh Long thần điện cường giả tim đều ở đây trong một cái chớp mắt này, dâng tới cổ họng, còn không có cùng bọn họ là nhà mình thiếu chủ cổ võ triệu uy, bỗng nhiên nổ ầm nổ vang, mấy viên quả cầu lửa thật lớn, quỷ dị tường đổ ra, hướng Vũ Văn Cơ đánh tới đây. Hiển nhiên nguyên bản lối đi hẹp, thật ra thì bên trong tường ngầm huyền cơ. Cường đại lực lượng ở hang đá bên trong nổ tung, trong chốc lát đất rung núi chuyển, cường đại kình khí hình thành một cổ gió lốc lớn. Thiếu chủ cẩn thận, Minh Long thần điện đám người hô, tựa như Vũ Văn Cơ có thể nghe được vậy. Lúc này vậy tấm đá xanh hạ, lộ ra một khối hố sâu to lớn.
Vũ Văn Cơ chỉ cảm giác được mình dưới chân không còn một mống, lập tức hóa thân hình rồng, chiếm cứ ở giữa không trung bên trên. Hắn biểu tình hài hước nhìn về phía cái này một vòng cơ quan, cái này cùng chính là thiết lập, vẫn có thể để cho hắn đường đường Minh Long Thần Điện thiếu chủ rơi vào trong đó. Sau đó Vũ Văn Cơ thân hình cuộn sạch ra, trực tiếp phá vỡ tượng đá kia sau lưng cửa, tiến vào núp ở sau lưng cung điện. Đây là... Vũ Văn Cơ cơ hồ không dám tin tưởng mình ánh mắt, cung điện bên trong là ngay ngắn như nhau giá gỗ, phía trên cất giữ các loại các dạng thần binh. Thần binh thấp nhất cũng là quy luật thần khí à. Những cái kia theo như đồn đãi chân bảo, linh dược, đan cỏ, có thể gặp không thể cầu thần binh lợi khí, hết thảy cũng trưng bày ở chỗ này. Giờ khắc này, ánh mắt tham lam tràn ngập ở Vũ Văn Cơ trong con ngươi. Ai thấy cảnh này, có thể không tham lam. Minh Long Thần Điện của cải lại phong phú, lúc này ở cái này đầy trong cung điện chân bảo trước mặt, vậy không đáng giá để ra. Ải thứ hai, là khen thưởng. Cổ thất thanh âm vang lên lần nữa, để cho Vũ Văn Cơ nội tâm khẩn trương đến trình độ cao nhất. Lúc này Diệp Thần cũng là mới vừa gia nhập cung điện không lâu, hắn ngược lại là không có hướng Vũ Văn Cơ như nhau, trước tiên tuyển chọn bảo bối, mà là cẩn thận dò xét cung điện này tất cả trưng bày và bày thả. Là tưởng thưởng nói, đương nhiên là muốn chọn tốt nhất. Ngay tại lúc này, Diệp Thần phát hiện vậy một phiến giá gỗ bên trên, có một nơi nhô ra hình tròn đường vân. Diệp Thần đưa tay đụng chạm, chậm rãi giãy giụa một tí. Rắc rắc, nguyên bản cung điện một mặt tường, lúc này phát ra một hồi nổ ầm giống vậy vang động, ngay sau đó một cái màu hoàng kim tròn che trở hiện lên, bên trong là một chuôi chất phác không màu mè búa nhỏ. Cái này búa nhỏ quanh thân tản ra màu bạc sáng bóng, lưu chuyển sáng chói thần uy khả năng. Cái này sẽ không phải là luyện thần cổ thất pháp khí chứ? Diệp Thần làm sao xem? Cái này cái búa làm sao giống như là chui luyện dụng cụ vật kiện. Trưởng môn, ván này là khảo nghiệm sao? Tại sao kêu khen thưởng? Huyền Vân Tịch khóe miệng cầu vẻ mỉm cười, hiển nhiên ván này hẳn là Diệp Thần thắng, luyện thần cổ thất đề mục yêu cầu căn bản không có nói xong, Vũ Văn Cơ và Diệp Thần đều là tới nhờ giúp đỡ, làm sao sẽ cần phải thưởng, đây rõ ràng là cổ thất muốn cho bọn họ cho tự lựa chọn khen thưởng. Những cái kia tán lạc vật liệu, so với cái này thực dụng công cụ, làm sao xem, tất cả đều là Diệp Thần thắng. Cuối cùng hai người lựa chọn chân bảo, ở một bài thần huy dưới, hóa là vô hình. Cổ thất nhưng cũng không có nói cửa ải này người thắng trận là ai, mà là trực tiếp đem hai người đẩy tới ải thứ ba thực tập. Ải thứ ba, sống chết cục. Vũ Văn Cơ và Diệp Thần liếc nhau một cái, vốn là vậy là không chết không thôi cục diện, lúc này gặp nhau, bất quá là thêm chút tiền thưởng. Nếu như không địch lại, có thể nhận thua. Ta từ sẽ bảo đảm tính mạng các ngươi. Mọi người nhìn về phía cái này đường hẹp gặp nhau hai người, trong bụng một hồi lo âu. Huyền Vân Tịch trong lòng biết lấy Diệp Thần tính cách, coi như là chết trận, vậy tuyệt sẽ không có nhận thua nói một chút. Diệp Thần, ta ngươi hai người, hôm nay liền phân thắng bại, quyết sống chết. Vũ Văn Cơ tròng mắt lạnh lẽo, bàn tay hóa thành đen nhánh long chảo, cách không bạo giết tới, ý định giết người hừng hực chỉ hướng Diệp Thần. Long chảo biến dạng, quy luật nổ tung, khí lưu xoay tròn, vô số kinh khủng hắc động phân dương ra, dường như muốn chiếm đoạt nhật nguyệt vậy. Mà ở hắc động kia bên trong, lại xuất hiện vô số trắng động, đen trắng tới giữa tạo thành văn lộ vặn vẹo, lại huyễn hóa thành hỗn độn thái cực hình vẽ. Vũ Văn Cơ long chảo nhất kích, trực tiếp hiển hóa ra thuộc về hắn quy luật, thái cực huyền diệu quy luật hơi thở, bao phủ trong đó, lộ vẻ được thần thông cực sâu. Nhất thời Diệp Thần cả người cũng bao phủ ở Vũ Văn Cơ sát phạt dưới, tựa như tiếp theo một cái chớp mắt, sẽ bị Vũ Văn Cơ long chảo biến dạng. Diệp Thần con người co rúm một cái, liền gặp từng cây một long chảo, giống như rung động vậy cắt kim loại tới đây, một khi gặp phải những thứ này răng cưa sát phạt, coi như Diệp Thần sinh mệnh lực và thân xác kinh người, đều phải ngay tức thì bị cắt thành thịt bể, sẽ không có chút nào khả năng khôi phục. Vì chu diệt Diệp Thần, Vũ Văn Cơ hiển nhiên là không dự định lưu lại chỗ trống. Bát bộ phù đồ khí, mở. Trong lúc nguy cấp, Diệp Thần quanh thân ánh sáng rực rỡ phun trào, từng tầng một Phật quang nổ đi ra, ngưng hóa thành một tòa vạn trượng cao thông thiên Phật tháp, phía trên có các loại thiên long gầm thét vờn quanh, ngăn cản Vũ Văn Cơ long chảo sát phạt. Ở một phần vạn sát na trong thời gian, Vũ Văn Cơ phát ra ngạo thị thiên hạ vậy thanh âm, long chảo lần nữa quét ngang qua, rắc rắc một tiếng, Diệp Thần phù đồ bảo tháp,
ngay tức thì liền bị cắt kim loại được linh linh toái toái, vô số kim quang tản mát đi ra, trong hư không vang lên Phật Đà Mất Đi bi thương ngâm sướng. Vũ Văn Cơ tu vi đã lần nữa đột phá, đuổi theo lần lúc giao thủ đã khác xa Lắc Xa Lơ. Cái này hoặc giả đắc ý tại thiên đạo suy thoái. Hừ, Vũ Văn Cơ quanh thân miếng vảy giống như từng chuôi nai nịt gọn gàng chờ xuất phát lưỡi dao sắc bén, sôi sục lên, long ngâm gầm thét, hạng bá đạo vang khắp cả thế giới. Vĩnh dạ hắc ám khí tức, tràn đầy đạo đạo lôi đình lực, ùng ùng minh tiếng, hình rồng thân thể to lớn bên trên, tản ra mắt nhìn xuống vạn vật uy áp. Minh long chảm, dao ánh sáng lưu chuyển, ánh sáng chuyển động, ánh sáng bắn ra bốn phía. Một chuôi lưỡi dao sắc bén, từng tầng bao trùm ra, trong một cái chớp mắt này, tất cả miếng vảy bị kêu gọi, cùng trong chốc lát văng tung tóe ra, lấy cực kỳ mạnh mẽ tốc độ, bốn phương tám hướng đâm về phía Diệp Thần. Diệp Thần con người đông lại một cái, lập tức mở ra thái thượng thiên ma thể, cả người ra thì có tầng tầng ma văn nổi lên, khí thế của cả người, đổi được vô cùng mãnh liệt, vô cùng dữ tợn, như một cái ra khỏi vỏ ma kiếm, muốn đâm rách thương khung. Đồng thời, Diệp Thần có ma văn trên mình, lại xuất hiện một đạo kỳ dị đường vân, dần dần ở trên thân thể tràn đầy kéo dài, huyền thể hóa linh thần thông thi triển. Đầu tiên là, đem linh lực, đổi thành làm lực tính, rồi sau đó, chính là hồn thể đổi thành. Lại đem lực lượng, đổi thành là hồn lực. Trong chốc lát, Diệp Thần thần hồn lực, đạt tới một cái vô cùng kinh khủng tầng thứ, nháy mắt, liền đem Vũ Văn Cơ một kích này điểm yếu, hoàn toàn biết rõ. Hắn khóe miệng hiện lên một nụ cười nhàn nhạt, trong tay sát kiếm bên trên, kiếm quang dạo rực. Sát kiếm bên trên càng giấy lên một đạo vô cùng quỷ dị, sợ hãi, tản ra mất đi chập chờn kiêu căng. Vậy vô cùng hồn lực, bơm vào đến trường kiếm bên trong, Nguyệt Hồn Trảm, bộc phát ra. Nguyệt Hồn Trảm, chính là hồn võ kỹ, dung hợp hồn lực võ kỹ, đem nguyên bản chỉ có thể đối với thần hồn tạo thành tổn thương hồn lực, chuyển hóa thành có thể đối với thật thể tạo thành tổn thương nghịch thiên thần kỹ. Mà giờ khắc này, lấy Diệp Thần vậy dâng trào hồn lực thi triển Nguyệt Hồn Trảm, đủ để làm thiên địa biến sắc. Thoáng qua, kiếm kia ý cùng Vũ Văn Cơ, ầm ầm đụng nhau. Nhưng là, cái này còn không đủ, Diệp Thần thậm chí vận dụng một chút lục đạo luân hồi pháp, sau lưng hiện ra luân hồi chi bàn hư ảnh, hào hùng sáu đạo hơi thở, hội tụ ở hắn sát kiếm bên trên, tạo thành một đoàn không rõ ràng hỗn độn sương mù, tràn đầy kinh khủng năng lượng. Một kích này bất quá là thử một lần Vũ Văn Cơ cực hạn, nếu như thất bại, hắn liền sẽ cháy huyền yêu tinh máu. Đủ rồi. Luyện thần cổ thất vậy bàn tay khổng lồ, lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hai người. Đem Vũ Văn Cơ toàn bộ che lấp tới, ngạnh kháng Diệp Thần công kích. Cái này dẫu sao là luyện thần mình một khối thế giới, đối với hắn tổn thương cũng là có hạn. Diệp Thần cũng không nói nhảm, trực tiếp thu hồi thế công, yên lặng đứng tại chỗ, nhìn về phía Vũ Văn Cơ rõ vẻ mặt, nhưng là một bộ rửng rưng. Vũ Văn Cơ nguyên bản biểu tình ngưng trọng còn định cách ở trên mặt, mới vừa, thiếu chút nữa, hắn sẽ chết ở Diệp Thần trên tay, vậy kế cận hơi thở tử vong. Để cho hắn giờ phút này tâm kinh đảm hàn. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Diệp Thần lại mạnh đến tình cảnh này. Đã từng là Diệp Thần ở hắn trong mắt như con kiến hôi, vì sao hôm nay sẽ biến thành như vậy? Thế gian thật có yêu nghiệt như vậy sao? Luyện thần ngăn cản là có nguyên do, Minh Long thần điện dẫu sao là cùng Vạn Khư thần điện có mấy phần sâu xa, thành tựu thái thượng thế giới luyện thần nhất tộc, cổ thất dĩ nhiên là biết được, vậy chính vì vậy. Hắn mới càng không thể để cho Vũ Văn Cơ chết ở mí mắt của mình phía dưới. Thực tập kết thúc, Diệp Thần ngươi lưu lại đi. Hai người đã trở lại lúc ban đầu địa phương, mới vừa hết thảy, tựa như chỉ là một giấc mộng, mà cổ thất lúc này vậy đã buông xuống búa sắt, hướng hai người nói. Tiền bối, ta Minh Long thần tộc, nguyện ý dâng lên vạn long miếng vảy. Vũ Văn Cơ chưa từ bỏ ý định nói, nguyên bản tình thế bắt buộc hình dáng, lúc này có chút dữ tợn khó khăn xem. Trước đều đã quyết định, thực tập sàng lọc, người bây giờ là muốn lật lọng sao? Cổ thất có chút sắc giận, không nghĩ tới cái này Minh Long thần điện người, một đời không bằng một đời, lại như vậy không chịu thua. Tiền bối, ta Minh Long thần điện truyền thừa lương nhiều, nhất định có thể giúp ngài đạt thành tâm nguyện. Vũ Văn Cơ cái này bức không muốn buông tha hình dáng, để cho cổ thất 10 phần chán ghét, nhàn nhạt nói ta ra tay bảo ngươi một mạng. Đã là xem ở ngươi Minh Long cùng ta thái thượng thế giới sâu xa, chớ hồ đồ ngu xuẩn. Cút đi.
Minh Long thần điện tuyệt đối không nghĩ tới cái này cổ thất biến sắc mặt nhanh như vậy, trước bị vạn long miếng vảy đả động dáng vẻ, lại cũng không có phân nửa phơi bày, chỉ còn lại mặt đầy nổi nóng. Cái này luyện thần nhất tộc nóng này, còn thật là khó khăn lấy đoán à. Vũ Văn Cơ gặp không có phân nửa chuyển viên chỗ trống, sắc mặt lại là âm trầm đáng sợ nhìn về phía Diệp Thần. Diệp Thần lộ ra một đạo cười nhạt, cái này đôi ba lần đối với Lạc Nhi người xuất thủ, hắn không ngại cho hắn khói mù tâm tình, lại đưa thêm một ít lửa giận. Chính là vạn long miếng vảy, chỉ muốn ở ta trước mặt kêu la om sòm, thật đúng là tiểu phái, bước lên không lên sân khấu. Cổ thất hừ lạnh một tiếng, Diệp Thần cũng không dám gật bừa. Minh Long thần điện ở toàn bộ thiên nhân vực cũng là đếm được, cho dù là đặt ở thái thượng thế giới, vậy tuyệt không phải cổ thất trong miệng tiểu môn tiểu phái. Cùng Vũ Văn Cơ mang Minh Long thần điện người rời đi sau đó, cổ thất lúc này mới nhìn về phía Diệp Thần, nhàn nhạt nói, ngươi lần này tới, vì chuyện gì? Đã rất lâu không người nào dám tới quấy rầy ta. Tiền bối, lần này tới, là có cầu cùng ngài. Diệp Thần vậy không có ở đây cùng cổ thất kết giao tình, lúc này Ngụy Dĩnh còn ở vào dầu sôi lửa bỏng bên trong, hắn cần phải mau sớm cầu được cổ thất trợ giúp, thay Ngụy Dĩnh lấy ra băng minh cổ ngọc. À, cổ thất trầm ngâm một tiếng, chắc hẳn cũng không phải cái gì đơn giản chuyện, để cho ta giúp ngươi đổ không phải là không thể, bất quá trước cụ thể nói một chút đi. Diệp Thần tiến lên một bước, giải thích tiền bối, ta có một người bạn, nàng cưỡng ép nuốt ngài chế tạo băng minh cổ ngọc. Lúc này không cách nào trấn áp, dần dần bị cổ ngọc ăn mòn, mời ngài ra tay, thay nàng lấy ra cổ ngọc. Băng minh cổ ngọc. Cổ thất nhíu mày một cái, diễn cảm cổ quái, thiên nhân vực lại có người to gan đến nuốt khối ngọc này. Thấy được cổ thất diễn cảm, Diệp Thần trong lòng lần nữa căng thẳng, nên không sẽ không phải hắn chế tạo đi. Lúc này nàng đã khí lạnh vào cơ thể, nguy ở một sớm một chiều, xin tiền bối thi lấy giúp đỡ. Diệp Thần lần nữa khẩn thiết nói, đây là hắn duy nhất cơ hội. Ngươi có thể biết ta vì sao, như thế quả quyết cự tuyệt vạn long miếng vảy. Ra Diệp Thần và huyền nhất môn người ý liệu, cổ thất nhưng hỏi một cái hoàn toàn không trọng yếu vấn đề. Bởi vì Vũ Văn Cơ thực tập thất bại. Huyền Vân Tịch giành nói trước, nàng có dự cảm, nếu để cho Diệp Thần tới đáp mà nói, câu trả lời không phải là cái này. Là bởi vì là ta. Diệp Thần trầm ngâm chốc lát sau đó, vẫn là nói, từ vừa mới bắt đầu luyện thần cổ thất một hơi khiếu phá huyết mạch hắn, rồi sau đó đối với hắn một đường cho đi, thậm chí ở hắn đánh chết Vũ Văn Cơ lúc ra tay lẫn nhau, hiển nhiên đều có nguyên do. À, ngươi ngược lại là thông minh. Cổ thất cõng qua tay đi, cũng không có nóng lòng đáp ứng Diệp Thần thỉnh cầu, mà là than thở một câu, tiếp đó lại hỏi nói. Ngươi có thể biết ta vì sao rời đi thái thượng thế giới? Vĩnh cửu ẩn cư ở thiên nhân vực. Tin đồn, ngài là muốn chế tạo một chuôi có thể sánh bằng thiên kiếm thần binh. Cái này, người tin không? Cổ thất cười ha ha một tiếng, hỏi ngược lại Diệp Thần nói. Nếu như trước khi nói Diệp Thần là rất tin không nghi ngờ, lúc này đi qua ải thứ hai khen thưởng, vậy tràn đầy một cung điện chân bảo pháp khí, coi như là tập hợp toàn bộ thiên nhân vực môn phái, vậy góp không đủ giá trị ngang hàng 10%. Thiên nhân vực đối với cái này thái thượng luyện thần tộc, thật là không có từng tia sức hấp dẫn. Có lẽ, ngài không phải chủ động rời đi thiên nhân vực. Diệp Thần khá là cẩn thận nói, hắn như suy đoán này trên thực tế là có một ít bốc lên lớn sơ suất. Ngươi quả thật cùng người khác không cùng, khó trách thái thượng thiên nữ sẽ chọn ngươi. Nhất ngôn ký xuất, Diệp Thần đúng trái tim như rớt vào hầm băng, lại là thái thượng thiên nữ, cho nên hết thảy các thứ này. Không chỉ là luân hồi chi chủ bố trí, cũng là thái thượng thiên nữ bố trí. Xem ngươi diễn cảm, ngươi đã biết một chút. Diệp Thần diễn cảm không có chạy khỏi cổ thất theo dõi, cũng ở trong đó phát hiện một chút ẩn núp bất mãn và không cam lòng. Diệp Thần nghe xong, gật đầu một cái, không nói gì thêm, chỉ là yên lặng nhìn về phía cổ thất, hắn biết hắn đã đoán đúng. Thằng nhóc, cùng để ta đi. Hai đạo thân ảnh tựa hồ đạt thành nhận thức chung. Hướng một phương hướng từ từ đi. Huyền Vân Tịch nhìn Diệp Thần và cổ thất càng lúc càng xa thân thể, tỏ ý tất cả huyền nhất môn người nghỉ ngơi tại chỗ, yên tĩnh cùng Diệp Thần trở về. Mấy tức sau đó, Diệp Thần và cổ thất bước chân rối rít dừng lại. Thời khắc này hai người người đã ở một phiến thế ngoại đào nguyên. Trừ bọn họ, không có bất kỳ người. Năm đó, ở luyện thần tộc, ta cũng không phải là nhất đệ tử xuất sắc, nhưng là nhất điều nghiên đệ tử.
muốn đến ngươi hiện tại đã lấy được ta năm đó tốn sức tâm huyết nơi điều nghiên một kiện thần vật. Cái gì? Diệp Thần nghi ngờ, hắn trên người bây giờ pháp bảo rất nhiều, dĩ nhiên là không hiểu được vậy một kiện xuất từ vị này lớn tay thần. Hoang Ma Thiên Kiếm hạt giống, Cổ Thất chậm rãi mở miệng nói. Lời này một nơi, Diệp Thần diễn cảm cơ hồ đọng lại. Hoang Ma Thiên Kiếm hạt giống, lại là Cổ Thất bồi dưỡng mà thành, Diệp Thần ban đầu vậy buồn bực cực kỳ, rốt cuộc là phương nào đại năng, có thể đem Lăng Liệt Hoang Ma Thiên Kiếm uy lực, ngưng tụ ở một viên nhỏ yếu trong mầm móng, không nghĩ tới lại là Cổ Thất. Năm đó, Thái Thượng Thiên Nữ tìm được ta, yêu cầu ta luyện hóa Hoang Ma Thiên Kiếm, vì né tránh Hồng Thiên Kinh tai mắt, ta bị buộc lưu đày thiên nhân vực. Mọi người đều nói ta muốn chế tạo sánh bằng thiên kiếm thần binh, nhưng không biết, thật ra thì ta là ngược đường mà đi, đem thiên kiếm hóa thân là non nớt trồng, lần nữa bồi dưỡng. Diệp Thần tâm thần không tự chủ tiến vào trong Hoàng Tuyền Đồ, lúc này Hoang Ma kiếm trồng, đã có chút dị biến. Như ngài nói, vậy là ngươi hay không đã hết sinh không được về lại thái thượng thế giới. Diệp Thần mà nói, để cho Cổ Thất rơi vào trầm tư, cái này mịt mờ năm tháng đã qua, hắn thật ra thì sớm đã thành thói quen liền như vậy sinh hoạt. Có lẽ đi, nhân quả sớm đã định trước. Tiền bối, nếu người ta sớm đã có sâu xa, mời ngài cứu bạn ta. Bỏ mặc mình phải chăng đã người trong cuộc cục, lúc này đối với Diệp Thần mà nói, trọng yếu nhất chính là cứu Ngụy Dĩnh. Nếu ngươi ba lần bốn lượt cầu ta, nếu như ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện, ta có thể cân nhắc cứu người. Cổ Thất lộ ra lau một cái đa mưu túc trí nụ cười, tựa hồ là ở nói cho Diệp Thần, cái này điều kiện cũng không dễ dàng đạt tới. Ta nguyện ý. Diệp Thần không chút do dự nói, đối với hắn mà nói, cho dù là bỏ ra máu thịt của mình làm giá, hắn vậy tuyệt không hàm hồ. Được, ngươi lại đem phụ nữ kia mang đến đi. Cổ Thất nói xong, ngón tay bắt pháp quyết, lại đã đem Diệp Thần và Huyền Nhất Môn người, rời đưa đến Quang Trận Gia. Quang Trận Gia. Vân Tịch, người tu vi như thế nào cùng trước so sánh long trời lở đất. Thậm chí còn dính liền thái thượng hơi thở. Diệp Thần lúc này mới có thời gian cùng Huyền Vân Tịch nói chuyện, không quá ta suy đoán chắc hẳn và ra ra ngươi vật lưu lại có liên quan, nói chuyện cũng tốt. Huyền Nhất Môn đem ở ngươi dưới sự dẫn dắt, không thua năm đó thần uy. Huyền Vân Tịch trong lòng biết Diệp Thần có càng chuyện trọng yếu phải làm, cũng không nhiều thêm quấy rầy, đưa tay ra đột nhiên ôm lấy Diệp Thần. Một chút ấm áp bọc toàn thân. Diệp Thần ngược lại có chút bất ngờ. Huyền Vân Tịch nhìn Diệp Thần, dùng vô cùng cái thanh âm ôn nhu nói, sư phụ, cảm ơn ngươi. Nói xong, nàng liền không cùng Diệp Thần trả lời, mắc cỡ đỏ mặt mang một đám trở lại Huyền Nhất Môn. Diệp Thần nhìn Huyền Vân Tịch rời đi hình bóng, không nghĩ nhiều nữa, dưới mắt Ngụy Dĩnh sự việc mới là mấu chốt, thoáng qua tới giữa liền tại chỗ biến mất. Hai tiếng sau đó, Diệp Thần đã đem Ngụy Dĩnh dẫn tới Tinh Hồ chi địa. Tô Mạch Hàn lo lắng quá nhiều nhân quả sẽ ảnh hưởng Cổ Thất đối với Ngụy Dĩnh chữa trị, nguyện ý lưu tại chỗ chờ tin tức, đối với nàng mà nói, Diệp Thần làm được, đã so nàng tưởng tượng còn muốn nhiều, đem Ngụy Dĩnh giao cho Diệp Thần, nàng dĩ nhiên là mười phần yên tâm. Tiền bối, như thế nào? Diệp Thần khẩn trương nhìn chăm chú Cổ Thất thần thái, lúc này Ngụy Dĩnh đã lại so với trước đó thấy nàng lúc đó, càng lạnh như băng hàn lạnh. Thanh tỉnh thời khắc càng ngày càng thiếu. Cổ Thất sắc mặt bộc phát ngưng trọng, rốt cuộc vẫn là chậm rãi mở miệng nói. Cái này băng minh cổ ngọc đúng là xuất từ ta luyện thần nhất tộc, hơn nữa và ta có chút quan hệ, bất quá, cũng không phải là ta chế tạo, mà là ta tổ tiên. Lời vừa nói ra, Diệp Thần lại là lo lắng không thôi, Tiêu Trước cầm Ngụy Dĩnh mảnh khảnh bàn tay. Tiền bối, vậy ngài có thể hay không cứu chữa nàng? Diệp Thần thanh âm cũng không nhịn được treo lên một chút tiêu lửa đốt, để cho hắn cả người đều cơ hồ run rẩy. Cái này từ không ý kỵ người đàn ông, lúc này lại có chút sợ hãi nghe được Cổ Thất nói không thể. Tổ tiên năm đó chế tạo chí bảo này, chính gặp băng nguyên rối loạn, vô số hiếm quý dị thú mất mạng tại chỗ, tiếp đó hóa hình đem chúng đưa vào luyện chế bên trong, bởi vì, vật này bản thân cũng đã là trình độ cao nhất hàn vật, lại đang thái thượng thế giới dính liền quá nhiều sát phạt nhân quả. Cuối cùng bị ta mang tới thiên nhân vực. Cổ Thất chậm rãi nhớ lại nói, năm đó cũng không là ta chủ động thất lạc cái này băng minh cổ ngọc, mà là nó cố ý rời đi, ta nghĩ, có lẽ bắt đầu từ lúc đó, nó đã có ý thức. Diệp Thần gật đầu, cái này cùng Tô Tiền Bối và Nhâm Tiền Bối suy đoán như nhau. Cổ Thất do dự mấy giây,
tiếp tục nói, này cứu chữa khó khăn, tuyệt không phải ta lực một người có thể làm được. Đang luyện chế thần binh trên, hắn tự nhận thiên nhân vực vô địch, nhưng là một liền tu vi thần thông, nhưng cũng không khỏi không thẳng thắn tương đối. Nếu như cần ta, ta nhất định đem hết toàn lực. Diệp Thần nói, chỉ cần có biện pháp, cho dù là dốc hết huyết mạch hắn lực, hắn cũng ở đây không tiếc. Ai, Cổ Thất nặng nề thở dài, cái này thật đúng là kiếp trước nhân quả, kiếp này báo, tổ tiên luyện chế chân bảo, cuối cùng vẫn là phải do con cháu tới trả lại. Diệp Thần, ngươi làm xong chuẩn bị tâm tư, dù là ta toàn lực cứu chữa, lần này khó khăn trước đó chưa từng có, nếu như cô gái này có cao nhất cơ duyên, không những có thể trừ tận gốc, còn có thể huyết mạch dị biến, tu vi leo lên, nhưng nếu không có, cho dù là Thái Thượng Thiên Nữ hạ xuống, cũng khó mà cứu chữa. Nếu là không có cơ duyên, chẳng những nàng sẽ chết, liền liền chúng ta cũng sẽ chết. Cổ Thất nhìn Diệp Thần một mắt, từ đầu đến cuối không có đem câu này nói ra miệng, hắn nếu đã đáp ứng cứu chữa, hơn nữa Diệp Thần vậy đáp ứng hắn điều kiện, như vậy nên trả giá cao, chính là hắn phải. Diệp Thần lo lắng nhìn Ngụy Dĩnh thống khổ hình dáng, hỏi tiền bối, chúng ta khi nào thì bắt đầu cứu chữa? Cổ Thất bấm ngón tay tính toán, cứu chữa nàng cần từ Dương Nhật Dương bắt đầu từ, ngày mai vào lúc giữa trưa. Cổ Thất ngay sau đó móc ra một kiện bằng lụa quần áo, vật này có chống lạnh tác dụng, người lại thay nàng đội lên đi. Rời đi Noãn Ngọc sau đó, Ngụy Dĩnh thân thể càng run rẩy, vậy nồng đậm băng xương hơi thở, coi như ở Cổ Thất luyện tạo lò cạnh, cũng không có thể cảm nhận được chút nào ấm áp. Ngày thứ hai, to lớn đá lò bên trong, bị vô số nham thạch nóng chảy thấm nhuần, ở chân hỏa cháy dưới tản ra yêu dị ánh sáng rực rỡ. Từng cái minh văn, rậm rạp chằng chịt, buộc vòng quanh cực kỳ huyền diệu quy tắc. Ở nơi này tòa đá lò bên trong, là như vậy xúc mục kinh tâm, để cho người liếc mắt nhìn Torino hồn sợ hãi. Ở đó vô số nham thạch nóng chảy trung tâm, để một khối dị thường to lớn ngọc thạch, phong cách cổ xưa thở mạnh, tản ra bao la phong phú hơi thở. Mà ở đó ngọc thạch bên trên, đồng dạng là điêu khắc rất nhiều phù văn, giống như từng tờ một dữ tợn mặt quỷ, vẻn vẹn là vừa thấy liền cảm thấy cực kỳ kinh khủng. Diệp Thần tuyệt đối không nghĩ tới, ở nơi này ngày chí dương, Cổ Thất lựa chọn cứu chữa địa điểm lại quỷ dị như vậy khủng bố. Cổ Thất lúc này diễn cảm nhưng xa so hôm qua còn muốn ngưng trọng, hắn liền đêm xây dựng chỗ tòa này quỷ dị đá lò, là bởi vì mình không có đầy đủ chắc chắn hoàn thành đối với Ngụy Dĩnh cứu chữa, cho nên không thể không lệ thuộc vào Thái Thượng trận pháp. Ngụy Dĩnh bị Diệp Thần đặt ở ngọc thạch bên trên, ở nơi này ngọn lửa nóng bỏng lực dưới sự thiêu đốt, Ngụy Dĩnh quanh thân như cũ lạnh như băng, nhung hoa vậy băng vết, dần dần leo lên ở mặt nàng trên. Anh! Cơ hồ là Diệp Thần buông xuống nàng trong nháy mắt, Ngụy Dĩnh phát ra một tiếng khó mà ức chế thanh âm, tựa hồ là trong cơ thể thứ gì được kích thích vậy, co rút, kêu đau. Diệp Thần có chút nghi hoặc nhìn về phía Cổ Thất, nhưng phát hiện đối phương thật giống như hết sức hài lòng xuất hiện như vậy tình huống, chỉ là đơn giản gọi Diệp Thần ở đối diện với hắn ngồi xếp bằng xuống. Ta bố trí cái này Thái Thượng Thế Giới quỷ trận dùng để làm sau cùng trao đổi, nếu như trong quá trình xuất hiện bất kỳ bất ngờ, quỷ trận sẽ bảo hộ ngươi. Cổ Thất trầm giọng nói, hắn chọn đời luyện chế chân bảo thần binh, vẫn còn không có bởi vì cứu thương ai gặp phải lớn như vậy kiếp nạn. Đây là hắn nhân quả, nhưng là vô luận như thế nào, hắn đều không thể phá hoại Thái Thượng Thiên Nữ kế hoạch, dù là bỏ ra mình sinh mạng, vậy bảo vệ Diệp Thần tánh mạng. Diệp Thần hiển nhiên nghe được Cổ Thất ý trong lời nói, hắn đúng là không nghĩ tới, muốn cứu Ngụy Dĩnh độ khó lại lớn như vậy, lớn đến Cổ Thất lại không có tự vệ phương pháp. Diệp Thần tim có cảm giác, gần từng chữ tiền bối, chỉ cần ta sống, trước đáp ứng ngài điều kiện nhất định làm được. Đây là một cái trao đổi, nếu Cổ Thất cầm Diệp Thần và Ngụy Dĩnh tánh mạng đặt ở mình trước mặt, vậy thuyết minh Cổ Thất cùng Diệp Thần muốn hứa hẹn, đối với hắn mà nói là trọng yếu cỡ nào. Cổ Thất gật đầu, nhân quả tuần hoàn, thời vận có lẽ đã sớm trước. Một đạo ánh sáng, chiếu sáng ở Ngụy Dĩnh trên mình. Thượng phẩm ngọc tuyền, hối trung cốt, quán ngũ tuyền. Thượng phẩm thảo bộ, phẩm mạch môn, điểm trung khuy. Thượng phẩm mộc bộ, tẩu kiền khế, du hoài bì. Cổ Thất bóng người sau lưng, ngưng tụ ra một chuôi to lớn búa sắt, tản ra đen thui thượng cổ thép u quang. Diệp Thần đem trong cơ thể rất nhiều thần mạch và luân hồi huyền bi đồng loạt vận dụng. Luân hồi huyết mạch cũng đã mở toang ra, đem huyết mạch lực liên tục không ngừng hướng ngọc đài đi.
Đây cũng là cổ thất cần Diệp Thần giúp một trong những nguyên nhân. Như không có Diệp Thần huyết mạch lực, coi như là chỉ dựa vào cổ thất, vậy không nhất định có thể cứu hạ Ngụy Dĩnh. Đang, chuôi này to lớn búa sắt, ở trong hư không chỉ trích xuống, không chút nương tay nện ở Ngụy Dĩnh trên mình. Diệp Thần trong lòng cả kinh, lại không có động, nếu tin tưởng cổ thất có thể cứu thương Ngụy Dĩnh, vậy hắn hẳn phải tin tưởng cổ thất bất kỳ cử động mới đúng. Phịch, lúc này Ngụy Dĩnh, giống như vậy là một khối thép vậy, ở nơi này thiết chùy bánh xe đánh dưới, phát ra kích động bầu trời minh âm, tiếng vang này cơ hồ là rung động toàn bộ thương khung. Đang đang đang, lại là ba lần tiếp liền không ngừng chùy đánh. Lần này, Ngụy Dĩnh nguyên bản bị băng xương bao trùm thân thể, lúc này vậy bao quanh nàng băng xương, nứt ra vô số kẽ hở nhỏ. Thượng phẩm người bộ, xem phát tế, tìm trung tuyến. Thượng phẩm trăm triệu, đi long cốt, dò hồn thủ. Thượng phẩm quả bộ, vọng hồ đay, bơi thạch hoàng. Cổ thất to lớn thép chùy, ở nơi này thần chú thúc dục dưới, lại chia làm hai, rồi sau đó hai hóa bốn, bốn hóa tám. Cuối cùng hóa là 64 chuôi nhỏ chùy. Xoát xoát xoát, mang đen nhánh huyền quang, mỗi một chuôi nhỏ chùy chùy mang, cũng tản ra giống như ngọn lửa vậy nóng bỏng khí tức nóng bỏng. Diệp Thần huyết mạch lực, lấy tốc độ cực nhanh bọc lại cái này từng chuôi nhỏ chùy. Màu máu luân hồi lực, ở đó thép bên trên, lưu chuyển ra một chút máu đỏ sương mù sợi bông mơ hồ cảm giác. Ngụy Dĩnh thân thể, nhưng vào lúc này, từ vậy từng đạo nứt ra khe hở bên trong, bỗng nhiên bạo phát ra màu bạc trắng hàn băng khí tức. Cái này một đoàn to lớn hàn băng khí tức, giống như đem toàn bộ đá lò dẫn tới băng xương thế giới, nhiệt độ đột nhiên hạ thấp xuống, nguyên bản phiên động nóng bỏng nham thạch nóng chảy, lúc này mà lại ở trong một cái chớp mắt này biến thành đóng băng trạng thái. Ừ, lại có người mưu toan phá hoại ta khống chế. Một đạo băng hàn thanh âm cô gái đột nhiên vang lên. 64 chuôi nhỏ chùy, bị cái này đặc biệt hàn lạnh hơi thở bọc, vốn là nóng bỏng ngọn lửa lực, lúc này, đã đặt lên một tầng băng xương. Mà lúc này Ngụy Dĩnh, lại mở mắt, môi đỏ mỏng khẽ nhúc nhích, nói ra như thế một câu nói. Nhưng ở cái này Diệp Thần trong mắt, nhưng là xa lạ vô cùng. Nàng, không phải Ngụy Dĩnh. Nàng là băng minh cổ ngọc. Cổ thất tựa như kịp chuẩn bị như nhau, cũng không có như cùng Diệp Thần như nhau kinh ngạc. Trung phẩm dương dậy, hối tử đá, sâu ra xanh. Trung phẩm vương tôn, phẩm nước bình, điểm biết mẫu. Trung phẩm hoa mộc lan, đi vệ mâu, bơi trắng cố. Thần chú không có dừng lại, Diệp Thần ba đạo nguyên phù cùng với hủy diệt mộ đạo đạo ấn sử dụng, tất cả lực lượng người trước hụt ngã người sau tiến lên hướng cổ thất đi. Tiền bối, ta giúp ngươi. Một ngày hai ngày, dòng dã bảy ngày đã lặng lẽ đi qua. Cổ thất trên mặt đã sớm vô cùng nhợt nhạt, mồ hôi ở hắn trên trán, ngưng tụ nhỏ xuống, lại ngưng tụ, lại nhỏ xuống. Diệp Thần tiếp liền bảy ngày toàn lực ứng phó phụ trợ cứu thương, vậy đã đến cuối cùng khó mà chịu đựng thời điểm. Hắn thậm chí vận dụng huyền thể hóa linh thần thông, toàn bộ đổi thành là linh lực. Còn chưa đủ. Thời khắc này hắn có chút đèn cạn dầu. Nhưng Diệp Thần ánh mắt vẫn như cũ vô cùng kiên quyết. Diệp Thần! Cổ thất đột nhiên hét lớn một tiếng, toàn lực ứng phó, đem băng minh cổ ngọc toàn bộ luyện chế ở Ngụy Dĩnh trong cơ thể. Diệp Thần gật đầu một cái, hai quả đấm ngưng tụ ra Phật quang ngút trời, mang Phật tiếng tiến hóa lực, còn có hoàng tuyền đồ hoàng tuyền thánh thủy lọc sạch khả năng, ngang ngược tràn ngập vào Ngụy Dĩnh thân thể bên trong. Cổ thất vậy không chút do dự. Giống vậy kịch liệt thiêu đốt huyết mạch lực, mang thái thượng uy áp lực, cường hãn thép mang quang, toàn bộ đánh vào Ngụy Dĩnh trong cơ thể. Oanh! Trong một cái chớp mắt này, Ngụy Dĩnh giống như là bị xé như nhau, trong con mắt lưu chuyển băng xương khí, cùng luân hồi huyết mạch, cường hãn thép thần quang, thay nhau bay lượn, tựa hồ đang tiến hành một tràng to lớn quyết đấu. Phá! Ngụy Dĩnh thanh âm nhiều lần run rẩy gầm to nói, từng đạo màu bạc trắng băng xương lực. Từ quanh thân của nàng văng tứ tán, đem toàn bộ đá lò cũng đánh xuyên. Diệp Thần và cổ thất nhưng ở cái này tiếng gào phát ra trong nháy mắt, hai búng máu tươi phân biệt từ bọn họ trong miệng phun ra, là cắn trả lực. Đá lò sụp đổ, hết thảy đều kết thúc. Diệp Thần giãy giụa ở đó một phiến trên phế tích đứng lên, bước chân run rẩy đi về phía Ngụy Dĩnh. Cổ thất lúc này vậy chi nhiều hơn thu giống vậy khô ngồi dưới đất, khóe miệng lộ ra một đạo mỉm cười. Xem ra, con bé này cơ duyên rất lớn, lần này đúng là nhân họa đắc phúc,
lại có thể hoàn toàn cắn nuốt băng minh cổ ngọc. Ngụy Dĩnh, Ngụy Dĩnh. Diệp Thần nhìn thiếu nữ trước mặt, khó khăn đem Ngụy Dĩnh ôm vào trong ngực, thận trọng gọi nàng tên chữ. Hắn mặc dù rất mệt mỏi, nhưng lại ý thức vô cùng thanh tỉnh. Ngay tại lúc này, một cái mảnh khảnh tay, từ từ chạm đến Diệp Thần gò má. Một chút băng hàn, lại mang một chút nhiệt độ. Đó là Ngụy Dĩnh tay. Diệp Thần đầu óc bên trong, đột nhiên nghĩ đến ban đầu lần đầu tiên ở kinh thành đại học sư phạm thấy Ngụy Dĩnh hình ảnh. Lúc ấy ai có thể nghĩ đến, mình bất quá là vì cứu phụ mẫu, nhưng đem một cô gái từ hoa hạ dẫn tới thiên nhân vực. Ngụy Dĩnh nhân quả hoàn toàn và mình dính. Diệp Thần, ta không sao. Ngụy Dĩnh ôn nhu nhìn về phía Diệp Thần, đầu ngón tay đã không có quá mức lạnh như băng, gò má mặt nàng rơi xuống một chút nước mắt. Nàng biết mấy ngày nay chuyện gì xảy ra. Diệp Thần như vậy trạng thái, tất nhiên là bởi vì mình. Để cho nàng trước nghỉ ngơi một hồi đi. Cổ Thất không biết lúc nào đã đi tới, ở Ngụy Dĩnh ấn đường hơi một chút, đối phương đã lâm vào hôn mê. Lúc trước vì chống lại băng minh cổ ngọc, nàng đã tiêu hao quá nhiều, hiện tại cần phải thật tốt nghỉ ngơi dưỡng sức. Diệp Thần gật đầu liên tục, nhìn về phía Cổ Thất ánh mắt tràn đầy cảm kích. Tiền bối, ngài ở giữa cắn trả lực. Diệp Thần chỉ chữ không có nói tới mình, dẫu sao sinh mệnh lực của hắn cực kỳ khủng bố, muốn khôi phục cần thời gian rất là ngắn ngủi, có thể Cổ Thất không giống nhau. Hắn ân cần nhìn về phía Cổ Thất, vị này luyện thần tộc tiền bối, lúc này lại để cho hắn cảm thấy cùng cái khác thái thượng cường giả to lớn khác biệt. Ha ha ha, cái này cùng cắn trả lực, không đáng nhắc đến. Cổ Thất hào phóng nói, mãn bất tại ý xua tay một cái, ngày mai, cùng nàng tỉnh, mang con bé này tới gặp ta. Sau đó, ngọn lửa nóng bỏng lực, đang ngưng tụ ở nơi này thép chùy bên trên, gõ vậy binh khí. Ngày thứ hai, Ngụy Dĩnh mắt đẹp mở ra, làm tầm mắt chạm được Diệp Thần, có chút kích động, Diệp Thần, thật xin lỗi, ta. Nhưng mà lời còn chưa nói hết, liền bị một đạo mong mỏng bờ môi chặn lại. Đó là Diệp Thần môi. Ngụy Dĩnh tròng mắt trợn to, nàng chưa từng nghĩ qua, Diệp Thần sẽ vào lúc này hôn mình. Thời khắc này nàng thậm chí cảm giác có chút cả người nóng ran, theo bản năng đưa tay ra ôm Diệp Thần eo. Nàng muốn kéo chặt mình và Diệp Thần khoảng cách. Nhưng mà, ngay tại lúc này, Diệp Thần buông lỏng môi, ôn nhu nói, cái gì cũng không dùng nói, ngươi cứu ta như thế nhiều lần, ta lại không thể cứu ngươi sao? Nếu tỉnh, chúng ta đi gặp một tí Cổ Thất tiền bối đi, nếu là không có hắn, hậu quả không chịu nổi tưởng tượng. Còn nữa, tay ngươi muốn ôm tới khi nào? Ngụy Dĩnh gương mặt đỏ ửng, liền vội vàng buông tay ra, nàng cúi đầu, được. Rất nhanh hai người liền đi tới Cổ Thất nơi tới. Cổ Thất con người quét qua Ngụy Dĩnh, ngược lại có chút bất ngờ Ngụy Dĩnh so hắn tưởng tượng khôi phục phải trả thân nhau, hắn vui vẻ cười to một tiếng, xem ra là toàn bộ đều cắn nuốt, quả nhiên vẻ mặt tỏa sáng à. Ngụy Dĩnh đi qua một đêm nghỉ ngơi, hơn nữa chuyện phát sinh mới vừa rồi, lúc này sắc mặt đỏ thắm, lại cũng không có vậy băng xương lực tiết lộ ra ngoài tình huống. Đa tạ tiền bối cứu giúp. Ngụy Dĩnh thi lễ nói, nàng đã nghe Diệp Thần nói qua, cứu chữa quá trình mạo hiểm, để cho nàng đối với Cổ Thất 10 phần cảm kích. Ha ha, thà cảm ơn ta, không bằng cảm ơn thằng nhóc này. Cổ Thất cởi mở cười một tiếng, vừa tiếp tục nói, ngươi lại xem ngươi cảnh giới tu vi, dung hợp cái này băng minh cổ ngọc sau đó, hẳn sẽ có cực lớn leo lên, vật này ở thái thượng thế giới đều là cực kỳ chân quý tồn tại, năm đó chấp trưởng vật này nhưng mà có lai lịch lớn. Nghe được câu này, Ngụy Dĩnh có chút ngượng ngùng nhìn Diệp Thần một mắt, trước đây không lâu nàng đã ở Diệp Thần làm chứng dưới, đối với mình tu vi tiến hành kín đáo dò thám biết. Nàng biết mình thực lực đã có long trời lỡ đất thay đổi. Cái này thái thượng vật, so nàng tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Đa tạ tiền bối quan tâm, đã thử qua. Diệp Thần cũng là cảm giác được cái gì, đối với Cổ Thất nói, ta có thể cảm giác được, Ngụy Dĩnh thực lực đã càng phát ra mạnh mẽ, nếu như tác chiến lúc đó, nàng mượn dùng băng minh cổ ngọc uy năng, ta cũng không địch. Diệp Thần lời ấy không chút nào khoa trương, nếu như hắn không sử dụng tất cả lá bài tẩy, Ngụy Dĩnh có thái thượng thế giới thần vật trợ trận, nhưng là uy lực lớn tăng. Ngụy Dĩnh nghĩ tới điều gì, nói, đúng rồi, tiền bối, ở nơi này băng minh cổ ngọc ra chỉ dưới, ta huyết mạch tựa hồ có chút dị biến. À, Cổ Thất ánh mắt lại lộ ra một chút xúc động, con bé này cơ duyên thật giống như so hắn tưởng tượng còn lớn hơn à. Ngụy Dĩnh khẽ nhất tay một cái,
quanh thân huyết khí sôi trào. Huyết mạch lực cùng khí huyết giao dung hợp với nhau, một loại vô cùng là quỷ bí mà hàn lạnh lực lượng, quanh quẩn ở quanh thân của nàng bên trên. Nguyên bản máu đỏ huyết mạch bên trong, hôm nay lại có thể thấy loang lổ băng điểm ở trong đó lóe lên. Một tầng, hai tầng, tầng ba. Những cái kia loang lổ băng điểm, cũng không phải là chính là một cái đơn độc băng điểm, cẩn thận nhìn thấy, nhưng thật ra là từng cái mô hình nhỏ hàn băng vòng sáng, hơn nữa còn là tầng ba hàn băng vòng sáng. Diệp Thần hiển nhiên đã sớm biết chuyện này, Ngụy Dĩnh có thể thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, lại có cơ duyên cực lớn, hắn dĩ nhiên là đối với cổ thất không giấu giếm chút nào. Hơn nữa ngầm hạ quyết tâm, lần này, nhất định đem hết toàn lực thỏa mãn cổ thất điều kiện. Huyết mạch này mặc dù không có thái thượng thế giới vị kia khủng bố, nhưng đặt ở thái thượng thế giới cũng là cực kỳ ưu việt tồn tại. Hơn nữa thiên nhân vực thiên đạo suy thoái, không ra ngoài dữ liệu, người biết là lợi nhuận lớn nhất người. Người con bé này thật là lớn nhân quả có phúc. Cổ thất nói. Ngụy Dĩnh mặt vui vẻ, lúc này có thể tiến hóa huyết mạch, đây đối với nàng tu vi mà nói, thật sự là một chuyện tốt. Đa tạ tiền bối, xả thân cứu giúp. Ngụy Dĩnh lần nữa cảm ơn nói. Ha ha, chớ cảm ơn ta, thì cảm ơn hắn đi. Cổ thất ngón tay hướng Diệp Thần. Ngụy Dĩnh sắc mặt xông lên một chút đỏ ửng, có chút mắc cờ nhìn về phía Diệp Thần. Cho dù trước nàng thân ở hôn mê, thần thức nhưng cũng nghe được liền Diệp Thần vậy giọng kiên định, biết hắn vì mình trải qua hết thảy. Người đàn ông này, thật sự là, để cho mình động tâm à. Ngụy Dĩnh e lệ rụt rè không chút nào tránh được cổ thất ánh mắt, chuyện của người tuổi trẻ, sẽ để cho người tuổi trẻ tự mình tới nói đi. Cổ thất lần nữa nâng tay lên ở giữa thép chùy. Chờ một chút. Đột nhiên, cổ thất thần sắc ngưng trọng quay đầu, đưa tay dò trên Ngụy Dĩnh huyết mạch. Ngụy Dĩnh huyết mạch, có cổ quái. Nguyên bổn đã yên lòng Diệp Thần, nhìn về phía cổ thất cử động, trong lòng cũng là một hồi khẩn trương. Thế nào, tiền bối, có vấn đề gì không? Cổ thất đầu ngón tay thép ánh sáng đen, đã cưỡng ép phá vỡ Ngụy Dĩnh huyết mạch phòng vệ, trực tiếp dò xét vào nàng huyết mạch bên trong. Ngụy Dĩnh hiển nhiên cũng là bởi vì là cổ thất duyên cớ, thấp xuống tự thân phản kháng, mặc cho hắn dò xét. Luyện thần pháp thông, tìm căn nguyên tố nguyên. Cổ thất quanh thân hiện lên một hồi màu vàng kim huyền quang, đồng thân thiết cốt đã bọc lại hắn, đem hắn cả người bảo vệ dâu ria không lọt. Từng viên mô hình nhỏ theo dõi phù, tiếp liền không ngừng tràn vào Ngụy Dĩnh thân thể bên trong. Nàng chân mày hơi nhíu lại, hiển nhiên cái này theo dõi phù đối với băng minh cổ ngọc tạo thành một ít tổn thương. Diệp Thần yên lặng, một đạo bát bộ phù đồ khí đã chậm rãi bao phủ lên hai người trên thân hình. Hỏng bét. Cổ thất thu hồi thần thông sau đó, lộ ra 10 phần biểu tình khổ sở. Thế nào tiền bối, là băng minh cổ ngọc còn có cắn trả lực sao? Diệp Thần tiêu lửa đốt vạn phần, nhìn về phía Ngụy Dĩnh ánh mắt đã tràn đầy lo âu. Mới vừa ta phát hiện, con bé này huyết mạch lực tiến hóa, vốn là chuyện tốt, nhưng là trong này nhưng chôn giấu một đạo căn nguyên khí. Diệp Thần lắng nghe cổ thất mà nói, căn nguyên khí. Cho nên ta hoài nghi là có người sớm đã dùng vô cùng là thực lực cường đại, đem thần niệm hóa là căn nguyên khí, đánh vào đến băng minh cổ ngọc bên trong, một khi cổ ngọc bị luyện hóa, như vậy căn nguyên khí liền sẽ đưa tới huyết mạch tiến hóa. Ý của ngài là, đây là có người đã sớm coi là tốt sự việc. Diệp Thần cái này mới phản ứng được, cổ thất ý của lời này, là cái này băng minh cổ ngọc vốn là có chủ, hơn nữa, dự tính một chút nhân quả, chỉ tiếc. Băng minh cổ ngọc sinh ra linh trí, cũng không có tuân theo vậy đạo nhân quả. Cổ thất thở dài, thần sắc cực kỳ ngưng trọng, cái này thần niệm thập phần cường đại, ta mới vừa sử dụng luyện thần tộc thần thông, tìm căn nguyên tố nguyên phát hiện lại là cùng xuất từ thái thượng thế giới. Ngụy Dĩnh miệng hơi dương ra, nàng nguyên bản cũng lấy vì mình nhân họa đắc phúc, làm sao biết bây giờ lại đột nhiên sanh biến. Như vật này thật là thái thượng thế giới một vị tồn tại, mình cưỡng ép luyện hóa. Há chẳng phải là hoàn toàn đắc tội người này. Cùng lúc đó, thái thượng thế giới, phong thiên sơn mạch bên trên. Một cái dính ngút trời hơi thở cô gái bóng người chậm rãi hiện lên. Cô gái lông mi mau khẽ run, mở mắt ra. Băng minh cổ ngọc, rốt cuộc xuất hiện. Quả nhiên không có ở đây thái thượng thế giới. Cô gái màu băng lam mái tóc dài, mỗi một luồng quang trẻ cũng giống như một vũng băng suối, tràn đầy băng xương lực. Xinh đẹp tuyệt trần trường bào bên trên, khâu đầy vô số phượng hoàng vũ rực,
màu băng lam đá quý khảm nạm ở cái trán đỉnh quan bên trên, mặt mũi lưu chuyển là nhìn bằng nửa con mắt vạn vật khinh thường. Khá tốt ta ở phía trên để lại một đạo hơi thở. Ừ, vì sao còn có luyện thần tộc hơi thở? Đây là băng minh cổ ngọc trở về lại luyện thần tộc trong tay sao? Chỉ gặp người phụ nữ kia ngạch gian màu băng lam đá quý, lúc này hiện ra khác thường sáng bóng, vốn là khói lửa dãy núi trên nóng bỏng hơi thở, đã ở nơi này sáng bóng bao trùm dưới, mạ lên một tầng băng xương khí lạnh. Ta ngược lại là phải xem, ai dám dính vật này. Một giây kế tiếp, một món vô cùng là cường đại băng xương lực, lại xuyên thấu qua tầng tầng hư không, lại trực tiếp rơi xuống thiên nhân vực, xuyên phá liền tinh hải quang trận, trực tiếp ở cổ thất bọn họ trước mặt mọi người hạ xuống. Cổ thất sắc mặt ngay tức thì trắng bệch, nhìn vậy bỗng nhiên xuất hiện băng xương bóng người, lẩm bẩm nói, không tốt, nàng tới. Giờ khắc này, cả thế giới đều tựa như bao phủ ở một phiến gió lạnh bên trong. Diệp Thần ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía cái này cướp tới đây bóng người, hắn biết đối phương không phải bản thể, nhưng vẫn như cũ có cực kỳ kinh khủng uy hiếp. Đối phương nhưng mà thái thượng thế giới cường giả. Ngay lập tức tới giữa, Diệp Thần hồn thể đổi thành, không để ý thương thế trên người, sát kiếm tùy thời chuẩn bị sử dụng, hơn nữa tỉnh dụi đem Ngụy Dĩnh bảo vệ ở sau lưng. Không nghĩ tới lại là nàng. Cổ thất dần dần thấy rõ bộ dáng của đối phương, thần sắc đại biến, nếu như là những thứ khác thái thượng cường giả, bằng vào hắn luyện thần tộc mặt mỏng, còn có thể chu toàn một hai, nhưng đối phương lại là vị này khó dây dưa tồn tại. Diệp Thần hơi có chút nhớ nhìn về phía cổ thất, biết rõ đối phương chuyến này nhất định không phải lương thiện ý. Tiền bối, nàng kết quả là ai? Ngụy Dĩnh vậy một mặt lo lắng nhìn về phía cổ thất, nàng đối với thái thượng cường giả, lại là không biết gì cả. Thái thượng cường giả, thần đồ thiên âm. Thần đồ thiên âm cùng thái thượng luyện thần tộc thậm chí còn có mấy phần sâu xa, năm đó nàng dưới cơn nóng giận điên cuồng khiêu chiến 12 ngày tôn anh dũng sự tích, cho dù là đến nay, còn ở thái thượng thế giới lưu truyền. Nàng là cái không nói lý, đáng sợ người phụ nữ. Diệp Thần trong lòng trầm xuống, như vậy thực lực đáng sợ thái thượng chí tôn cường giả, nên như thế nào ứng đối đây? Cổ thất hiển nhiên vậy nhìn thấu Diệp Thần tâm tư. Nói các ngươi lại lui về phía sau, ta tới cùng nàng chu toàn. Là chu toàn, không phải câu thông cũng không phải giải thích. Cổ thất rõ ràng đối với vị này thái thượng cường giả, vậy là đủ rồi rõ ràng, thậm chí còn hiện tại đều không có bất kỳ lạc quan suy đoán. Thiên âm cường giả, thật lâu không gặp. Cổ thất trong tay thép chùy đã treo ở hông của mình gian, hơn nữa trên mặt lộ ra lau một cái thật lâu không thấy nụ cười. Vậy ngưng trọng khí lạnh. Chậm rãi ngưng tụ ra một bóng người. Bạc trường bào màu trắng, phía trên khâu đầy ánh sáng đẹp lung linh phượng vũ, mà vậy màu băng lam là mái tóc dài thật cao cuốn lên, mang thái thượng thế giới uy nghiêm của cấp trên cùng nghiêm túc, cứ như vậy cao cao tại thượng nhìn Diệp Thần và Ngụy Dĩnh. Là ngươi. Thanh âm lạnh như băng, khi nhìn đến cổ thất thời điểm, hơi dừng lại một chút, nàng tựa hồ cũng không có nghĩ đến, nhìn thấy lại là luyện thần tộc vị này. Làm sao? Không có giống chó như nhau ở thái thượng thiên nữ bên người sao? Lời nói vừa ra, chính là phúng gai cùng khinh thường, thần đồ thiên âm hiển nhiên là biết cổ thất lưu đày cùng thái thượng thiên nữ tới giữa nhân quả. Cổ thất nhưng tựa như làm như không nghe thấy, chỉ là cười tủm tỉm nhìn thần đồ thiên âm, không biết là nguyên nhân gì, để cho ngài thần niệm đột phá cảnh giới hạn chế, hạ xuống thiên nhân vực đâu. Thần đồ thiên âm hiển nhiên không dự định cùng cổ thất kết giao tình. Băng minh cổ ngọc. Ở trên mình ngươi. Nàng ánh mắt xuyên thấu qua đứng ở Ngụy Dĩnh trước người Diệp Thần, trực tiếp hướng Ngụy Dĩnh nói. Ừ. Ngụy Dĩnh vậy không có gì giấu giếm, cái này vốn là không nhịn được dò xét, thoải mái thừa nhận. Được. Thần đồ thiên âm vậy không nghĩ tới đối phương lại cứ làm như vậy giòn thừa nhận, hiện tại vậy lại có vẻ hảo cảm, lộ ra một nụ cười, đây là ta để lại cho con gái ta hộ thân pháp rơi xuống, năm đó do cổ thất tổ tiên chế tạo. Thần đồ thiên âm ngón tay chỉ hướng cổ thất, hiển nhiên là đối với cái này băng minh cổ ngọc từ đâu tới hiểu 10 phần rõ ràng. Năm đó đánh một trận sau đó mất, không nghĩ tới nhưng lại bị luyện thần tộc được đi, nhưng là trừ con gái ta, không có người có thể chấm mút, ngươi biết chưa? Thanh âm lạnh như băng lần nữa đè xuống, vậy nồng nặc khí băng hàn, để cho Diệp Thần và Ngụy Dĩnh cơ hồ có chút đứng không vững. Ngươi như muốn còn sống, lập tức triệu ly băng minh cổ ngọc. Cũng đem nó đặt ở thiên nhân vực hàn chín núi, con gái ta sẽ đích thân đi lấy. Thần đồ thiên âm hừ lạnh một tiếng,
hư ảnh cũng đã làm ra xoay người động tác, nhưng vẫn có thanh âm lạnh như băng truyền tới. Nếu không, người còn có hắn, đều sẽ chết. Nghe được câu này, Diệp Thần con mắt thịt nguội, hắn thật vất vả đem Ngụy Dĩnh cứu sống, cái này thái thượng cường giả, môi lật đổ tới giữa, thì phải để cho hắn thất bại trong gang tấc sao? Thiên âm cường giả, ngài có chỗ không biết, cái này băng minh cổ ngọc đã bị con bé này luyện hóa, nếu như cưỡng ép Triều Ly, nàng cũng coi là phế. Cổ Thất nhìn một cái Diệp Thần phiền muộn sắc mặt, rất sợ Diệp Thần sẽ cùng thân đồ thiên âm chính diện xung đột, liền vội vàng giải thích nói. Thân đồ thiên âm nguyên bổn đã dự định tiêu tán hư ảnh, lúc này lại thực chất liền một ít. À, ngươi bây giờ là muốn ta quan tâm con kiến hôi sống chết sao? Thân đồ thiên âm mi sắc lưu chuyển ra lau một cái không biết Sở Vân phúng gai, ta xem ngươi là ở thiên nhân vực đợi được thời gian quá dài, không nhớ được từ mình xuất thân thái thượng thế giới. Cổ Thất cố chấp lắc đầu, ngài nếu như cần băng minh cổ ngọc, ta luyện thần tộc, nguyện ý lại là ngài chế tạo một quả. Ha ha ha, thân đồ thiên âm phảng phất là nghe được một cái thiên đại cười nhạo như nhau, quanh thân phượng vũ liền liên chiến động. Ngươi nói là ngươi sao? Một cái bị luyện thần tộc trục xuất người, một cái cho luyện thần tộc bôi đen người. Cổ Thất ánh mắt bỗng nhiên ảm đạm xuống, cho dù qua tỷ năm, chuyện năm đó, vẫn sẽ có người nhớ, mình vẫn là cái đó luyện thần tộc nơi chửi rủa tội nhân. Thân đồ thiên âm, ngươi không nên quá đáng, Cổ Thất nói. Thân đồ thiên âm mặt mũi bên trong toát ra cùng nhau lạnh lùng con mắt, sóng mắt hơi lộn một cái, mười phần khinh thường liếc một mắt Cổ Thất. Coi như là ngươi luyện thần tộc tộc trưởng, cũng không dám ở ta trước mặt như vậy càn rỡ. Con gái ta đồ, cho không được người khác mơ ước, coi như là xem, ta cũng phải đem vậy rình coi người con ngươi moi ra. Hiện tại, các ngươi ngoan ngoãn cầm băng minh cổ ngọc, thả vào hàn chín núi, có thể kéo dài hơi tàn lưu lại tánh mạng, đã là ta đối với các ngươi ban ơn. Thân đồ thiên âm lần nữa hướng Ngụy Dĩnh nói. Hơn nữa, cái này băng minh cổ ngọc bên trong có thần niệm của ta, ngươi không có cảm nhận được sao? Âm lãnh kia ánh mắt, giống như mắt ưng mài rũa vậy, hung hãn nhìn về phía Ngụy Dĩnh. Vô luận ngươi đi tới chỗ nào, ta cũng sẽ biết. Không cần nhớ, chạy trốn. Ngụy Dĩnh tâm thần ở nàng như vậy uy áp đưa mắt nhìn dưới, khóe miệng lại tràn ra một chút máu tươi. Làm thế nào? Ngụy Dĩnh hai tròng mắt đã tràn đầy đối với mình than phiền, nếu như không phải là nàng cưỡng ép chiếm đoạt băng minh cổ ngọc, nếu như không phải là nàng không áp chế nổi thần khí uy năng. Nếu như không phải là vì cứu hắn, Diệp Thần liền sẽ không rơi vào như vậy hiểm cảnh. Ngụy Dĩnh do dự cùng sợ hãi thần sắc, để cho Diệp Thần nhìn thấu nàng lo âu cùng khiếp nhược. Ngụy Dĩnh không sợ chết, nhưng nàng sợ Diệp Thần xảy ra chuyện. Dưới mắt tuyệt không thể để cho Diệp Thần dính người phụ nữ này nhân quả. Dù là mình trở thành phế nhân. Ngụy Dĩnh tiến lên một bước, trong lòng đã có câu trả lời. Ngụy Dĩnh. Ngay tại Ngụy Dĩnh lập tức phải mở miệng thời điểm, Diệp Thần hô, đưa tay ôm nàng bả vai. Ngụy Dĩnh nguyên bổn đã ở nơi này dưới sự uy áp run rẩy hai vai, ở Diệp Thần bàn tay dưới, dần dần bình phục lại. Thiên âm tiền bối. Diệp Thần do dự mấy giây, bình tĩnh thanh âm vang lên, lãnh đạm gương mặt không chút nào những người khác đối mặt cấp trên sợ hãi. Ở nơi này võ đạo thế giới, bất kỳ sự vật đều là có thể người có. Vãn bối bất tài. Còn chưa từng nghe qua có vật gì là người tùy tiện nói một chút, liền muốn trả lại. À, thân đồ thiên âm ánh mắt híp lại, cực kỳ nguy hiểm mâu sắc toàn bộ nhìn về phía cái này nàng từ vừa mới bắt đầu cũng chưa có để ở trong mắt trẻ tuổi nam tử. Vậy ngươi là ý gì? Thân đồ thiên âm hiếu kỳ nói. Diệp Thần bước ra một bước, ánh mắt kiên định, gần từng chữ ta ý phải, ta không đồng ý. Diệp Thần ung dung nói, ước chừng chỉ bốn chữ. Tỏ rõ liền hắn rõ ràng lập trường. Ngươi không đồng ý. Thân đồ thiên âm thanh âm đã bao hàm lửa giận, trường bào trên phượng vũ, đã bay xoáy lên, mỗi một cây cũng treo cực kỳ lạnh thấu xương băng xương lực. Lăn lộn, bay lượn, trong hư không gió lớn nổi lên bốn phía, băng tuyết hơi thở đã toàn bộ ngưng kết ở thân đồ thiên âm hư ảnh sau lưng. Ung ung, phiên vân phúc mưa vậy băng xương lực đã hướng Diệp Thần cuốn tới, vậy từng cây một phượng vũ. Lúc này giống như là từng chuôi xoay tròn phi kiếm. Đặc thù hàn băng khí, lộ vẻ dữ tợn cuồng bạo khí, xé nát Diệp Thần trước người mỗi một tấc phòng vệ lực. Thân đồ thiên âm, không nên được voi đòi tiên. Thân đồ thiên âm dưới cơn thịnh nộ công kích, há là Diệp Thần có thể chống đỡ được.
Luyện thần cổ thất cường hãn thân thể ngay tức thì hóa thân đồng cốt cánh tay sắt, ngăn ở Diệp Thần trước mặt, trong tay thép chùy sử dụng, đã cùng vậy xâm lạnh khí lạnh đánh tới cùng nhau. Thần đồ thiên âm dưới cơn thịnh nộ, thần thức lộn, lửa giận ngút trời thanh âm lần nữa từ trên hư không truyền tới, lại là bổn tôn thanh âm, xuyên thấu tầng tầng hạn chế. Ngươi cũng muốn không vâng lời ta sao? Vậy cường hãn bổn tôn lực, ra chỉ ở một màn kia thần niệm hư ảnh bên trên, đủ để lật toàn bộ tinh hồ đất hơi thở. Tàn phá bừa bãi băng xương nguyên khí, lướt qua tinh hồ đất ở một chớp mắt kia, đóng băng. Tất cả nước hồ nhưng vào lúc này toàn bộ kết thành cột băng. Cấp trên uy áp, cho dù chỉ là một đạo hư ảnh, cũng đủ để cho thiên nhân vực đất rung núi chuyển. Đối mặt cái này chí cường nhất kích, cổ thất không do dự nữa, con người đông lại một cái, quăng lên trong tay thép chùy, vậy nóng bỏng chân hỏa nguyên khí, ngưng luyện ở thép chùy bên trong. Đồng dạng là thái thượng thế giới thần thông công pháp, lúc này uy lực, nhưng chút nào không thể và thân đồ thiên âm như nhau. Diệp Thần biết rõ chuyện này không thể để cho cổ thất tiền bối một người vác. Bước ra một bước, tay cầm trường kiếm, một đạo kỳ dị đường vân, dần dần ở trên thân thể tràn đầy kéo dài, huyền thể hóa linh thần thông thi triển. Sóc lão, mượn ta lực lượng. Động trời tiếng rồng ngâm, đột nhiên nổ vang. Diệp Thần trên thân thể, kim quang tách thả ra, ngút trời long tộc hơi thở liều chết xung phong ra, xen lẫn vô tận khí tức hủy diệt, hung hăng hướng thân đồ thiên âm hư ảnh trấn áp đi. Thậm chí hóa là một đạo rồng thần hư ảnh. Cái này rồng thần hư ảnh, lại vẫn tràn ra tí tí ánh sao, ẩn hàm hung hãn hỗn độn uy nghiêm. Đây là hỗn độn hơi thở. Tiểu Hắc cũng là nhận ra được nguy cơ, vào giờ khắc này dần dần tỉnh lại, hơn nữa ra tay. Khoáng đạt hồng mông trong khí tức, lộ ra tí tí lũ lũ hỗn độn tinh khí, cuồn cuộn bàng bạc, đơn giản là muốn trải che thiên địa, hiện ra uy nghiêm vô thượng. Giao. Nhất thời. Bầu trời trên, hạ xuống một đạo sáng chói bạc cột sáng màu trắng, cuồn cuộn thái thượng uy áp, điên cuồng tràn ngập ra. Thân đồ thiên âm trên trán đá quý, nổi lên một đạo vô cùng cuồn cuộn thái thượng dấu vết, uyển như nhật nguyệt khắc hoa văn, khí tức mạnh mẽ chập chờn tản mát ra, đúng phiến thiên địa tựa hồ đều chấn động. Chanh! Diệp Thần một kiếm đã đâm đi, mũi kiếm đâm tới hư ảnh trước người ba tấc, nhưng giống như đụng phải vách sắt, rất miễn cưỡng bị chấn động lui ra. Vô địch. Đơn giản là vô địch. Diệp Thần nhìn bây giờ thân đồ thiên âm, đáy lòng nhất thời sinh ra một hồi sâu đậm cảm giác vô lực. Cái này thái thượng chí tôn cường giả, chính là một đạo thần niệm, lại cường hãn tới tư. Bất quá hắn cũng sẽ không ngồi chờ chết, chẳng qua, cháy huyền yêu tinh máu. Liều chết cũng phải để cho cái này cái gọi là thái thượng chí tôn không tổn thương được Ngụy Dĩnh một chút. Cổ thất vậy lộ ra lau một cái sau cùng mỉm cười. Không nghĩ tới chỉ là lau một cái thần niệm, bọn họ cũng không có cách nào trấn áp. Thần đồ thiên âm, so với trước kia, mạnh hơn. Ngụy Dĩnh tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, trong lòng tràn đầy hối hận, là nàng hại Diệp Thần. Nhưng mà ngay tại đám người lúc tuyệt vọng, dị biến nổi lên. Ta đồ đệ, ai như chấm mút, ta tuyệt không nhân nhượng. Một đạo cô gái tóc trắng bóng người biến dạng hư không tới. Không phải người khác, là Tô Mạch Hàn. Tô Mạch Hàn bóng người bỗng nhiên xuất hiện, trên mình khí thế phun trào, giống như cao nhất nắm giữ vậy, tràn đầy vô địch hơi thở, thậm chí để cho núi này đỉnh lưu động gió tuyết cũng dừng lại. Mạnh mẽ khoáng đạt, khí thế bàng bạc dẫn tới cực điểm tức, phảng phất là Tô Mạch Hàn hạ xuống sau đó liền muốn nghiền nát chư thiên vậy. Bàn tay lộn một cái, một chuôi khí lạnh uy nghiêm, giống như thấu rõ như băng tinh trường kiếm xuất hiện nơi tay. Không chút do dự nào, Tô Mạch Hàn một kiếm chém ra. Một đạo biến dạng thiên địa, đại lộ vô tình, dùng mình nhiếp vạn cổ đáng sợ kiếm mang cuộn sạch ra. Vong Ưu vô tình kiếm. Vô tình kiếm quang tàn phá lao ra, trực tiếp chém về phía giữa không trung bên trong thân đồ thiên âm hư ảnh. Cái gì băng xương lực? Cái gì thái thượng uy áp? Ở dưới một kiếm này, sụp đổ. Một màn kia thần niệm hư ảnh, cũng ở đây trong hư không hóa là phấn vụn. Tô Mạch Hàn một kiếm oai. Khủng bố như vậy, Ngụy Dĩnh nhìn trên bầu trời thân ảnh tuyệt mỹ, trong lòng dâng lên một hồi tự hào tình, đây là nàng sư phụ à. Sư phụ, Ngụy Dĩnh vui sướng tình đã giật tại bày tỏ, giạt rào vui mừng chạy chậm đến Tô Mạch Hàn bên người. Tô Mạch Hàn ngược lại là toát ra ngạo nghễ thần sắc, cái gì thái thượng chí tôn cường giả, bất quá như vậy.
Luyện thần cổ thất nhìn đột nhiên này xuất hiện cường giả, trong bụng lại không có Ngụy Dĩnh như vậy hảo tâm tình. Cái này thân đồ thiên âm thù dai hẹp hòi, lần này bị thiên nhân vực người, một chiêu phá thần niệm, tất nhiên sẽ chờ cơ hội trả thù. Diệp thần ngược lại là xem thấu cổ thất lo lắng, mãn bất tại ý nói, tiền bối yên tâm, nếu lần này nàng không làm gì được chúng ta, như vậy sau này, cũng không quá như vậy. Diệp thần nói cũng không phải là cuồng ngông, hắn đã sớm từ thái thượng thiên nữ nơi đó biết được, thái thượng thế giới cùng thiên nhân vực tới giữa là có hạn chế, đến khi hắn tương lai lại cùng cái này thân đồ thiên âm gặp nhau, muốn đến, hắn liền đã có thể phi thăng thái thượng thực lực, đến khi đó, coi như là thái thượng thiên nữ, hắn cũng dám đánh một trận cao thấp, huống chi còn con này thái thượng cường giả. Cổ thất vốn là muốn nói gì, sau đó mơ hồ nhớ tới Diệp thần cùng thái thượng thiên nữ nhân quả, liền gật đầu. Chỉ là tiền bối, nơi này, ngài sợ là đợi không được. Diệp thần trên mặt mang lên một chút ngại quá, cái này mấy phương thần thông sau này, toàn bộ tinh hồ chi địa đã khuôn mặt khác hoàn toàn. Cổ thất không câu chấp phất phất tay, không sao không sao. Đa tạ luyện thần, cứu học trò ta một mạng. Tô Mạch Hàn thu hồi trước khi tới uy áp, trong giọng nói cũng là tràn đầy cảm kích. Cổ thất đối mặt cái này chỉ cần một chiêu đánh liền tán thân đồ thiên âm thần niệm cô gái. Trong lòng dâng lên mấy phần kiêng kỵ, chỉ là nhẹ nhàng khoát tay một cái. Đây là huyền mạch cỏ, có thể trị khỏi bệnh khí lạnh cắn trả khổ. Long lanh trong suốt linh thảo đã ở Tô Mạch Hàn khởi động dưới, biến ảo thành một viên đan dược, rơi vào cổ thất trong tay. Hôm qua cứu trợ hoàn thành sau này, Diệp thần đã đem tất cả quá trình tất cả cho biết liền Tô Mạch Hàn. Nàng hôm nay tới, chứ muốn tiếp hai người trở về, vậy là muốn ngay mặt cảm ơn cổ thất. Thay hắn chữa cắn trả tổn thương. Đa tạ. Cổ thất đại hỉ, nguyên bản hắn là dự định thông qua tu dưỡng, từ từ điều chỉnh, không nghĩ tới, con bé này sư phụ, cũng là một người vô cùng là khẳng khái người hào phóng. Tô Mạch Hàn khẽ gật đầu, cũng không rông dài, đã mang Diệp thần và Ngụy Dĩnh bước vào hư không. Thằng nhóc, đừng quên người đáp ứng ta điều kiện. Cổ thất nghĩ tới điều gì, mở miệng nói. Diệp thần hứa một lời, cả đời không quên. Trong hư không truyền tới Diệp thần thanh âm kiên định. Cùng lúc đó, thái thượng thế giới, khói lửa trong dãy núi. Tất cả khói lửa khí toàn bộ biến mất, thay vào đó là thấu triệt cánh cửa lòng thấu xương hàn lạnh. Một người cô gái mở mắt ra, vô tận lửa giận ở trong tròng mắt cháy. To gan con kiến hôi, lại dám phá ta thần niệm, tự tìm cái chết. Thân đồ thiên âm giận dữ, lạnh người băng xương lực, giống như không bị khống chế như nhau. Tùy ý ở dãy núi này bên trong xuyên thấu ngược giết. Nếu như nàng có thể bổn tôn hạ xuống thiên nhân vực, cũng sẽ không bị một người cô gái như vậy khiêu khích. Bất quá thần bí kia cô gái tóc trắng ra tay lại mang thái thượng thế giới nhân quả, hiển nhiên tuyệt không bình thường. Cái này đáng chết hạn chế. Thân đồ thiên âm như cũ lửa giận ngút trời, ngang ngược vô cùng. Băng điểu, truyền âm Uyển Nhi, để cho nàng đi thiên nhân vực, đoạt lại băng minh cổ ngọc. Lanh lảnh phượng hót tiếng, vang khắp toàn bộ khói lửa dãy núi, đã mang thân đồ thiên âm truyền âm, mấy cái bóng người lưu chuyển, biến mất ở nơi này bao la trong hư không. Nếu là nàng để lại cho con gái vật, tự nhiên cần con gái tự tay đi lấy. Vậy coi là đối với con gái của nàng một loại khảo nghiệm. Trọng yếu hơn chính là, con gái nàng một mực bên ngoài, cũng không có quá nhiều thái thượng thế giới nhân quả, chắc hẳn thiên nhân vực hạn chế đối với nàng mà nói, cũng không có mạnh như vậy. Kỳ quái, vực ngoại thiên đạo suy thoái, vì sao đối với thái thượng thế giới hạn chế ngược lại có chút tăng cường? Chẳng lẽ trong này chuyện gì xảy ra? Thiên nhân vực, thái huyền trận môn. Tiêu điều, hoang tìm. Dương Hề đạo nhân hưu quạnh đứng ở thái huyền trận môn tâm trận chỗ, cảm khái vạn phần. Nơi này, ở năm tháng cuối vậy hương khói cường thịnh, nhân số hưng vượng qua, lúc ấy ở toàn bộ thiên nhân vực cũng là số một số hai danh môn chánh phái. Lúc này, môn hạ đệ tử có thể đếm được trên đầu ngón tay, rất nhiều tiểu động thiên thành trống rỗng, chút nào không người ở. Nhưng nếu không phải là có Diệp thần, chính là liền cái này đốm đốm lửa, vậy không có cách nào lưu lại. Dương Hề đạo nhân thẹn với Thái Huyền Trận Hoàng. Dương Hề đạo nhân đôi mắt ảm đạm, trong miệng khạc ra một hơi máu bầm, trước đây đánh một trận, hắn nội tức bị tổn thương, hôm nay lại tổn thương gió thu buồn xúc động. Đối mặt hôm nay Thái Huyền trận môn cục diện như vậy, ăn năn hối hận tình tự nhiên nảy sinh. Ai, sư huynh, người đây cũng là cần gì phải.
Ô Huyền đã có trên 100 năm không có hô qua Dương Hề đạo nhân sư huynh, lúc này thấy hắn bộ dáng này, cũng là 10 phần bất đắc dĩ. Ô Huyền! Dương Hề đạo nhân nguyên bản như vậy yếu ớt trưởng lão, chỉ là trước đây không lâu vậy cơ hồ tai họa ngập đầu kiếp nạn, để cho hắn cảm nhận được mình cảm giác vô lực. Sư huynh, nếu là trưởng giáo Diệp Thần bảo vệ chúng ta Thái Huyền trận môn, như vậy chúng ta nên cùng hắn kiên định không rời đứng chung một chỗ. Ô Huyền hào phóng vừa nói, chán tới giữa hoàn toàn là đối với Diệp Thần khẳng định cùng tín nhiệm. Ngươi không nên muốn như thế nhiều, lúc này ngươi nên muốn chuyên tâm dưỡng thương, trọng chỉnh Thái Huyền trận môn. Dương Hề đạo nhân nghe hắn lời ấy, cũng là gật đầu một cái, đúng vậy, trưởng giáo trẻ tuổi có là hôm nay người tuổi trẻ tài năng xuất chúng. Hơn nữa, hiện tại Diệp Lạc Nhi còn ở ta Thái Huyền trận môn đột phá, chỉ cần chúng ta bảo vệ tốt Diệp Lạc Nhi, trưởng giáo nhất định sẽ cảm kích ta Thái Huyền trận môn, sẽ hơn nữa phát ra từ nội tâm bảo vệ chúng ta. Dương Hề đạo nhân gật đầu, Diệp Thần tâm trí thành thục bền bỉ, hơn nữa cảnh giới tu vi bị cường giả chỉ điểm, nhân quả cực sâu, thậm chí sau lưng còn đứng Bắc Lăng Thiên Điện và ra hơn thế lực thần bí. Cố nhiên Diệp Thần là trưởng giáo, nhưng bọn họ cũng không cầu Diệp Thần đối với Thái Huyền trận môn chọn đời bảo vệ, dẫu sao hôm nay Thái Huyền trận môn và Bắc Lăng Thiên Điện, chênh lệch giống như rãnh trời. Ngươi nói không sai, truyền lệnh Thái Huyền trận môn, toàn môn lực bảo vệ Lạc Nhi đột phá. Dương Hề đạo nhân nhìn về phía Ô Huyền ánh mắt nhưng cùng trước kia không giống nhau, nói, Ô Huyền, đi qua vậy nhiệt đồ chuyện, người đạo tâm lại kiên định, ta đem bế quan, nội môn lớn nhỏ sự vật, cũng giao do ngươi tới toàn quyền xử lý. Ô Huyền không chút do dự nói, lần trước đánh một trận, các vị trưởng lão tu vi đều có tổn thương, cần bắt chặt thời cơ tu dưỡng. Cạnh chuyện cũng không sao cả, mấu chốt là như ngươi nói, nhất định phải bảo vệ tốt Diệp Lạc Nhi, bảo đảm nàng an toàn đột phá. Diệp Lạc Nhi, nguyên bản đứng ở cách đó không xa vòng ngoài Tuần Sơn đệ tử, nghe được cái tên này thời điểm diễn cảm hiển nhiên có chút cổ quái, lúc đầu cái đó tông môn đất thần bí, đưa tới thiên địa tiếng động lạ cô gái kêu Diệp Lạc Nhi. Đây nên là cái gì như thế nào mạnh mẽ nhân quả bối cảnh, có thể làm cho Thái Huyền trận môn đem hết toàn lực bảo vệ nàng. Mà nay, ta Thái Huyền trận môn, không phá không lập. Ô Huyền mặc thiền sắc trường bào, một mặt ngưng trọng nói, cho tới bây giờ cũng là một bộ mãng phu bộ dáng hắn, hôm nay khó khăn được nghiêm túc như vậy. Rất nhiều môn nhân đệ tử ở đó ngày kịch chiến bên trong, vẫn người bị tổn thương, Thái Huyền trận môn trên dưới, sẽ vĩnh viễn khắc ghi bọn họ tên chữ, nhưng là lúc này, chúng ta muốn trấn hưng Thái Huyền trận môn. Đem hết khả năng, trọng trấn Thái Huyền. Đem hết khả năng, trọng chỉnh Thái Huyền. Đem hết khả năng, trọng chỉnh Thái Huyền. Môn hạ đệ tử mặt mũi bi thương, lớn tiếng chấn xế hô to. Cùng lúc đó, một tòa tràn ngập khí tức thần bí Long tộc đền. Minh Long thần điện thành đoàn cung điện bên trên đang tràn ngập 10 phần đè nén bầu không khí. Ngươi nói gì sao? Vũ Văn Thái đôi mắt mở phẫn nộ, nhìn về phía Vũ Văn Cơ ánh mắt hàn lạnh thấu xương. Thật là được việc chưa đủ bại chuyện có thừa nghiệt chướng. Phụ thân, cái này luyện thần cổ thất thật sự là dầu muối không vào, không biết tại sao chính là nhìn chúng thằng nhóc kia. Vũ Văn Cơ lúc này cũng là nóng nảy vô cùng vượng, không thể không chịu nhịn tính tình, đem nguyên nhân hậu quả từng cái giải thích. Cho nên, là thằng nhóc kia lấy được luyện thần xem trọng. Lại là thằng nhóc kia, đáng chết luân hồi chi chủ. Vũ Văn Thái bàn tay hung hăng một nặn, thủy tinh trong tay ly, ngay tức thì tan tành. Để cho người một số gần như hít thở khó khăn Minh Long Vương tỏa uy áp, không ngừng lan tràn, đem chung quanh vùng biển cuốn lên ngập trời đợt sóng. Long Vương giận, đường quan nặng. Vũ Văn Cơ lần này sát vũ mà về, tự nhiên không có mặt mũi nói gì nữa, chỉ có thể nhắm mắt nhìn một cái Phong Vô Cực, mong đợi hắn vị này sư bá, có thể giải cứu hắn một hai. Điện chủ, chớ động khí, thằng nhóc kia nói là vì cứu người, thuyết minh hắn lúc này vậy nhất định gặp phải phiền toái. Chúng ta sao không tương kế tự kế? Phong Vô Cực cũng là căm ghét Diệp Thần, lúc này không có hảo ý nói. Không có luyện thần thần binh, cũng được đi, chỉ cần chúng ta bắt được Diệp Lạc Nhi cửu thiên thần thuật, ta Minh Long thần điện như cũ có thể ở thiên nhân vực xưng bá một khối. Phong Vô Cực lộ ra lau một cái âm hiểm vạn phần nụ cười, ai nói chỉ có một con đường có thể để cho Minh Long thần điện bị Vạn Khư coi trọng. Thân là Vạn Khư trên danh nghĩa đệ tử hắn. Thực thì càng coi trọng Diệp Lạc Nhi cửu thiên thần thuật, đây mới thật sự là đại thần thông.
hôm nay chúng ta Minh Long Thần Điện đã không có lựa chọn. Theo ý ngươi nói, vận dụng Minh Long làm, tỏa ra đến thôi diễn phạm vi bao trùm bên trong, toàn lực lùng bắt Diệp Lạc Nhi. Minh Long làm là Minh Long Thần Điện cao cấp nhất đừng lệnh truy nã, phàm là leo lên qua Minh Long làm người, cuối cùng cũng chết không được tử tế, trở thành Minh Long Thần Điện vong hồn dưới đao, hoặc là tới con ruột thịt đổ mâu nhận. Ngay lập tức tới giữa, vô số Minh Long Thần Điện đệ tử đồng loạt điều động. Toàn bộ thiên nhân vực, bất kỳ một nơi xó xỉnh cũng xuất hiện Diệp Lạc Nhi lệnh truy nã. Thiên la địa võng, không chỗ ẩn trốn. Một ngày sau, Thái Huyền trận môn, ngoài trăm dặm. Một người mặc Thái Huyền đạo bào thanh niên ngưng mắt nhìn một bức họa xem, thần sắc ngưng trọng lại phức tạp. Hắn hai quả đấm nắm thật chặt chặt, trong mắt đỏ thẫm, giống như ứ máu vậy. Hắn đang do dự, hắn ở quấn quýt. Dòng dã nửa giờ sau đó, hắn buông tay ra, diễn cảm xuất hiện một màn kiên quyết. Mà ngay lúc này, khác một người mặc Thái Huyền đạo bào đệ tử đi tới, nhìn một cái trên tường lệnh truy nã, khẽ cau mày. Ngươi ở nơi này nhìn cái gì, thật giống như xem hồi lâu đi, bất quá. Minh Long Thần Điện thật sự là xài danh tác. Những thứ này kỳ chân dị bảo, coi như ta phụ trách là chúng ta Thái Huyền trận môn bảo khố, ta có cũng chưa có nghe nói qua, ngươi nói, trên bức họa Diệp Lạc Nhi là thần thánh phương nào. Long tộc, cái đó trong mắt ứ máu thanh niên thân thể run lên, mở miệng nói. Ngươi nói, nếu như ta biết người này tung tích, lấy được những tư nguyên này, ta có thể hay không lên như diều gặp gió. Hắn sở dĩ nói như vậy, là bởi vì là hắn vô cùng xác định phía trên này cô gái, bất ngờ chính là Thái Huyền trận môn bảo vệ thật lâu người phụ nữ. Cái đó bọn họ hao tổn rất nhiều Thái Huyền trận môn đệ tử, nơi phải bảo vệ cô gái. Đáng giá không? Hắn nhìn treo giải thưởng một trên liệt kê một chuỗi dài dược liệu chân quý, có chúng, có thể cứu sống nhiều ít đồng môn huynh đệ, có chúng, mình tu vi có thể nước lên thuyền lên, có chúng, cũng sẽ không sợ hãi vậy giống như tử thần giống vậy kẻ địch. Làm gì ngẩn ra, chúng ta nhanh đi tìm dược liệu đi. Một người đệ tử khác thúc giục, nắm kéo ống tay áo của hắn, dự định rời đi. Mà người thanh niên kia nhưng là con người đông lại một cái, hạ quyết tâm nói, ngươi đi trước, ta đột nhiên nghĩ đến, có một số việc phải xử lý. Nói xong, không cùng đồng bạn phản ứng, liền biến mất ở mờ mịt trong núi lớn. Minh Long Thần Điện. Trên đại điện, Vũ Văn Cơ trên mặt khói mù đã biến mất, ngược lại đứng dậy, có chút kích động. Ngươi xác định không có nghe lầm, là Thái Huyền trận môn đệ tử nói cho ngươi. Cẩn thận suy nghĩ một chút, Thái Huyền trận môn tự hồ xác thực ở Diệp Lạc Nhi khả năng tồn tại phạm vi vòng bên trong. Chỉ là Thái Huyền trận môn sa sút hồi lâu, chúng ta Minh Long Thần Điện ngược lại là không có chú ý. Ta muốn trực tiếp và vậy Thái Huyền trận môn đệ tử câu thông. Thiếu chủ, vậy báo cáo Minh Long Thần Điện đệ tử ngay tức thì hóa là thần long, hắn chiếm cứ ở Minh Long Thần Điện ra, hai móng tới giữa tạo thành một bộ màn sáng, lóe lên Thái Huyền trận môn vậy đệ tử bình thường. Xem ra muốn không được bao lâu, cửu thiên thần thuật đến lượt ta Vũ Văn Cơ chấp trưởng. Tất cả Minh Long Thần Điện đệ tử nghe lệnh, cùng ta đi đầy đất. Vũ Văn Cơ hận không được đích thân ra tay, đem cửa kia người sách trở về, lần này luyện thần chuyến đi. Dẫn được phụ thân phát rất lớn lửa, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp đem đền bù qua. Tuân lệnh thiếu chủ. Rất nhiều Minh Long thủ vệ đã lấy hình rồng lao nhanh ra. Diệp Lạc Nhi, ta lần này cũng muốn xem, ngươi còn có thể tránh đi nơi nào. Vũ Văn Cơ vẻ mặt phiền muộn ngẩng đầu nhìn về phía hư không, ta nghiêm túc ánh mắt, để cho tất cả mọi người đều run sợ trong lòng. Nửa giờ sau đó, Thái Huyền trận môn bên ngoài. Một nơi trong núi rừng. Vô số hơi thở phun trào, ngút trời uy áp thậm chí để cho chu vi 5 km cũng cuộn sạch từng cơn mây đen. Một lần cuối cùng cơ hội, Diệp Lạc Nhi ở đâu? Vũ Văn Cơ nhìn trước mắt cái này cả người là máu Thái Huyền trận môn đệ tử, khóe miệng phác họa một đạo nụ cười. Tên đệ tử này tim tu vi đã nát hết, chỉ còn lại một hơi, bị Vũ Văn Cơ dùng tiên thảo treo mệnh. Ngươi! Đệ tử kia tuyệt đối không nghĩ tới, cung cấp tin tức. Không có hắn tưởng tượng chân bảo linh đan, có chỉ là không chịu đựng được vô tận cực hình. Một lần cuối cùng cơ hội, chỉ cần ngươi nói cho ta, ta có thể cho ngươi một chút long nguyên, để cho ngươi hóa hình là long, đưa vào ta Minh Long Thần Điện. Trở thành Minh Long Thần Điện người. Đệ tử kia diễn cảm có chút ngưng trọng. Dẫu sao gia nhập thiên nhân vực thế lực cường đại,
lại cũng không cần qua ngưỡng người hơi thở sinh hoạt. Ta nói, đệ tử kia đã sớm không mở ra được ánh mắt, co do ngón tay, trên đất lục lọi. Ta nói, Phú Văn Cơ thần sắc đại hỉ, Diệp Lạc Nhi, còn muốn trốn nơi nào? Minh Long thần điện, ám thất bên trong. Phú Văn Cơ quỳ rạp dưới đất, mười phần nóng bỏng xem hướng phụ thân Vũ Văn Thái. Phụ thân, ta đã tìm được Diệp Lạc Nhi vị trí, ngay tại Thái Huyền trận môn bên trong, lần này nhất định đem nàng mang về, cướp lấy Cửu Thiên thần thuật. Vũ Văn Thái hai tròng mắt bên trong tràn đầy hơi giận, đây đã là không biết thứ bao nhiêu lần, Vũ Văn Cơ như vậy cam kết, mỗi một lần không phải hao binh tổn tướng, lại là giỏ trúc rót nước. Lần này, đoạt lại Cửu Thiên thần thuật, đối với Minh Long thần điện mà nói, là một lần cuối cùng mạnh mẽ quật khởi biện pháp. Không thể thất bại. Đúng rồi, Cửu Thiên thần thuật không phải chuyện đùa, nhưng vậy không phải là không có ứng đối phương pháp, ngọc giản này ngươi cầm đi, bên trong ghi lại thương không bảy túc trận, cũng có thể đối kháng dưới mắt thi triển Cửu Thiên thần thuật Diệp Lạc Nhi. Ngày đó nếu như con bé này tu luyện tới trình độ cao nhất, nhớ, ngươi chỉ có thể trốn. Bất quá người sau căn bản không có thể. Là cha hy vọng, ngươi lần này, không muốn lại để cho là cha thất vọng. Vũ Văn Cơ nhận lấy ngọc giản, liền vội vàng gật đầu, làm là Vũ Văn Thái đắc ý nhất con trai, hắn tất cả cơ duyên đều là Vũ Văn Thái ban cho, hắn biết rõ thành tựu Minh Long thiếu chủ uy tín cùng ưu đãi, đây là hắn tuyệt không thể mất đi. Âm trầm cô nghiêm túc ánh mắt, hóa là một đường vòng cung, bắn thẳng đến ở một tảng đá lớn bên trên. Oanh! Đá lớn hóa là phấn vụn. Diệp Lạc Nhi, Diệp Thần, ta nhất định sẽ làm cho các ngươi trả giá thật lớn. Đêm đến, Thái Huyền trận môn. Bốn phương tám hướng cuốn tới oai rồng, đem Thái Huyền trận môn vây quanh vòng tròn. Lăn lộn tới vây quanh mây đen, ngưng tụ cường hãn Minh Long hắc khí, mạnh mẽ uy áp, giống như một khối 5 tấn đá lớn như nhau, chèn ép ở Thái Huyền trận môn bên trên. Hư không vậy bởi vì áp lực này, đổi được động lại, trăng sáng ánh sáng lờ mờ dần dần bị hắc ám chiếm đoạt. Là Minh Long thần điện. Già Thiên Ma Đế đứng ở độn giáp thiên tinh bên trên, thần sắc mười phần lo âu, Minh Long thần điện lúc này đến, xem ra bọn họ là biết Diệp Lạc Nhi tung tích. Gay gâu, vậy phải làm sao bây giờ? Viêm Khôn nói, hắn mặc dù lỗ mãng, nhưng giờ phút này nhưng là tỉnh táo lại. Tới một người giết một người, tới hai cái giết một đôi. Huyết Long khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh như băng, Minh Long thần điện mùi máu tanh, hắn đã rất lâu không có hưởng qua. Được, thề bảo vệ. Già Thiên Ma Đế vậy lộ ra lau một cái sang sảng mỉm cười, liền do hắn tới thay Diệp Thần bảo vệ Diệp Lạc Nhi. Mà giờ khắc này Thái Huyền trận môn lối vào. Sư huynh, Ô Huyền cau mày, xem cái này bao vây thế, hiển nhiên là Minh Long thần điện có chuẩn bị mà đến. Là tên kia bị bắt đệ tử. Dương Hề đạo người nói, trong tay phất trần đột nhiên huy động, là người chúng ta, bị tiết lộ tin tức. Ô Huyền trong lòng rõ ràng những lời này ý, đây là Dương Hề đạo nhân ở nói cho hắn, nhất định phải toàn lực bảo vệ Diệp Lạc Nhi, nếu không lúc này Thái Huyền trận môn tuyệt đối không gánh nổi Diệp Thần lửa giận. Sư huynh yên tâm. Ô Huyền gật đầu, cái này trách nhiệm nặng nề, lần này sẽ để cho hắn quá gánh một gánh. Không biết Minh Long thần điện các vị, tới ta Thái Huyền trận môn, làm chi? Ô Huyền cũng không có hướng trước kia như nhau cung kính đối đãi Minh Long thần điện, điều này hiển nhiên không phải một chàng có thể làm tốt cục diện. Giao ra Diệp Lạc Nhi, ta có thể cân nhắc cho các ngươi lưu lại một chút xíu hương khói, nếu không, Thái Huyền trận môn tất cả mọi người đều sẽ chết. Vũ Văn Cơ âm trầm thanh âm, giống như từ hầm băng bên trong lộ ra, lạnh lùng mà tà mị. Chúng đệ tử nghe lệnh, Thái Huyền quấn Long trận. Ô Huyền rất rõ ràng, lần này kiếp nạn có thể so sánh với một lần vậy trục xuất sư môn đệ tử còn nguy hiểm hơn. Nhưng bất kể như thế nào, hắn nhất định phải coi giữ. Hống! Thái Huyền trận môn đệ tử có khí thôn sơn hà thế, cả người đạo bào lăn lộn, Thái Huyền đạo như vậy khí, từ Thái Huyền trận môn bên trong xuyên thấu ra. Ngũ hành năm nói, 6 quay bánh xe hồi, 7 thần 8 chuyển, cửu cửu diễn sanh. Một đạo Thái Huyền đạo khí. Phơi bày ra cường hãn ý sát phạt, người trước gục ngã người sau tiến lên lăn lộn ở Thái Huyền trận môn bên trên. Thậm chí còn ngưng tụ ra nhàn nhạt quy luật ý. Mãnh liệt dâng trào, là sát ý ngập trời. Thái Huyền trận môn đệ tử trận pháp suy diễn, lại là so với trước kia càng tinh tiến thuần sức lực. Vũ
Vũ Văn Cơ mãn bất tại ý phủi một mắt đã kết trận Thái Huyền trận môn, như vậy thô lậu trận pháp, ở hắn xem ra chỗ sơ hở đầy giấy, căn bản coi là không được giữ núi đại trận. Sẽ để cho ta tới gặp ngươi cái này quấn long đại trận. Vũ Văn Cơ thân thể thoáng một cái, hóa thành một đầu đen nhánh minh long, cả người mỗi một khối miếng vảy, cũng phơi bày vĩnh dạ vậy hắc ám, tựa như mỗi một khối vảy rồng bên trong, cũng hàm chứa một cái thế giới hắc ám, hơi thở cực kỳ khủng bố, đi quấn long trận bay đi. Vậy lạnh thấu xương vảy rồng bên trong, sắc bén cẩn thận, mỗi một cái góc cạnh, mỗi một mặt kiên giáp, cũng lấy chưa từng có từ trước đến nay tinh thần xông pha, cuốn sạch toàn bộ trận pháp. Bá, 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 to lớn hình rồng bóng người, ở trận pháp bên trong qua lại. Từng đạo máu tươi, nổ tung ở Thái Huyền trận môn đệ tử trên thân hình. Cực kỳ mạnh mẽ võ đạo ý vận, không chút lưu tình đánh chết, giống như giết gà vậy. Ở luyện thần chi địa, tiếp liền bị Diệp Thần làm nhục hao tổn, Vũ Văn Cơ một khoang lửa giận, cuối cùng là có phát tiết chỗ trống. Phốc, một hơi đen nhánh máu tươi từ ô huyền trong miệng khạc ra, cái này Vũ Văn Cơ lại cường hãn như vậy, căn bản và bọn họ không phải là một cấp bậc à. Chẳng lẽ liền mấy tức đều không cách nào chống đỡ? Ngay tại lúc này, dị biến nổi lên. Ma khí vang trời, tử linh đánh ra, mở. Già thiên ma đế ngửa mặt lên trời hét điên cuồng, tay áo bào phất một cái, cuồn cuộn ma khí bạo dũng ra, tất cả khô lâu, âm hồn, tu la, giả xoa vân. Vân ma vật, từ trong sương mù giết ra, hình thành một chi ma đạo quân đội, ngang nhiên hướng Vũ Văn Cơ lướt đi. Ô huyền trưởng lão, nơi này giao cho chúng ta đi. Viêm Khôn bước ra một bước, trường kiếm đã hoành đeo ở sau lưng, mười phần cuồng vọng chắn ô huyền trước người. Ô huyền do dự mấy giây, vẫn là gật đầu, ở chúng đệ tử đỡ dưới, không ngừng rút lui. Mà giờ khắc này Vũ Văn Cơ long chảo bên trong thả ra ngập trời thần quang, như trời đạo thẩm phán, phi hoàng nỗ như mũi tên giết ra, đem tất cả ma vật, hung hăng chém chết. Nhưng giữa trời đất, ma khí không ngừng. Vô số ma vật, cuồn cuộn xông lên tập kích ra, giết không khỏi giết. Đúng phiến bầu trời, lộ ra vô cùng nguy nga hình ảnh. Một bên, là ngút trời ma khí, mãn không tử linh quân đội. Bên kia, long ảnh buôn bán, thần quang cơ hồ muốn biến dạng bầu trời mênh mông, phảng phất có vạn long đang ngâm sướng, vô số thần quang ngưng tụ binh khí tên, điên cuồng chém giết. Long cùng ma, hung hăng lẫn nhau đánh giết. Phá cho ta. Vũ Văn Cơ gầm thét một tiếng, tiếng rồng ngâm vang khắp thiên địa, vậy long chảo đã ngưng tụ lên tràn đầy hắc khí, mơ hồ còn có sấm sét oai. Rào. Già thiên ma đế áo khoác bị long chảo biến dạng, lộ ra vệt trắng máu thịt, lúc này đã thấm như vậy thấm ra xương trắng. Ma đế tiền bối. Huyết long và viêm khôn thời gian đầu tiên bay lên trời, đem già thiên ma đế nhận trở về. Không có sao. Già thiên ma đế lắc đầu một cái, thần sắc kiên quyết nói, cái này minh long thần điện người, tại thiên đạo suy thoái sau đó, tựa hồ so với trước đó lợi hại hơn, nhất định phải chú ý. Tiền bối yên tâm. Huyết long gật đầu, cả người huyết mạch khí đã đột nhiên bay lên. Vũ Văn Cơ, cho ta chết. Viêm khôn và huyết long giống như hai chuôi lưỡi dao sắc bén, ngay lập tức tới giữa sông về Vũ Văn Cơ. Thăng cấp đi, đốt giã thiên tinh bạo, cho ta trấn áp. Viêm khôn ngửa mặt lên trời hét lớn, bàn tay một chấn, từng luồng huyết khí ngưng tụ, hóa thành một viên long lanh trong suốt huyết hạch. Hạ một sát, huyết hạch nổ, đưa tới ngập trời đợt khí, hung hăng hướng Vũ Văn Cơ lướt đi. Vũ Văn Cơ nhưng giống như là kịp chuẩn bị như nhau, đối với Diệp Thần mấy cái này người giúp chiêu thức, hắn đã sớm sáng tỏ tại ngực. Mặc dù không để ý, Vũ Văn Cơ nhưng cũng không dám lạnh nhạt, lập tức thúc giục minh long phù chiếu cháy. Nhưng hóa thành một vòng kinh khủng diệt bánh xe, từ từ bay lên không. Oanh! Viêm khôn thiên tinh bạo, nổ ở nơi này diệt bánh xe bên trên, nhất thời nổ lên ngập trời lưu hỏa, vô số viêm mang không ngừng cổn đáng, trên trời dưới đất tựa hồ trở thành biển lửa, từng luồng màu đen đậm thần quang cuộn sạch bốn phía. Chạy đi đâu? Viêm khôn hăm hở, từ trên trời hạ xuống sắp xuống, từng luồng huyết khí ngưng luyện, hóa thành chiến đao, hung hăng đi Vũ Văn Cơ đi. Hoang long cổ đế, thần quang nhập thế. Huyết long cả người khí huyết bùng nổ, huyết mạch tựa hồ cũng đang cháy, bộc phát ra một cái cầm thần quang sáng chói mang theo hoang long hơi thở lưỡi dao sắc bén, mang long dọn ra sát khí, chém thẳng Vũ Văn Cơ. Phi đao phá không, phát ra suy suy tiếng vang.
lúc này hai người liên thủ nghênh chiến Vũ Văn Cơ, nhưng cũng không rơi hạ phong. Viêm Khôn tay cầm Tuyệt Tiên kiếm, như có nguyên khí thêm thân, hơn nữa trái thần tộc huyết mạch. Kiếm chiêu lực sát thương khá là ác liệt. Vũ Văn Cơ đối với hai người ra tay, cũng không để bụng, trở tay móc ra một khối ánh sáng đẹp lung linh miếng vảy. Bất ngờ chính là vạn cổ miếng vảy. Giao. Vạn cổ miếng vảy hóa là một chuôi thần quang lưỡi đao, nhất thời, lao một cái kinh người ánh đao, hòa lẫn kinh khủng yêu khí, phóng lên cao. Vô số hắc phụ ma hy, ở trên thân đao sôi trào gian, hóa thành các loại yêu thú, Sâm La Địa Cung, Khô Lâu U Minh Vân. Vân ảo ảnh, chấn động khiếp người tâm thần. Ngoài ra, còn có từng luồng hào hùng nguyên khí, không ngừng từ trên thân đao trào đãng ra. Cái này nguyên khí uy thế, so với Viêm Khôn trong tay Tuyệt Tiên kiếm, còn muốn càng kinh khủng hơn. Nguy cơ tử vong, bao phủ hết thảy. Một chuôi vạn cổ miếng vảy đao, hoành giá ở Huyết Long và Viêm Khôn binh khí bên trên. Đao kiếm giao kích, nổ lên kinh người gợn sóng. Nguyên khí như nước thủy triều, không ngừng cút trào. Phốc xích, Viêm Khôn gặp phản chấn, tại chỗ hộc máu, hình dáng vô cùng chật vật, lảo đảo lui về phía sau mười mấy bước, thiếu chút nữa nửa quỳ xuống. Thái tổ cổ long, phong ấn xiềng xích, phá. Huyết Long quát lên một tiếng lớn, vành mắt hết sức nứt ra, cả người huyết quang trào đáng, không ngừng đánh thẳng vào những ràng buộc toàn thân phù liên. Đi đôi với phù liên đung đưa, thiên địa đều ở đây chấn động, nổ lên ngập trời màu máu sấm sét. Vô số sấm sét lăn xuống ở Huyết Long trên thân thể, muốn nghiền đoạn phù liên. Huyết Long thân thể, lăng không bạo cướp tới. Khổng lồ đỏ thấm thân rồng, đầy trời chiếm cứ, có sấm tia chớp vần quanh, còn có nhất bả bả phi kiếm phi đao, từng luồng thụy khí hà thải, không ngừng cổn đáng, hiển hiện ra cao nhất khoáng đạt thở mạnh voi. Có một cái xiềng xích, bể tan tành. Huyết Long biết mình không có lựa chọn, muốn chống lại, thì nhất định phải như vậy. Vũ Văn Cơ thấy một màn này, đáy mắt sạch bóng chớp mắt, châm chọc thần sắc đã xuất hiện ở hắn trên mặt. Lui! Lại tránh! Một nén nhang mượn lực, người có thể chịu đựng bao lâu? Trong hư không truyền tới Vũ Văn Cơ ngang ngược tiếng cười, đối với Huyết Long cường hãn này mượn lực thần thông, Minh Long thần điện lựa chọn tổn thương nhỏ nhất biện pháp. Huyết Long tức giận giơ móng vỗ về phía hư không, chỉ có một nén hương, hắn không thể rời đi Thái Huyền trận môn. Lúc này Vũ Văn Cơ cử động, để cho hắn tiến thối lưỡng nan, lúc này đã nổi cơn giận dữ, hai tròng mắt giống như ngọn lửa như nhau, văng tung tóe ra vô cùng lửa giận. Mắt xem một nén nhang thời gian liền phải đến. Vũ Văn Cơ lần nữa hiện thân. Hắn bóp đúng thời cơ, Huyết Long thái cổ tổ long oai tiêu tán lúc đó, liền lần nữa dẫn Minh Long thần điện cường giả, lần nữa trở lại cái này Thái Huyền trận môn bên trên. Man lực là vô dụng, người có thể rõ ràng. Vũ Văn Cơ châm chọc nhìn về phía Huyết Long. Máu Long nhất khoang phẫn uất không chỗ khơi thông, lúc này nghe Vũ Văn Cơ như vậy cuồng ngông, thân thể lần nữa đứng vững. Hoang Long cổ đế thân xác oai, cho ta cháy. Cao như nhật nguyệt, lớn như trời đất uy áp, không ngừng từ trên người hắn cổn đáng, thiên địa không gian không ngừng vặn vẹo, chư thiên vạn giới có vô số long tộc tiếng ngâm sướng, cuồn cuộn vang khắp. Lôi đình pháp tắc, cho ta trấn áp. Huyết Long gầm thét một tiếng, long chảo hung hăng giết ra, lăng không hướng Vũ Văn Cơ nghiền đè xuống. Từng luồng sấm sét điện mang, từ Huyết Long móng vuốt trên bộc phát ra, đầy trời nhảy lên lóng lánh. Đánh vỡ giam cầm khóa Huyết Long, lúc này hẳn vốn yếu ớt. Nhưng ở Vũ Văn Cơ khiêu khích dưới, cưỡng ép cháy Hoang Long cổ đế thân thể lực. Huyết Long, Viêm Khôn bi thương gào thét, Huyết Long lúc này lại là ở chi nhiều hơn thu thân thể và huyết mạch làm giá. Khặc khặc, Vũ Văn Cơ móng nhọn trên vạn long miếng vảy đao, lần nữa lột, phóng đại thành gấp mấy chục lần. Một đao mang theo cuồng bạo quy luật ý, trực tiếp hạ xuống. Oanh! Cái này một đao tựa như bước ngang qua hết thảy, đánh vào Huyết Long trên thân hình. Muốn dùng thân thể chống cự. Muốn cậy anh hùng. Để cho ta tới xem, người có hay không cái này tư cách. Vũ Văn Cơ thanh âm không ngừng truyền ra. Sau ba hơi thở, huyết quang tung tóe, Huyết Long trên thân hình vết thương nổ tung. Vũ Văn Cơ một đao sau này cũng không có thừa thắng truy kích, ngược lại là giống như trêu đùa vậy, nhìn bằng nửa con mắt nhìn về phía đám người. Vũ Văn Cơ khóe miệng phác họa một nụ cười, còn có ai? Huyết Long thân thể chạm đất, máu dòng nước chảy trên đất, cơ hồ hình thành một bóng người,
vẫn như cũ vùng vẫy muốn bỏ dậy. Hắn, còn không có bại. Viêm Khôn và Già Thiên Ma Đế đỡ đứng lên, Huyết Long đều có thể như vậy không sợ chết chiến đấu. Bọn họ hai người có cái gì tư cách trốn tránh? Nói nhảm cái gì? Có bản lãnh cùng bổn tôn lại đánh một lần. Diệp Thần huynh đệ, cũng chưa có sợ chết. Huyết Long máu thịt mơ hồ trên mặt, vậy thoáng qua một chút bi hùng, hắn nhất định phải là chủ nhân bảo vệ Diệp Lạc Nhi. Diệp Thần, người cái này hèn nhát, làm sao? Cũng chỉ sẽ thả mấy con cản đường hổ sao? Vũ Văn Cơ đối mặt đám này tàn binh bại tướng khiêu khích, không chút nào để ở trong lòng, hơn nữa hướng Thái Huyền trận môn la lớn, hai móng tới giữa sấm sét lực, lúc ẩn lúc hiện. Diệp Thần, làm con rùa đen rút đầu cảm giác được không? Ngươi hiện ở khi xuất hiện, quỳ kêu ra ra ta có thể cân nhắc tha ngươi. Vũ Văn Cơ một bộ không đuổi thời gian, còn có thể mắng tư thái, để cho Viêm Khôn và Huyết Long lửa giận trong lòng công tâm. Xúc muội ngươi, cho ta cút. Hai người lần nữa ngang ngược, chút nào không e ngại xông về Vũ Văn Cơ. Thần thông không đủ, vậy thì xem chân bảo. Chân bảo cũng không đủ, vậy bọn họ còn có một bộ bất diệt thân thể, có thể đường cánh tay ngăn cản xe. Lúc ấy để cho bọn họ cứ như vậy nghe Vũ Văn Cơ làm nhục Diệp Thần. Thật xin lỗi, bọn họ không làm được. Cho dù là vừa chết, không phải là vừa chết, mà thôi. Nhưng vào lúc này, Thái Huyền trận môn chỗ sâu, vậy đột phá ý đột nhiên biến hóa, rồi sau đó, dị tượng mọc tùm. Hào hùng kim quang, khắp nơi ngang dọc bạo dũng, tách ra hết thảy ma khí, hết thảy minh khí, thiên địa liền rõ ràng, tràn ra cổ xưa hồng hoang hơi thở. Là Diệp Lạc Nhi, Già Thiên Ma Đế vô cùng vui vẻ, nàng mà lại ở lúc này đột phá hoàn thành. Viêm Khôn và Huyết Long được cứu rồi. Chỉ cần Diệp Lạc Nhi hoàn toàn đột phá Long Thần Phá Thiên Quyết, bằng vào cái này cửu thiên thần thuật một trong, Long tộc chí cao nghĩa sâu xa, nhất định có thể sôi trào vực ngoại, càn quét hết thảy. Vũ Văn Cơ hiển nhiên vậy cảm giác được cái gì, thần sắc lạnh lẽo, bàn tay một lát, động thủ. Vô số minh long thần tộc lực lượng ngay tức thì xé rách bảo vệ đại trận. Mà Huyết Long, Viêm Khôn, Già Thiên Ma Đế thậm chí còn rất nhiều Thái Huyền trận môn đệ tử cũng vào giờ khắc này, bước ra một bước. Bảo vệ. Đây là một tràng máu cùng thịt va chạm, tung bay huyết quang, rơi vào cái này Thái Huyền trận môn bên trong, tạo thành kéo ra mảng lớn vết máu. Chống nổi, ta tới bảo vệ ngươi. Già Thiên Ma Đế ánh mắt cao ngạo, lần nữa vung tay lên, múa kiếm chém điên cuồng ra. Kiếm khí cổn đáng, như núi như ngục. Tất cả mọi người đều ở đẫm máu chiến đấu hăng hái. Vũ Văn Cơ minh thân rồng ảnh bên trên, đen thui minh vảy rồng phiến, treo đầy xương máu. Những thứ này tản ra xích kim giọt máu, còn sót lại trước nóng bỏng hơi thở. Viêm Khôn búi tóc đã sớm tán lạc ra, máu đen trên mặt, không có ảnh hưởng chút nào hắn cuồng ngạo bùng nổ. Đồng dạng là huyết mạch cháy lực. Chưa từng có từ trước đến nay. Không sợ chết. Vũ Văn Cơ híp mắt, đám này con kiến hôi, tập thể bùng nổ dưới, lại có uy năng như vậy. Nhưng nếu không phải tay hắn cầm vạn long miếng vảy, lúc này lại cũng không cách nào cùng là địch. Nhưng là hiện tại, có vạn long vảy hắn, chính là vạn long tôn sư, khí thôn sơn hà long khiếu chín tầng trời. Cho ta trấn áp. Vạn long vảy đao hóa hình, lúc này giống như là tất cả dâng trào gào thét biển sâu mãnh long. Leo lên ổn định long ngâm khí, đem đám người bọc lại. Hư ảnh móng to tới giữa, Già Thiên Ma Đế các người bị thật chặt bắt giơ lên. Huyết long thân thể huyết quang khí, dần dần yếu ớt, đã đến sống chết du quan giây phút. Thái Huyền trận môn chỗ sâu đột nhiên hình thành một đạo to lớn phá sập tiếng, một đóa to lớn đặc biệt là như mây hình nấm vậy oanh bạo, một tầng cuốn vào trong hư không. Diệp Lạc Nhi ở nơi đó. Vũ Văn Cơ híp mắt, nguy hiểm hung quang nhìn về phía chỗ sâu. Ở tầng tầng kim quang vờn quanh hạ, Diệp Lạc Nhi hóa thân là long, bể tan tành hư không, cả thế giới, cũng vào giờ khắc này kịch liệt chấn động, sơn xuyên con sông tựa như đều phải rạn nứt. Hàng tỷ triệu thời không, ở trong nháy mắt nghiền, thiên nhân vực bầu trời, xuất hiện từng cái hắc động tựa như mất đi không gian, vô số ánh sao, nguyên tử cực quang, cuồn cuộn đáp xuống. Diệp Lạc Nhi long thần phá không, dẫn phát động trời khí tượng, rồng ngâm chấn động một cái, chư thiên cúi đầu, người người chấn động. Già Thiên Ma Đế sắc mặt vui mừng, rất miễn cưỡng tạo ra hư ảnh kia hạn chế, Vũ Văn Cơ, ngày cuối cùng của ngươi đến.
Diệp Lạc Nhi thời khắc này hơi thở, thật là cường đại đến ngoại hạng, như Thái Thượng Long Thần đích thân tới, mỗi một khối vảy rồng, cũng lóe lên kim quang sáng chói, sắc bén long chảo, nhuệ khí dọn ra, tựa hồ muốn bóp vỡ nhật nguyệt, nghiền vực ngoại, đuôi rồng ngăn lại, cuồn cuộn đợt khí nổ thành ngân hà, khoáng đạt đến không thể tưởng tượng nổi bước. Long Thần Phá Thiên Quyết. Vũ Văn Cơ cũng lộ ra vẻ dữ tợn mỉm cười, đối với Long Thần Phá Thiên Quyết, Minh Long Thần Điện sớm có chuẩn bị. Hống. Diệp Lạc Nhi rồng ngâm kinh thiên, móng vuốt phung lên, nghiền bạo hư không, rất miễn cưỡng chế tạo ra một cái chôn vùi sông dài, bất kỳ sinh linh rơi vào điều này chôn vùi sông dài bên trong đi, cũng phải bỏ mạng tử vong. Đây chính là Cửu Thiên Thần Thuật uy lực. Già Thiên Ma Đế vội vàng bảo vệ ở hư ảnh này long chảo dưới rơi xuống huyết long và viêm khôn, rồi sau đó ngơ ngác nhìn Diệp Lạc Nhi bóng người, giờ khắc này Diệp Lạc Nhi, tựa như hóa thân Thái Thượng Long Thần, đơn giản là vô địch. Cho dù ai đều không thể nhìn thẳng thân hình của nàng. Nhưng mà, Vũ Văn Cơ nhìn điều này chôn vùi sông dài, nhưng là lãnh đạm cười, thay đổi lần trước gặp phải Diệp Lạc Nhi bụi văng đầy người hình dáng. Không tốt. Già Thiên Ma Đế dẫu sao đa mưu túc trí, một mắt liền nhìn thấu Vũ Văn Cơ nhất định đến có chuẩn bị, Diệp Lạc Nhi muốn ăn thua thiệt. Chú ý. Lúc này nhắc nhở đã xong rồi. Vũ Văn Cơ bát hoang bốn hợp khí, tiếng gầm gừ vang khắp thiên địa. Thương không bảy túc trận. Vạn long miếng vảy bên trong bộc phát ra mãnh liệt bảy màu sáng bóng, đối mặt Diệp Lạc Nhi quanh thân ánh sáng mạnh, vậy không kém chút nào. Minh Long Thần Điện tất cả bảy trận cường giả, hóa là từng cái đen thui như mực hình rồng, bàn cưa ở bốn phương tám hướng. Mỗi cái móng to bên trong, cũng nắm một khối tinh thạch. Vậy tinh thạch tản ra mãnh liệt nóng bỏng sáng bóng, mỗi ngày laser xạ tuyến lẫn nhau lần lượt thay nhau hòa hợp. Tất cả ánh sáng hội tụ thành một tấm gió thổi không lọt lưới lớn. Khốn! Vũ Văn Cơ trong tay vạn long miếng vảy dẫn đầu hướng Diệp Lạc Nhi vị trí, oanh cuốn đi. Vậy trương nóng bỏng lưới lớn, vậy sát theo, thật chặt khốn tại Diệp Lạc Nhi trên thân hình. Diệp Lạc Nhi mắt đẹp mở ra, hiển nhiên có chút bất ngờ. Nàng sau khi đột phá, cảm giác mình quanh thân vần quanh quy luật, mới có thể trấn áp hết thảy. Nhưng làm cái này lưới lớn xuất hiện. Nàng lại phát hiện chuyện mình trạng thái có cái gì không đúng. Đáng chết. Diệp Lạc Nhi vùng vẫy, gào thét, hình rồng ở nơi này to lớn thiên la địa võng bọc dưới, càng ngày càng chặt. Cửu Thiên Thần Thuật, cũng không quá như vậy, ta cái này thương long thất túc trận, cảm giác như thế nào? Bất quá khá tốt ngươi còn không có tu luyện song toàn, nếu không thương không bảy túc trận sợ rằng đối với ngươi cũng là vô dụng. Nhưng dưới mắt, Diệp Lạc Nhi, ngươi còn chưa hoàn toàn trưởng thành. Không có tư cách đối kháng cái này thương không bảy túc trận. Vũ Văn Cơ long chảo vung lên, đã đem toàn bộ lưới lớn nắm trong tay. Diệp Lạc Nhi lúc này bị cái này cực đoan trận pháp áp chế, Cửu Thiên Thần Thuật quy luật ý lại đồng loạt biến mất, cả người lại bị lần nữa bức bách trở về hình người. Viêm Khôn bước ra một bước, mắt lộ ra hung quang, coi như liều mạng cái mạng này, hắn vậy tuyệt không thể để cho Vũ Văn Cơ người mang đi. Vũ Văn Cơ nhìn còn ở không tự lượng sức Viêm Khôn. Lông mày nhướn lên. Một tên Minh Long Thần Điện cường giả, đã gào thét hướng hắn chạy như bay. Ánh sáng lưu chuyển, một chuôi cự nhận đã xuất hiện ở đó cường giả long chảo bên trong. Chém. Già Thiên Ma Đế cũng không đoái hoài tới càng nhiều, vội vàng sử dụng một kiếm, cướp ở cự nhận đến trước, đem Viêm Khôn kéo hồi. Vũ Văn Cơ, dừng tay. Diệp Lạc Nhi nhìn trước mắt một màn, thần sắc ngưng trọng. Rất nhiều Thái Huyền trận môn đệ tử vì bảo vệ nàng, lần lượt xảy ra chuyện, bạn nàng vậy vì vậy vết thương chồng chất. Đây cũng không phải kết quả nàng muốn. Nếu như tiếp tục nữa, toàn bộ Thái Huyền trận môn cũng sẽ xảy ra chuyện. Viêm Khôn các người mặc dù còn ở bùng nổ, nhưng vậy đã đến nỏ hết đà. Mà Ma Đế tiền bối, vậy đã bị thương, không có sức tái chiến. Toàn bộ Thái Huyền trận môn bên trong, toàn bộ bao phủ ở bi thương bầu không khí dưới. Như vậy dễ như bỡn tranh đấu, đã không phải là bọn họ dùng mình sinh mạng có thể kéo. Ô Huyền, Dương Hề đạo nhân hét, trong ánh mắt tất cả đều là đoạn tuyệt vẻ. Kéo, nhất định phải kéo. Đến khi trưởng giáo trở về, hắn không phải vẫn luôn ở nguy hiểm nhất giây phút xuất hiện sao? Dương Hề tiền bối, Ma Đế tiền bối. Bị kẹt ở trong trận Diệp Lạc Nhi, lúc này lại hướng hai người hô. Không muốn uổng phí tâm cơ, bỗng dưng hao tổn.
Diệp Lạc Nhi không hề cùng hai người đáp lại, nhìn về phía Vũ Văn Cơ, đôi mi thanh tú nhíu lại, Vũ Văn Cơ, người không phải là muốn cửu thiên thần thuật. Vũ Văn Cơ khặc khặc cười một tiếng, cửu thiên thần thuật, vốn phải là ta Minh Long thần điện đồ. Diệp Lạc Nhi lúc này cũng không có tâm tình cùng hắn tham khảo cửu thiên thần thuật sâu xa, chỉ là đầy áp lo lắng nhìn về phía Giả Thiên Ma Đế đoàn người. Sau đó, môi đỏ mỏng khẽ nhếch, mở miệng nói, hiện tại, cửu thiên thần thuật đã bị ta lĩnh ngộ, người muốn có được hắn, trừ phi là ta đích thân truyền thụ. Nói tới chỗ này, giọng quay lại đổi được hàn lạnh, nếu không, đem người cái gì cũng không được. Cửu thiên thần thuật là Minh Long thần điện lần này mục tiêu, cũng là có thể được vạn khư công nhận trước sách, đối với bọn họ mà nói, chân thực quá mức trọng yếu. Ngươi là đang uy hiếp ta, Vũ Văn Cơ ánh mắt lạnh như băng, ngón tay khẽ động. Hắn không thích loại cảm giác này. Ngay tức thì, thiên la địa võng vậy thương long thất túc trận bắt đầu co rút lại, Diệp Lạc Nhi thống khổ phát ra từng tia kêu rên. Đúng, ta là đang uy hiếp ngươi. Diệp Lạc Nhi nhưng vẫn cắn chặt hàm răng, từng chữ rõ ràng nói, nơi này bất kỳ một người nào, cho dù là Thái Huyền trận môn đệ tử, nếu như có bất kỳ tổn thương, vậy ta Diệp Lạc Nhi thề, ta cho dù chết, cũng sẽ không để cho ngươi đạt được cửu thiên thần thuật. Ngươi, Vũ Văn Cơ hung hăng trợn mắt nhìn một mắt Diệp Lạc Nhi, hắn đã cảm giác được Diệp Lạc Nhi hơi thở đang thay đổi, hiển nhiên là muốn tự bạo. Nếu như Diệp Lạc Nhi tự bạo, vậy hắn chuyến này liền thất bại trong gang tấc. Vũ Văn Cơ do dự mấy giây, rốt cuộc mở miệng lần nữa, rút lui. Thoáng qua tới giữa, đã mang Diệp Lạc Nhi biến mất ở trong hư không. Diệp Lạc Nhi không thôi quay đầu nhìn một cái cả người đẫm máu đám người, nàng thậm chí cũng không dám tin tưởng, Diệp đại ca nếu như biết nàng bị Minh Long thần điện mang đi, nên là như thế nào cơn giận đốt trời. Nhưng dưới mắt, đây là chọn lựa duy nhất. Viêm Khôn bi thiết nhìn Diệp Lạc Nhi biến mất bóng người, lúc này, hắn chỉ cảm giác được mình lại như vậy bất lực, liền đại ca người phụ nữ cũng không bảo vệ được. Huyết Long lần này thiêu đốt huyết mạch lực, cưỡng ép đột phá bùa chú xiềng xích. Cả người đã sớm rơi vào yếu ớt, nhưng ánh mắt nhưng cực kỳ lạnh như băng. Giả Thiên Ma Đế cũng chỉ có thể ở Diệp Lạc Nhi trước khi rời đi bỏ cho nàng một cái an ủi ánh mắt, tỏ ý nàng, mình nhất định mau sớm để cho Diệp Thần đi cứu giúp nàng. Đánh một trận sau này. Thái Huyền trận môn máu tanh vị, cơ hồ phóng xạ đến chu vi vạn dặm. Liên tiếp đả kích, để cho rất nhiều Thái Huyền trận môn đệ tử và trưởng lão không chút nào sống sót sau tai nạn vui sướng. Mà là một mặt nặng nề nhìn Giả Thiên Ma Đế ba người, Diệp Lạc Nhi bị cướp, bọn họ nên như thế nào cho Diệp Thần giao phó đâu. Cùng lúc đó, trong hư không, Minh Long khí thông thiên. Vũ Văn Cơ mặc dù đáp ứng Diệp Lạc Nhi không đúng Thái Huyền trận môn ra tay, nhưng hắn biết, ở võ đạo thế giới, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, vô cùng hậu hoạn. Hắn nhìn một cái Diệp Lạc Nhi, ngay tức thì đối với sau lưng một cái Minh Long thần điện cường giả thần thức câu thông. Vậy Minh Long thần điện cường giả tự nhiên rõ ràng liền Vũ Văn Cơ ý đồ, gật đầu một cái, cuối cùng biến mất ở trong đám người. Mà đang ở Vũ Văn Cơ mang Diệp Lạc Nhi rời đi nửa nén hương thời gian sau đó, một tiểu đội Minh Long thần điện cường giả nhưng là xuất hiện lần nữa. Sư huynh, không tốt. U Huyền khi thấy mấy vị hơi thở cực kỳ kinh khủng Minh Long thần điện cường giả, mặt lộ tuyệt vọng, chẳng lẽ, lần này Thái Huyền trận môn thật không giữ được sao? Dương Hề đạo nhân đã sớm hạ đạt đại trưởng môn làm. Mà hiện giờ đứng ở sơn môn đệ tử, vậy thề không lùi, cùng sơn môn cùng chết sống. Giả Thiên Ma Đế sớm biết Vũ Văn Cơ là cái không giữ lời hứa tiểu nhân, lúc này cũng chỉ có thể đứng ở phía trước nhất, sát ý và ma khí không ngừng ngưng tụ. Vũ Văn Cơ, người Minh Long thần điện thật là lấn hiếp người quá đáng. Dương Hề đạo nhân tức giận gào thét nói. Cái này Minh Long thần điện thật quá không đem bọn họ Thái Huyền trận môn coi ra gì, lúc này thừa dịp hư mà vào, quả thực làm người ta căm hận. Khặc khặc, phụng thiếu chủ làm, Thái Huyền trận môn dám chứa chấp ta Minh Long thần điện truy nã người, hắn tim có thể giết. Đầu lĩnh kia cường giả, phát ra quyết nhiên thanh âm, mắt nhìn xuống ánh mắt, để cho vô số Thái Huyền trận môn đệ tử, cảm nhận được vô hạn sát ý. Minh Long thần điện nghiệt chướng, xem bổn tôn đánh chết các ngươi. Giả Thiên Ma Đế lúc này lại cũng không rảnh chiếu cố Viêm Khôn và Huyết Long, trong tay lột, không để ý thương thế trên người, đã hướng Minh Long thần điện cường giả lao nhanh đi. Hống hống hống. Ngay lập tức, vậy một đám cường giả hóa thân thân rồng,
Minh Long móng to tản ra Minh Long biển cả uy áp, hơi thở rồng ấp úng, cơ hồ phải đánh ở Thái Huyền trận môn đệ tử gò má bên trên. Bây giờ đối với Tại Già Thiên Ma Đế mà nói, trọng yếu nhất chính là thời gian. Diệp Lạc Nhi đã bị cướp đi. Lúc này nếu để cho Minh Long thần điện người liền Thái Huyền trận môn cũng phá. Vậy hắn Già Thiên Ma Đế ngông là ma đế. Không nên chống cự, thiếu chủ mệnh chúng ta tới. Hôm nay, nhất định sẽ tàn sát hết người Thái Huyền trận môn. Ngay lập tức tới giữa, vậy Minh Long thần điện cường giả thì phải đối với Thái Huyền trận môn động thủ. Nhưng ngay khi chuyện này, dị biến nổi lên. Một đạo lạnh như băng, hủy diệt, thực cốt kiếm ý biến dạng hư không, đoạt mệnh tới. Một tích tắc này trong thời gian, kiếm ý đối với đen nhánh cự long quét ngang qua. Máu tiệm nhiễm, đã xuyên thấu. Hơn nữa rơi vào vậy Thái Huyền trận môn giữ núi đá bên trên, giữ núi đá đã chia làm hai. Ngay tức thì liền bị cắt linh linh toái toái, vô số kim quang tản mát đi ra, trong hư không vang lên Phật Đà mất đi bi thương ngâm sướng. Thương hại mà vô tình, tuyệt vọng mà thống khổ. Còn chưa cùng rất nhiều Minh Long thần điện cường giả kịp phản ứng, trên hư không liền vang lên một đạo hàn triệt cốt tủy thanh âm. Thật xin lỗi, ta tới trễ. Minh Long thần điện nếu dám chấm mút ta Diệp thần người, vậy hôm nay, ta liền cùng Minh Long thần điện khai chiến. Rất nhiều Thái Huyền trận môn người nghe được cái này thanh âm, ngay tức thì ngạc nhiên mừng rỡ vạn phần. Một giây kế tiếp, bọn họ ngẩng đầu lên, liền thấy trong hư không xuất hiện một đạo lãnh đạm bóng người. Chỉ bất quá thân ảnh này chủ nhân, giờ phút này hai tròng mắt phun trào ra vô tận lửa giận. Trưởng giáo, Diệp thần, lần này, Diệp thần quả thật nổi giận. Hắn biết tự mình tới chậm. Hắn ngưng mắt nhìn vậy một đám Minh Long thần điện cường giả, hồn thể đổi thành, phần huyết quyết, thái thượng ma thể đẳng công pháp toàn bộ thi triển. Nguyệt hồn trảm, cho ta diệt. Từ trong hư không truyền tới Diệp thần thanh âm, vang vọng như chiều ca. Diệp thần vừa xuất hiện, cả người ra thì có tầng tầng ma văn nổi lên, khí thế của cả người, đổi được vô cùng mãnh liệt, vô cùng dữ tợn, như một cái ra khỏi vỏ ma kiếm, muốn đâm rách thương khung. Sát kiếm bên trên, dấy lên một đạo vô cùng quỷ dị, sợ hãi, tản ra mất đi chập chờn kiêu căng. Nháy mắt tức thì một kiếm chém ra. Một đạo hư ảnh, chợt lóe lên, cuồng bạo kiếm ý từ trên trường kiếm, bộc phát ra. Trước mắt tiêu điều cùng máu tanh, không khỏi ở xé nát Diệp thần còn sót lại lý trí. Nếu như không phải là Dương Hề đạo nhân để cho độn giáp tinh phi kiếm truyền thư, nếu như không phải là hắn thời gian đầu tiên liền chạy về. Nếu như trễ một bước nữa, vậy chờ đợi hắn, chính là hắn một đường đồng hành người thi thể. Là Huyết Long, là Viêm Khôn, là Già Thiên Ma Đế, là vô số Thái Huyền trận môn đệ tử. Cho ta chết. Diệp thần sát kiếm truyền thụ huyết mạch lực, toàn bộ xé rách vậy Minh Long thần điện cường giả miếng vảy, đem bọn họ hung hăng chặn ngang chém đứt. Minh Long thần điện cũng dám chấm mút Lạc Nhi, chết. Ngụy Dĩnh vậy sát theo Diệp thần tới, cắn nuốt băng minh cổ ngọc sau này, nàng hơi thở càng ngưng thuần, mơ hồ có một loại tô mạch hàn vừa coi cảm, nàng không có chút nào đóng giữ, ngay tức thì hư không xuất hiện một đạo băng kiếm, vô tình xé nát một đầu Minh Long thân thể. Diệp thần, ngươi rốt cuộc đã tới. Già Thiên Ma Đế lúc này thấy Diệp thần rốt cuộc chạy tới, một hơi máu bầm cuối cùng từ trong miệng khạc ra, cả người yếu ớt một vòng. Diệp thần, Lạc Nhi bị Minh Long thần điện mang đi. Diệp thần lúc này chân đạp rất nhiều minh thân rồng thân thể, cả người đã đứng ở đó Thái Huyền trận môn bên trên, ánh mắt nhìn bằng nửa con mắt nhìn về phía Minh Long thần điện phương hướng. Vũ Văn Cơ, đầy áp oán hận thanh âm, lúc này đang lăn lộn lửa giận ngập trời, đem hắn tiếng rít truyền giao ra. Diệp thần, phần lớn người hơi thở đều có chút yếu ớt. Ngụy Dĩnh ngón tay nhỏ nhắn, cầm Diệp thần cánh tay, đem hắn một số gần như bùng nổ trạng thái, rất miễn cưỡng lôi kéo ở. Trước cứu đám người, Già Thiên Ma Đế thở dài, trước xem một tí Huyết Long và Viêm Khôn bọn họ đi, bọn họ hai người ở chiến đấu này bên trong, nhiều lần cháy tinh nguyên, nếu như lại kéo một bước, nhất định sẽ lưu lại hậu di chứng. Diệp thần gật đầu một cái thật mạnh, nhìn về phía Huyết Long và Viêm Khôn diễn cảm tràn đầy lo âu, bọn họ lại không tiếc mất mạng, đây chính là hắn Diệp thần huynh đệ. Bát quái lò luyện đan, mở, lau một cái mênh mông bát quái nguyên khí, tràn ngập ở toàn bộ Thái Huyền trận môn bên trong, vậy cường thịnh tiên thảo khí, ở lò luyện đan này bên trong, tản ra nồng đậm thảo dược mùi thơm,
đem huyết long và viêm khôn toàn bộ che phủ ở trong đó. Chủ nhân, thật xin lỗi, ta. Huyết long tỉnh lại chuyện thứ nhất, chính là nhìn về phía Diệp Thần, trong mắt tất cả đều là bi thiết tình. Là hắn không có bảo vệ tốt Diệp Lạc Nhi. Diệp Thần nhưng đem hắn trộn đỡ lên. Ngươi yên tâm, Minh Long thần điện thù, ta tự mình đi đòi lại. Diệp Thần tàn bạo ánh mắt, để cho Ngụy Dĩnh một hồi lòng rung động. Lúc này hắn thần thái, tựa như cùng là một tôn sát thần, để cho người nhìn mà sợ. Huyết Long hung hăng gật đầu, tiếp theo, hắn nhất định phải cường hóa tu vi, để cho mình trở thành có thể đứng ở Diệp Thần bên người, cung cấp trợ lực người. Diệp Thần, Già Thiên Ma Đế ở Diệp Thần bát quái thiên lò luyện đan dưới tác dụng, vậy khôi phục mấy phần nguyên khí. Lần này Minh Long thần điện hiển nhiên chuẩn bị kỹ càng, lại là mang theo mấy vị thái chân cảnh cường giả xuất hiện. Nhìn tính vạn tính, không nghĩ tới sẽ có thái huyền trận môn đệ tử phản bội trận môn. Già Thiên Ma Đế đem sự tình đi qua toàn bộ nói một lần, Diệp Thần mặt mũi tới giữa lưu chuyển ngút trời sát ý. Lấn hiếp người quá đáng. Bất luận bỏ ra như thế nào giá phải trả, hắn Diệp Thần nhất định sẽ ở Minh Long Thần Điện đem Diệp Lạc Nhi mang về. Vũ Văn Cơ, ta nhất định sẽ làm cho ngươi bỏ ra giá thê thảm, để cho ngươi cái này cái gọi là Minh Long Thần Điện, triệt triệt để vẫn diệt ở thiên nhân vực. Đây là Diệp Thần lần đầu tiên nổ tung, cũng là Diệp Thần lần đầu tiên cháy như vậy lửa giận ngập trời. Cái đó sát thần, muốn quay về. Cùng lúc đó, một nơi vô tận trong hư không. Nơi này tràn đầy rất nhiều quy luật. Thậm chí bất kỳ một đạo quy luật đều đủ để hủy diệt võ giả thân thể. Nhưng mà chính là như vậy nơi hung hiểm, lại xuất hiện hai đạo thân ảnh. Trong đó một đạo lại là cực kỳ trẻ thơ và trẻ tuổi. Sư phụ, chúng ta lúc nào có thể đi trở về tìm Diệp Bức Vương nha? Kỷ Lâm bĩu môi, ở nơi này trong hư không, đi theo Tham Lang Đại Đế đã không biết trải qua thời gian bao lâu. Thậm chí nơi này thời gian trôi qua và ngoại giới vậy không giống nhau. Nàng vốn là tâm tính nhảy thoát, lúc này lại một mực ở nơi này trong hư không lao nhanh, đã là để cho nàng kiên nhẫn toàn bộ mài quang. Ngày giờ đã dài, nàng trong đáy lòng vậy bắt đầu có mơ hồ hoài niệm cùng nhớ nhung. Nàng nhớ tỷ tỷ cùng nàng ăn chung trà phẩm thuốc. Nàng nhớ Diệp Bức Vương cùng nàng nói chêm chọc cười. Tóm lại, nàng muốn bọn họ. Tham Lang Đại Đế vậy nhìn thấu Kỷ Lâm cẩn thận, chỉ là khẽ mỉm cười, sờ một cái Kỷ Lâm tóc. Giai đoạn cuối cùng, Đồ Nhi, lần này, người nhất định sẽ tươi đẹp tất cả người. Kỷ Lâm còn muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu, sư phụ, tiếp tục đi. Kỷ Lâm cũng không thích khô khan sinh hoạt. Nhưng rời đi Côn Lôn Hư sau đó, nàng càng ngày càng rõ ràng, thực lực đối với mình tầm quan trọng. Nàng chẳng muốn một mực bị người khác che chở. Nàng có mình tư tưởng. Nàng muốn trở nên mạnh mẽ. Kia sợ không phải là vì mình, cũng vì Diệp Bức Vương và tỷ tỷ. Đi qua cái này một lần lại một lần lịch luyện, cho dù nàng thỉnh thoảng còn sẽ có thiếu nữ nhỏ nóng này, nhưng đã biết ẩn nhẫn, biết dưới mắt hành vi là chính xác nhất. Kỷ Lâm hai tròng mắt lưu động cổ xưa phù văn, khẽ mỉm cười, Diệp Bức Vương, chờ ta. Hình ảnh quay về. Thái huyền trận môn bầu trời. Một cổ nồng đậm huyết khí vần quanh. Mà những huyết khí này, lại là quỷ dị hướng Diệp Thần thân thể lưu động đi. Khí thôn sơn hà, dung chuyển nhật nguyệt. Diệp Thần khí tức trên người đột nhiên leo lên, ở nơi này lửa giận ngập trời bùng nổ để gặp, toàn bộ thái huyền trận môn tất cả căn nguyên lực, lại vậy toàn bộ cuốn vào đến Diệp Thần trong cơ thể. Giờ khắc này, Diệp Thần quanh thân phun trào ra khí tức hủy diệt, cùng với kim Phật đạo mang. Còn có đâm thủng hư không uy năng. Diệp Thần hơi bất ngờ, bởi vì hắn phát hiện mình muốn đột phá. Sát ý đột phá. Bất quá từ Táng Thiên Hải một nhóm, hắn cơ duyên và căn cơ quả thật đủ đột phá. Chỉ là không biết lần này sẽ đột phá đến cảnh giới gì. Ngụy Dĩnh tự nhiên thời gian đầu tiên chú ý tới khác thường, vội vàng phong tỏa toàn bộ thái huyền trận môn đột phá hơi thở, lạnh thấu xương hàn băng khí xuyên qua ở toàn bộ thái huyền trận môn bên trong. Đem Diệp Thần vững vàng bảo vệ ở bên trong. Phá cho ta. Diệp Thần lại nữa áp chế, cuồng nộ một tiếng, luân hồi huyết mạch ở nơi này trong chốc lát toàn bộ dâng trào, đồng thời tản ra yêu tộc hơi thở và long tộc hơi thở ngút trời huyết mạch, thậm chí sau lưng còn xuất hiện mấy đạo hư ảnh. Một đạo đại biểu yêu. Một đạo đại biểu long. Còn dư lại một đạo, chính là đại biểu luân hồi.
giận phát xung quan. Diệp Thần lúc này chán tất cả đều là màu đỏ thấm cút châu, mỗi một viên cũng từ trong cơ thể hắn ngưng kết ra, cổ xưa phù ấn ở chỗ sâu ngưng tụ. Mấy đạo nguyên phù, hồn ấn, thậm chí còn hủy diệt đạo ấn hơi thở hùng hậu lưu chuyển, bao trùm ở Diệp Thần trên thân hình. Hắn nguyên bổn đã rèn luyện được vô cùng cường hãn thân thể, lúc này lại là độ lên một tầng xích vàng chiến ý. Nếu như hắn đời trước là luân hồi chi chủ, trông coi sáu nói, thần uy thông thiên. Vậy hắn cái này nhất thế chính là cao nhất đứng đầu, đem đại biểu toàn bộ thế gian hướng cấp trên phát ra khiêu chiến, đem đạp bằng vạn khư, chân đạp lên chức, cùng thái thượng thiên vai nữ một quyết cao thấp. Đây là vận mệnh nhân quả giao phó cho hắn an bài. Hắn đem bằng vào mình, hoàn thành cái này nghe vào đều có chút kinh người nghe an bài. Cuồn cuộn hơi thở phun trào, Diệp Thần ngay lập tức liền đi tới càn khôn cảnh 9 tầng trời. Rồi sau đó hơi thở còn ở điên tăng. Chỉ bất quá cùng trong chốc lát, luân hồi huyết mạch áp chế lần nữa ngưng tụ. Vậy ngập trời hơi thở cuối cùng trở về đến Diệp Thần trong đan điền, thậm chí có một phần chia bị ngủ say tiểu hắc hấp thu. Hết thảy khôi phục lại bình tĩnh. Diệp Thần cảnh giới khoảng cách thủy nguyên cảnh bất quá một bước xa. Lại nửa bước thủy nguyên cảnh. Già Thiên Ma Đế có chút bất ngờ, hắn không nghĩ tới Diệp Thần lại là như vậy trạng thái đột phá. Mặc dù nửa bước thủy nguyên cảnh nhìn như không tính là rất mạnh, nhưng Già Thiên Ma Đế biết, Diệp Thần tuyệt không thể dùng tu vi để cân nhắc. Diệp Thần thực lực nguồn tích lũy, lá bài tẩy, thậm chí còn tiếp liền không ngừng chiến đấu, tiếp liền không ngừng liều mạng. Mỗi một lần, Diệp Thần cũng đem hết toàn lực. Giờ khắc này, tinh nhuệ màu sắc từ Diệp Thần trong tròng mắt quét ra, lạnh như băng mà âm hàn ánh mắt, trực câu câu nhìn phương xa. Vũ Văn Cơ, ngươi lần này thật chọc tới ta. Ta sẽ dùng hành động nói cho ngươi, ngươi không nên dây vào ta. Diệp Thần đứng lên, hắn suy tư mấy giây, cuối cùng đơn giản hướng Già Thiên Ma Đế gật đầu một cái, an bài xong do Ngụy Dĩnh chiếu cố Huyết Long và Viêm Khôn, mình tác lai đến Dương Hề Đạo trước mặt người. Dương Hề tiền bối. Dương Hề đạo nhân lúc này thấy Diệp Thần, nhớ tới Diệp Lạc Nhi bị bắt, nhiều hơn thiếu thiếu vẫn là bởi vì Thái Huyền trận môn đệ tử, có chút thẹn với Diệp Thần. Không biết ngài có biết hay không Minh Long thần điện vị trí cụ thể. Diệp Thần căn bản không quản Dương Hề đạo nhân lúc này bách chuyển thiên hồi cẩn thận, nếu Vũ Văn Cơ cầm Diệp Lạc Nhi đoạt đi, vậy hắn tự nhiên muốn đoạt lại. Cái này, Dương Hề đạo nhân thở dài, hắn mặc dù không biết, nhưng là Thái Huyền trận môn cái gọi là trận pháp đại thành môn phái, tìm tung trận pháp tự nhiên là có biện pháp. Ta có thể giúp ngài tìm. Dương Hề đạo ngón tay người điểm ở trong hư không, một tấm trận pháp thần thông phù đã tạo thành. Tất cả bị Diệp Thần chém giết Minh Long thần điện cường giả, lúc này thân thể rối rít hóa là từng tia bóng tối nguyên khí, toàn bộ chen vào nho nhỏ này thần thông phù bên trong. Trận này phù là lừa dối vãng sinh người, đem bọn họ mang về vãng sinh. Ngài cầm phù này, hắn sẽ một mực dẫn dắt ngài hướng Minh Long thần điện đi. Dương Hề đạo nhân nhìn tận mắt Diệp Thần lần nữa đột phá, biết hắn thủ đoạn cao minh, đã 10 phần tin tưởng Diệp Thần khẳng định có thể đem Diệp Lạc Nhi mang về. Diệp Thần nhận lấy phù văn, mở miệng nói, Ngụy Dĩnh là bạn của ta, hôm nay nàng đã cắn nuốt thái thượng thần vật, đủ để che chở toàn bộ Thái Huyền trận môn, ta không có ở đây thời điểm, nàng sẽ chiếu cố nơi này. Từ nay về sau, ta Diệp Thần tuyệt sẽ không để cho Thái Huyền trận môn lần nữa như vậy. Dương Hề đạo nhân gật đầu một cái, từ lập tức dậy, Diệp Thần cùng Thái Huyền trận môn, đem sẽ triệt triệt để hợp hai là một. Già Thiên Ma Đế đưa mắt nhìn phi độn đi Diệp Thần, trong lòng không khỏi có chút lo âu. Diệp Thần chuyến này nhưng là phải đối mặt Minh Long thần điện. Minh Long thần điện mặc dù trên mặt nổi có thể không đạt tới thiên điện, nhưng nội tình có thể so thiên điện còn muốn thâm hậu, huống chi vẫn là long tộc. Tiền bối không cần lo lắng. Ngụy Dĩnh nhưng là cười chúm chím nhìn về phía Già Thiên Ma Đế, hắn từ trước đến giờ đều là nói được là làm được, không phải sao? Già Thiên Ma Đế ngưng mắt nhìn thương khung, cuối cùng gật đầu một cái, lẩm bẩm nói, Diệp Thần, nhất định phải sống trở về. Cùng lúc đó, Thiên Nhân Vực, Minh Long Thần Điện. Hắc khí tràn ngập Minh Long Điện Vũ bên trong, một nơi kim quang thông thiên đền, bên trong lại có một cái to lớn cũi vậy. Một cái lưới lớn, che khuất bầu trời bao phủ trong đó. Diệp Lạc Nhi, không có ích lợi gì. Vũ Văn Cơ khóe miệng tần trước lau một cái châm chọc mỉm cười, nếu như lúc ấy Diệp Lạc Nhi thống khoái gả cho mình,
còn dùng như vậy tốn nhiều khổ tâm sao? Cái này thương long thất túc trận, chủ yếu chính là thông qua cái này vạn long miếng vảy khởi động, nếu như không phải là bởi vì lần này luyện thần sự việc, phụ thân đại nhân tuyệt đối sẽ không dễ dàng lấy ra. Bất quá hiện tại, vừa vặn có thể dùng để khắc chế long thần phá thiên quyết. Diệp Lạc Nhi lạnh lùng nhìn về phía Vũ Văn Cơ, muốn cho nàng gả cho tên cầm thú này, nằm mơ. Ha ha ha, ba ban ngày sau đó, chúng ta thành hôn, chỉ cần ngươi thành tâm đem cửu thiên thần thuật truyền thụ cho ta, ta cũng có thể cân nhắc cầu phụ thân, tha cho ngươi một cái mạng. Dẫu sao, ngươi cái mặt này trứng, ấm áp giường cũng không tệ. Cút, Diệp Lạc Nhi tức giận hừ xích một tiếng, quay đầu, lại cũng không xem Vũ Văn Cơ. Vũ Văn Cơ cũng không muốn bị đuổi mà mắc cỡ, lúc này xem Diệp Lạc Nhi cái này bức vẻ mặt, lúc này nhẹ giọng thở hổn hển một tiếng, vậy xoay người rời đi. Rất nhanh, Vũ Văn Cơ liền tới đến một nơi Minh Long Thần Điện đất bí mật. Ngoại giới đối với này hồn nhiên không biết, mà ở Minh Long Thần Điện bên trong, nó có một người vô cùng hắn vang dội tên chữ. Chính là Minh Long Trầm Đàm. Giờ phút này Minh Long Trầm Đàm bên trong, Vũ Văn Thái đang hóa là long hình thấm nhuần trong đó, cái này nặng đàm bên trong, giọt nước ngưng dày lại ngăm đen vô cùng, không thấy rõ phía dưới phiên trào là cái gì. Phụ thân đại nhân, nhi thần đã đem Diệp Lạc Nhi mang về, hơn nữa truyền Minh Long Thần Điện an bài xong xuôi, ba ngày sau thành hôn. Ừ, Vũ Văn Thái thanh âm từ phía trên chiếu nghiêng xuống, thần trung mộ cổ thanh âm, để cho hắn không giống trước kia như vậy thân cận. Vũ Văn Cơ biết rõ đây là phụ thân cố ý hời hợt, để cho hắn không bị nhất thời vui sướng làm mờ đầu óc. Phụ thân, đây là vạn long miếng vảy, Diệp Lạc Nhi đã bị bắt, này thần vật từ làm hoàn bích quy triệu. Vũ Văn Thái to lớn đầu rồng lúc này mới khó khăn lắm tới đây, nhìn một cái Vũ Văn Cơ, nhàn nhạt nói, ngươi là ta đắc ý nhất con trai, cũng là ta Minh Long Thần Điện thiếu chủ, cái này vạn long miếng vảy, sau này, liền do ngươi trông coi. Nghe một lần nói, Vũ Văn Cơ trong lòng đại hỉ, quả nhiên, phụ thân vẫn là đồng ý hắn. Phụ thân yên tâm, lần này, ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng, chờ ta tu hành Long Thần Phá Thiên Quyết, nhất định sẽ dẫn chúng ta Minh Long Thần Điện, đạp phá thiên nhân vực, phi thăng vạn khư. Mặc dù trong lòng biết đây bất quá là tốt đẹp ảo tưởng, Vũ Văn Thái vẫn là lộ ra lau một cái mỉm cười hài lòng, luân hồi chi chủ cũng không quá như vậy, bọn họ Minh Long Thần Điện muốn đột phá, cũng không ai có thể ngăn cản. Đứa nhỏ, người có biết, con rồng này thần phá thiên quyết đối với chúng ta mà nói ý vị như thế nào? Vũ Văn Thái trầm ngâm chốc lát, vẫn là lại bổ sung. Cùng Tông Đồng Nguyên, ta chủ ý muốn dùng phương thức ôn hòa đạt được cái này truyền thừa, nhưng là, nếu như người phát hiện trong này xuất hiện sơ suất, vô luận bỏ ra như thế nào giá phải trả, nhất định phải đem vậy cửu thiên thần thuật đoạt trở lại. Vũ Văn Cơ gật đầu, hắn dĩ nhiên rõ ràng ý của phụ thân. Cùng Diệp Lạc Nhi lập gia đình là đơn giản nhất hình thức, đối bên ngoài vậy tốt nhất giải thích. Nhưng là nếu như, luân hồi chi chủ cũng hoặc là những người khác còn dám tới lỗ mãng. Như vậy thì coi như là tại chỗ chiếm đoạt Diệp Lạc Nhi cũng ở đây không tiếc. Cùng lúc đó, một nơi hư không trong bí cảnh. Vô tận quy luật và sát ý phun trào. Một cô gái bóng người ở vô tận quy luật bên trong hiện lên. Cô gái người mặc màu vàng tươi sa chiếc váy đầm dài. Mặt trứng ngỗng, trong tay nắm một chuôi màu bạc thiết dù, ở vừa nhìn vô tận trên sa mạc từ từ tiến về trước. Trong ánh mắt của nàng không do dự, cũng không có sợ hãi, chính là như vậy kiền kiền thúy thúy nhắm ngay mình mục tiêu. Đó là một đầu so nàng thân hình cao lớn mười mấy lần đồ sộ hình hung thú, đỏ tươi đôi mắt, còn có vậy xích màu đen giáp xác. Thậm chí quanh thân phun trào cái này quy luật ý. Có thể để cho hung thú quanh thân phun trào quy luật, có thể thấy vậy thú khủng bố. Hung thú đối với trước mắt cô gái này, không chút nào chú ý, đang chậm rãi hướng một bên gò cát leo đi. Động thủ. Đầy trời cát vàng đột nhiên lăn lộn, mỗi một viên trên cũng dính hủy diệt sáng bóng, như vậy hơi thở nóng bỏng, giống như sợi bông lưới như nhau, hướng hung thú đi. Hung thú quẹo thật nhanh, cái đuôi hướng ngang đánh tan toàn bộ cát sỏi tứ tán ra, thiếu nữ đã chống thiết dù gào thét tới. Đỉnh, chụp, gõ, đánh. Làm liền một mạch thế công, chính xác cũng ụp lên hung thú trên trán. Mỗi một đánh, cực kỳ đơn giản, nhưng lại tràn đầy võ đạo ý vận và khí tức hủy diệt. Một tiếng giòn giã rơi xuống. Chỉ gặp vậy hung thú cứng rắn nhất đầu lâu, đã vỡ vụn ra, lộ ra một cái não hạch.
lại là màu vàng. Thiếu nữ nhíu mày một cái, nhìn cái này não hạch màu sắc, xoay người rời đi, lại chỉ như vậy bỏ đi không để ý tới. Đoạn thời kỳ này, nàng đã đếm không hết mình đánh chết nhiều ít đầu dáng vóc to hung thú, nhưng là từ đầu đến cuối không có được vậy được gọi là hung thú chi vương màu vàng não hạch. Đột nhiên người phụ nữ tựa hồ cảm giác được cái gì, khẽ nhíu mày, diễn cảm có chút cổ quái. Ừ, làm mẫu thân. Lanh lảnh phượng hót tiếng, từ chân trời truyền tới, thiếu nữ có chút nghi ngờ ngẩng đầu nhìn lại, nàng lịch luyện hồi lâu, mẫu thân chưa bao giờ chủ động tìm kiếm qua nàng. Lúc này, không biết đúng hay không là thái thượng thế giới, đã xảy ra chuyện gì. Chim xanh. Thiếu nữ thân ra tay chỉ, vậy một khối thư tín, lúc này vậy lặng lẽ hóa hình. Xích chữ vàng thể lộ vẻ hiện ra. Cái gì, băng minh cổ ngọc hiện thế? Thiếu nữ mi sắc trung lưu chuyển ra thần sắc vui sướng, đối với nàng mà nói, năm đó mẫu thân vì cho nàng chế tạo cái này băng minh cổ ngọc, hao phí rất nhiều tâm huyết, lúc này, có thể mất mà phục được, quả thực là một chuyện tốt. Luyện thần tộc dám cùng mẫu thân là địch. Thiếu nữ nhíu mày một cái, trước kia luyện thần tộc tổ tiên, cũng là đối với mẫu thân một mực cung kính. Đây là từ nơi nào nhô ra luyện thần người, cũng dám làm nghịch mẫu thân. Nàng thông qua khổ tu, cố ý ngược đường mà đi, chính là vì ở băng diệt chi đạo trên lại đột phá cảm ngộ. Nếu như, có băng minh cổ ngọc trợ trận, nàng nhất định có thể cao hơn một tầng lầu. Thư tín đã nhìn xong, mặt của cô gái sắc càng lộ vẻ được phiền muộn, để cho nàng tuyệt đối không có nghĩ tới phải, thiên nhân vực lại có người, có thể nhất kích đánh tan mẫu thân thần niệm, khó trách mẫu thân như thế nổi nóng. Đã như vậy, vậy nàng đi ngay thiên nhân vực đi một chuyến, lấy lại thuộc về nàng đồ. Hàn băng mưa đầy trời rơi xuống, thiếu nữ tạo ra thiết dù, lững thững đi vào trong đó, rồi sau đó, biến mất ở nơi này bao la sa mạc bên trong. Không có ai biết thiếu nữ sẽ đi kia. Nhưng thiếu nữ bước chân sở trí chi địa, tất nhiên là vô số xương khô đống triệt. Thiên nhân vực, tinh hồ chi địa. Đã từng là kiến trúc và trận pháp đã toàn bộ biến mất. Nhưng ở vậy gợn sóng không sợ hãi tinh hồ trên mặt hồ, một thuyền lá cô độc, phiêu phiêu đáng đáng ở nơi đó dừng lại. Cổ thất cũng không có như chính hắn nói, rời đi cái này phiến tinh hồ chi địa. Hắn rất rõ ràng, cuộc đời này nhân quả sớm đã định trước, tránh là không tránh thoát. Năm đó hắn bị buộc cũng tốt tình nguyện cũng tốt, rời đi thái thượng thế giới, đã nhiều năm như vậy, vậy đã sớm biết, là không thể nào trở về nữa. Cái gì thần binh chân bảo? Cái gì thiên kiếm thần thông? Cùng hắn mà nói, bất quá là xem như mây khói. Hắn chỉ muốn coi giữ cái này phiến tinh hồ, bởi vì cái này phiến tinh hồ, chính là hắn đạo tâm tạo thành. Ngay tại lúc này, trên trời đột nhiên hạ nổi lên dày đặc tiểu vũ, hạt mưa nối thành tuyến, ti ti lũ lũ bay xuống. Một cô thiếu nữ, chống một cái nhìn như rất nặng thiết dù, chậm rãi đi tới. Quỷ dị chính là... thiếu nữ lại chỉ như vậy trôi lơ lửng ở trên mặt nước. Thậm chí mũi chân chạm được mặt nước, không có một chút sóng gợn và rung động. Ngươi chính là cổ thất. Thiếu nữ môi đỏ mỏng khẽ nhếch, thanh âm bình tĩnh, không có tình cảm chút nào. Quả nhiên vẫn phải tới. Cổ thất ngược lại là nhiệt lạc chào hỏi, tựa như đã sớm đoán được như thế một khắc. Nếu như ta không có đoán sai, năm đó cái đó bé gái. Hiện tại đã thành có thể so với thân đồ thiên âm mạnh mẽ tồn tại. Thiếu nữ lắc đầu, đơn giản nói, so với mẫu thân, ta còn kém xa. Cũng không phải là khiêm tốn, hơn nữa nàng thành tâm như vậy cho rằng, trên con đường lớn khám ngộ, nàng xa xa không bằng mình mẫu thân. Ta bỏ mặc ngươi là ai, nhưng ngươi có thể kêu ta thân đồ Uyển Nhi, hiện tại, nói cho ta băng minh cổ ngọc vị trí, xem ở luyện thần tộc mặt mũi, ta không giết ngươi. Uy hiếp. Uy hiếp trắng trợn, nhưng là thân đồ Uyển Nhi tin tưởng, nàng có tuyệt đối thực lực. Nghe được câu này, cổ thất cười mỉa nhìn nàng, nhưng là đơn giản lắc đầu một cái, ta bất quá là một cái rưỡi chỉ chân đạp nhập đất vàng người mà thôi. Cuộc đời này đã không tiếc, còn như ngươi nói đồ, ta không hề biết tung tích. Thân đồ Uyển Nhi, ta hy vọng ngươi không muốn dính dấp lần này nhân quả. Bởi vì, đây đối với ngươi mà nói, không hề là một chuyện tốt. Thân đồ Uyển Nhi thần sắc dần dần băng hàn, bước ra một bước, ta cái này cây dù, vậy xuất từ luyện thần tộc, 81 cây dù cốt, mỗi một tấc đều có đổ gai, nếu như dẫn nhập bên trong cơ thể, cùng da thịt, sẽ ở thời gian ngắn, thưởng thức 81 loại thống khổ mùi vị. Hơn nữa mặt trên còn có rất nhiều quy luật,
đối với võ giả mà nói, chỉ sẽ là ác mộng. Thân Đỗ Uyển Nhi vừa nói, ánh mắt lạnh lùng như cũ, thanh âm tự nhiên không có chút nào nhiệt độ, nàng không có tình cảm, cũng không có ấm áp, từ nhỏ đến lớn, đều là một cái trình độ cao nhất băng hàn người. Từ căn cốt trên chính là cực kỳ thích hợp tu luyện băng hàn loại công pháp tồn tại. Ngươi cảm thấy ta biết sợ, Cổ Thất vào giờ khắc này cười. Cười vô cùng thản nhiên. Ngươi sẽ không, Thân Đỗ Uyển Nhi lắc đầu, nàng chỉ là thói quen hướng đối thủ giải thích nàng sắp sử dụng chiêu thức. Nhưng đối với Cổ Thất như vậy, rõ ràng cho thấy đang chờ nàng người, nàng biết đối phương đã không có dục vọng cầu sinh. Nếu như ngươi nguyện ý nói cho ta băng minh cổ ngọc tung tích nói, nếu như ngươi có nguyện vọng gì, ta có thể xem giúp ngươi thực hiện. Cổ Thất diễn cảm rửng rưng, ngươi cùng mẫu thân ngươi rất không giống nhau. Không, chúng ta là giống nhau. Nếu như ngươi không nói, vậy ngươi chỉ có một con đường chết. Thân Đỗ Uyển Nhi trả lời. Cổ Thất gật đầu một cái, không nói gì thêm, mà là ung dung nhắm hai mắt lại. Thân Đỗ Uyển Nhi nhìn Cổ Thất dáng vẻ, ánh mắt có chút phức tạp, nói ta có thể dò xét nhân quả, tìm được nàng. Ở mẫu thân thần thức cùng chung bên trong, Thân Đỗ Uyển Nhi đã thấy hai người đó tướng mạo, lúc này, bất quá muốn thiếu phí chút khí lực. Cổ Thất không nói gì, đối với cái này đã sớm ngờ tới kết quả, hắn sớm có chuẩn bị. Một khi hắn chết, hắn thép chùy sẽ lấy thần nguyên là tiêu hao, đem tin tức trực tiếp truyền cho Diệp Thần. Chỉ cần Diệp Thần đủ chú ý, nhất định có thể trước thời hạn một bước mang Ngụy Dĩnh, rời đi Thân Đỗ Uyển Nhi đuổi bắt. Chỉ là hết thảy các thứ này hắn sẽ không còn là nhân chứng, bất quá hắn đã làm xong chuẩn bị, nói tạm biệt phương thế giới này. Không có nhân quả. Cổ Thất nói, hắn mấy ngày nay đem tất cả nhân quả dấu vết, toàn bộ tiêu tán sạch sẽ. Tại sao, bằng ngươi luyện thần tộc địa vị, cam tâm tình nguyện, là vực ngoại hai con kiến hôi mất mạng. Lần này đổi thành Cổ Thất lắc đầu, người không hiểu, bọn họ không phải con kiến hôi, bọn họ là số mệnh chọn chúng người. Thân Đỗ Uyển Nhi cười lắc đầu một cái, ta không tin số mệnh, chỉ có cái này cây dù, sẽ trung thành cùng ta. Cổ Thất gật đầu, nhưng vậy không nói thêm gì nữa. Nước mưa tích tích rơi vào trên thuyền nhỏ, vậy thoáng một cái đã qua mặt dù, ở Cổ Thất cổ vạch ra một đạo sâu đậm dấu vết. Máu văng tung tóe, một đời thiên nhân vực luyện thần Cổ Thất, lúc này mất mạng. Đây cũng là võ đạo thế giới tàn khốc. Không có đúng sai, chỉ có thực lực là vương. Làm xong hết thảy các thứ này, Thân Đỗ Uyển Nhi thật nghiêm túc tìm kiếm đúng phiến tinh hồ chi địa, nhưng mà, tất cả nhân quả dấu vết, thật giống như Cổ Thất nói như vậy, toàn bộ bị Cổ Thất xóa sạch. Không quan hệ, dù là chỉ có hai gương mặt, ta cũng sẽ tìm được các ngươi. Thân Đỗ Uyển Nhi nói, nàng như cũ kiên định, đạo tâm không thay đổi, nàng vẫn là cái đó quát các vực Thân Đỗ Uyển Nhi. Cùng lúc đó, nguyên bản ở người đi đường Diệp Thần bước chân đột nhiên dừng lại, trôi lơ lửng ở giữa không trung bên trong. Thần sắc ngưng trọng đến trình độ cao nhất. Ngay vừa mới rồi, hắn lại mất đi một tánh mạng con người liên lạc. Đó là Cổ Thất tiền bối. Nói cách khác, Cổ Thất tiền bối bỏ mình, triệt để bỏ mình. Cổ Thất tiền bối. Diệp Thần nhận được luyện thần Cổ Thất truyền tin sau đó, Cổ Thất đã bị Thân Đỗ Uyển Nhi đánh chết mà chết. Bất quá Diệp Thần xuyên thấu qua vậy huyền thiết trùy thị giác, chẳng những thấy rõ cái này người tới tướng mạo, vậy thấy rõ đối phương chiêu thức động tác. Không có bất kỳ hoa chiêu, có chỉ là vậy quả quyết giết người dù. Diệp Thần là Cổ Thất nơi tiếc nuối, trong lòng yên lặng thề, nhất định sẽ đem động thủ người chém chết tại sát kiếm dưới, là Cổ Thất báo thù rửa hận. Bất quá dưới mắt, cũng không phải là Cổ Thất tiền bối báo thù thời điểm. Trọng yếu nhất chính là đi Minh Long Thần Điện, cứu ra Diệp Lạc Nhi. Trước mặt chính là Minh Long Thần Điện, ở yên tĩnh giọt nước và rất nhiều bảo vật dưới sự che chở, Diệp Thần tỉnh bơ lại tránh được tầng tầng canh phòng, thuận lợi lặn xuống Minh Long Thần Điện bên trong. Kim quang kia ngất trời Minh Long Thần Điện bên trong, mơ hồ có một đạo chùm tia sáng 10 phần nổi bật, để cho người một mắt cũng có thể thấy được trong đó phi phàm chỗ. Thậm chí dính liền một chút cửu thiên thần thuật nhân quả. Hẳn là ở nơi đó. Diệp Lạc Nhi lúc này đã hoàn toàn nắm giữ cửu thiên thần thuật, có thể vây khốn nàng trận pháp, nhất định sẽ không đơn giản. Nghĩ tới đây, Diệp Thần tăng nhanh nhịp bước, hướng vậy bị trận pháp tầng tầng bao gồm cung điện di động đi. Người nói thiếu chủ thật sự là hảo tâm tình, lại mỗi ngày tới xem đầu này rồng mẹ. Hai cái Minh Long Điện cơ đang nổi cơn giận dữ nhìn về phía cung điện.
Các nàng vốn là Vũ Văn Cơ cơ thiếp, lúc này bị phái tới nơi này phục vụ Diệp Lạc Nhi, dĩ nhiên là lòng tràn đầy oán phẫn. Đúng vậy, thiếu chủ còn muốn chúng ta gọi nàng là thiếu chủ phu nhân. Thật là không biết nghĩ như thế nào. Nếu như không phải là nàng, thiếu chủ trước làm sao có thể sẽ phải chịu điện chủ trách phạt. Cũng không phải sao, nhất định là người xấu hơn tác quái. Bất quá tiện nhân kia hẳn không sống được mấy ngày, lợi dụng hoàn, chúng ta đến lúc đó vậy tìm cơ hội đem tiện nhân kia sống hành hạ chết. Hai cái nhỏ cơ thiếp trên đầu sừng rồng tản ra đen thui sáng bóng, sau lưng nghị luận, bất ngờ chính là Diệp Lạc Nhi. Diệp thần nghe được bọn họ lại dám đánh coi là đối đãi như vậy Diệp Lạc Nhi, lửa giận lần nữa thật cao cuốn lên, hồn thể đổi thành, vô tận hồn kỹ phun trào, trực tiếp đem vậy hai cái nhỏ điện cơ rơi vào hôn mê, thậm chí liền thần hồn cũng đang rung rung. Lạc Nhi, Lạc Nhi. Diệp thần thanh âm định xuyên thấu vậy tầng tầng quang trận, lại bị trận ngoài cửa, chỉ có thể đứng xa xa nhìn Diệp Lạc Nhi có chút thê lương ngồi dưới đất, tóc tán lạc, ánh mắt vô thần. Ngay tại lúc này, chung quanh hư không chập chờn, bên ngoài lại là truyền tới một đạo dáng vẻ run rẩy thanh âm. Bái kiến thiếu chủ. Diệp thần giật mình trong lòng, nghe lời nói này, nhanh chóng ẩn giấu thân hình, Vũ Văn Cơ tu vi cao thâm, cho dù là có yên tĩnh giọt nước và rất nhiều thuật pháp bảo vệ, hắn cũng cần tránh lui. Nàng còn không chịu ăn một chút gì. Vũ Văn Cơ cười lạnh nhìn quang trận bên trong người, vậy nhỏ người hầu tay bưng tràn đầy một mâm chân bảo thức ăn, vội vàng lắc đầu một cái. Không có, một chút cũng không nhúc nhích. Phất tay áo tiến vào quang trận, Vũ Văn Cơ sắc mặt cũng không có chuyển biến tốt, ở hắn xem ra, Diệp Lạc Nhi hành động này, thật là có chút cho mặt không biết xấu hổ. Hắn hai tròng mắt đông lại một cái, tức giận nói, người ở ta nơi này trang cái gì trinh tiết liệt nữ. Vũ Văn Cơ đối mặt để cho hắn mấy lần hao binh tổn tướng không xuống đài được Diệp Lạc Nhi, cũng không có sắc mặt tốt, mười phần âm trầm nhìn Diệp Lạc Nhi. Ngươi có thể biết ban đầu ta tại sao phải thúc đẩy ta Minh Long Thần Điện cùng Tổ Long Thần Điện thông gia. Ngươi lấy là bằng ngươi có thể làm cho ta chịu nhịn nóng này, ở chỗ này cùng ngươi chu tuyền. Ta thân là Minh Long Thần Điện thiếu chủ, có thể dễ dàng tha thứ ngươi, chính là bởi vì ngươi thân phận, ta muốn bảo vệ ta Minh Long Thần Điện uy tín. Vũ Văn Cơ hai tay chắp sau lưng, lãnh đạm nói, hắn cho tới bây giờ đều là tùy ý tự do phóng khoáng, nhưng là ở phương diện này, hắn một mực cần nói cẩn thận được. Diệp Lạc Nhi, đây là chúng mục tiêu đã định trước nhân quả, ngươi coi như là không muốn đi nữa. Vậy không tránh thoát. Ngươi nếu như không thuận theo, chỉ sẽ hại bên cạnh ngươi người. Thậm chí là ngươi vị kia Diệp Đại Ca. Nghe được Diệp Đại Ca mấy chữ này, Diệp Lạc Nhi diễn cảm ngay tức thì lộ ra một chút bi thiết vẻ mặt. Quả thật đều là bởi vì nàng à, đã từng vô duyên vô cớ mất trí nhớ, thậm chí cùng Diệp Đại Ca đối nghịch liền như vậy dáng dấp thời gian, rồi sau đó, cũng là bởi vì là nàng, đem Diệp Thần một lần lại một lần đẩy vào tuyệt cảnh. Kiếp trước nhân quả, kiếp này sóng gió, Diệp Lạc Nhi, ngươi còn không có hiểu ra sao. Vũ Văn Cơ thanh âm cương quyết mà nhọn, hung hãn gõ ở Diệp Lạc Nhi trong lòng. Cửu thiên thần thuật, vốn cũng không phải là ngươi nên có đồ. Nếu như ngươi còn như vậy hồ đồ ngu xuẩn, thằng nhóc kia sẽ là chúng ta Minh Long cái kế tiếp nghiền ép mục tiêu. Ngươi muốn đích mắt xem hắn chết sao? Hắc ám bên trong, Diệp Thần hai quả đấm nắm chặt, vô tận sát ý mơ hồ bạo động, thậm chí lòng bàn tay rịn ra một chút máu. Nếu không phải Minh Long Thần Điện có mấy vị quá thật cường giả chấn giữ, hắn tuyệt đối trực tiếp động thủ. Nhưng giờ phút này lý trí nói cho Diệp Thần, hắn phải bình tĩnh. Diệp Lạc Nhi nguyên bản liền đối với trước mất trí nhớ sự việc cảnh cảnh tại trong lòng, lúc này Vũ Văn Cơ lại lấy này là xương sườn mềm, đem nàng dùng lời nói uy hiếp, thật sự là mười phần hèn hạ. Diệp Thần có thể cảm giác được, Diệp Lạc Nhi dao động. Ta là hết thảy ngọn nguồn sao? Diệp Lạc Nhi thanh âm, hồi lâu mới chậm rãi vang lên. Vũ Văn Cơ lãnh ngạo vẻ mặt nhìn về phía Diệp Lạc Nhi, giống như xem một con kiến hôi, giết người cần gì phải thấy máu, tâm ma đứng đầu có thể làm được trong lòng ma chướng, hắn Vũ Văn Cơ, cũng có thể tham khảo một hai. Được, ta đáp ứng ngươi. Nhưng ngươi phải lấy đạo tâm thề, từ nay về sau lại cũng không đúng Diệp Đại Ca ra tay. Diệp Lạc Nhi thần sắc ai oán, nếu như có thể, nàng như nhau có thể dùng tự mình tới đổi Diệp Thần bình an. Chỉ cần Diệp Thần có thể không bí quá hóa liều, nàng nguyện ý đem hết thảy nhân quả, ở mình nơi này kết. Vũ Văn Cơ lộ ra một đạo nụ cười,
hai tay chắp sau lưng rời đi cung điện, ở hắn xem ra, đây chính là một cái đàn bà ngốc. Chỉ chờ tới lúc đám cưới đêm, hắn bắt được cửu thiên thần thuật truyền thừa, Diệp Lạc Nhi, có thể có dù sao cũng loại kiểu chết. Diệp thần nhìn Diệp Lạc Nhi, biết cái này đần nha đầu, nhất định là vì mình mới thỏa hiệp. Bất quá, hắn đã tới. Vũ Văn Cơ muốn gian kế được như ý, tuyệt không thể nào. Lúc này thấy Diệp Lạc Nhi không gặp nguy hiểm, trong bụng vậy ổn định không thiếu. Nếu Minh Long thần điện để cho Thái Huyền trận môn cơ hồ gặp gỡ tai họa ngập đầu, như vậy, hắn Diệp thần cũng phải đem Minh Long thần điện khuấy được long trời lở đất. Bất quá dưới mắt cũng không phải là động thủ thời cơ tốt nhất. Diệp thần rất rõ ràng, sát kiếm có thể không phá nổi vây khốn Diệp Lạc Nhi trận pháp, hơn nữa có thể để cho mấy vị kia thần thức bao trùm nơi này quá thật siêu cấp cường giả phát hiện. Đến lúc đó, hai người cũng sẽ gặp nguy hiểm. Hắn phải yên lặng theo dõi kỳ biến, chờ đợi thời cơ. Ngay tại lúc này, một hồi tiếng hát hấp dẫn Diệp thần sự chú ý, hắn quay đầu nhìn về phía hư hư thật thật cung điện, Minh Long thần điện chánh điện, bên trong hẳn là Vũ Văn Thái chỗ ở. Múa hát tưng bừng Minh Long chánh điện, lúc này chính là cười vui liên tục, dâm long khí voi hiện ra hết không thể nghi ngờ. Diệp thần tiểu mễ mễ ẩn núp ở trong bóng tối, quan sát chung quanh tình huống. Đó là cái gì? Diệp thần đột nhiên chú ý tới một miếng khép hờ cửa điện, nghe vào bên trong còn có nhỏ xíu thở dốc tiếng, quá gần yếu ớt, tựa như tùy thời cũng sẽ hương tiêu ngọc vẫn. Rắc rắc, cửa điện bị Diệp thần nhẹ nhàng đẩy ra. Một cái vẫn chưa có hoàn toàn hóa hình giao long, lúc này đang co rúm ở trên đất, cực kỳ dung nhan xinh đẹp tuyệt trần, da thịt trắng nõn, xõa vai màu băng lam sợi tóc, còn có vậy tóc mai lần trước chỗ sáng trông suốt quang châu. Cứu ta! Nàng hướng Diệp thần phương hướng hô, rõ ràng nàng căn bản là không thấy được Diệp thần. Nhưng, mãnh liệt cầu sinh muốn, để cho nàng ở trong chỗ u minh cảm nhận được liền cứu trợ cảm giác. Đó là Diệp thần chỗ ở phương hướng. Diệp thần cũng không nói lời nào, mà là thận trọng đánh giá chung quanh chỗ này hoàn cảnh. Hiển nhiên nơi này là con rồng này tộc thiếu nữ cung điện, toàn bộ trong đại điện đều là màu băng lam màn tre, thiếu nữ hơi thở vật kiện, nơi nơi. Cứu ta! Long tộc thiếu nữ ngạch gian tầng mồ hôi mịn chảy xuôi, phần này thống khổ đã để cho nàng khó mà kháng cự. Diệp thần vốn không muốn ra tay, nhưng ngay vừa mới rồi Huyền Hàn Ngọc mở miệng. Như muốn cứu ra Diệp Lạc Nhi, phải có Minh Long thần điện người tương trợ. Mà thiếu nữ này, có thể chính là Diệp thần duy nhất cơ hội. Diệp thần không do dự nữa, thân hình hiển lộ, trong tay bước ra một giọt máu, bát quái lò luyện đan vừa ra, ngưng tụ ra một viên thuốc. Đan dược kia quanh thân ngưng kết bổn nguyên khí trạch, là cố bổn bồi nguyên tuyệt cao thuốc men. Đan dược ở tiếp xúc tới long tộc thiếu nữ trong nháy mắt, đã hóa là màu băng lam giọt nước, dòng nước chảy vào trong miệng của nàng mặt. Dược liệu thần tốc vậy phát ra ở long tộc thiếu nữ toàn thân. Hô hấp của nàng dần dần ổn định lại, dần dần xu hướng tại ôn hòa trạng thái. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai tròng mắt của nàng lại là mở ra. Ngươi là ai? Long tộc thiếu nữ đầu tiên là nghi hoặc nhìn Diệp thần, sau đó nghĩ tới điều gì, cặp mắt tới giữa mị sắc như tơ, nhìn về phía Diệp thần ánh mắt tràn đầy mị hoặc lực. Diệp thần đối với điều này có chút cố ý lộ ra khiêu khích ý long tộc thiếu nữ, lông mày cũng không có nhúc nhích một tí, như cũ một bộ biểu tình lãnh đạm nhìn về phía nàng, không nói gì. Long tộc thiếu nữ hiển nhiên phát hiện cái gì, mở miệng nói, ngươi không phải Minh Long thần điện người. Diệp thần vẫn không có nói chuyện. Long tộc thiếu nữ hơi ngẩn ra, chẳng lẽ là ngoại tộc người? Bất quá thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, người ngoài tự nhiên không dám tùy ý bước vào Minh Long thần điện. Những năm gần đây, Minh Long thần điện ở bên ngoài nhận không thiếu kỳ nhân, chẳng lẽ cái này người thanh niên là một cái trong số đó? Long tộc thiếu nữ nghĩ rõ ràng hết thảy, liền mở miệng nói, lần này ngươi cứu ta, ta Minh Long thần điện coi như là thiếu ngươi thiên đại ân huệ. Lời nói tới giữa. Nàng sóng mắt lưu chuyển, một bộ muốn nói còn nghỉ thần sắc. Diệp thần con ngươi hơi đông lại một cái, Minh Long thần điện đại nhân tình. Hắn cũng không để bụng. Vậy long tộc thiếu nữ gặp Diệp thần vẫn là như vậy lãnh đạm nhìn nàng, tới một chút hứng thú, thần bí này thanh niên tựa hồ không có bởi vì nàng ngôn ngữ mà có bất kỳ biến hóa nào. Bằng ánh sáng màu xanh lóe lên sau này, long tộc thiếu nữ ngay lập tức biến ảo thành hình người. Vậy như ngọc giống vậy cổ. Trắng nõn giống như thiên nga vậy, ngạo nghễ nửa lộ dưới, hiện ra cực kỳ khoa trương quyến rũ vẻ mặt.
Vì xác định Diệp Thần thân phận, nàng lần nữa mở miệng nói, ngươi kết quả là người nào? Tại sao xuất hiện ở nơi này? Long tộc thiếu nữ mặc dù là một bộ tra hỏi dáng điệu, nhưng là trong giọng nói mặt nhưng quá gần uyển chuyển. Tiểu thư, ngài băng ngọc trà ngon. Một cái Minh Long thần điện người hầu bưng một tôn màu băng lam bầu nhỏ, chậm rãi đi vào. Diệp Thần tự nhiên chẳng muốn bùng nổ, ngay tức thì thân hình biến mất ở tại chỗ. Thả nơi này đi. Long tộc thiếu nữ nhìn Diệp Thần cử động, biết Diệp Thần hiển nhiên là len lén lẻn vào đến Minh Long thần điện, nhưng là cũng không có lộ ra, chỉ là nhìn Diệp Thần. Cùng vậy người hầu rời đi sau đó, Long tộc thiếu nữ môi đỏ mỏng khẽ nhếch, ngươi không cần như vậy trốn trốn tránh tránh, ở chỗ này, không có được ta mệnh lệnh, không có ai có thể tiến vào. Long tộc thiếu nữ vậy tự nhiên váy đầm dài, ở đi lại trong quá trình, có thể thấy bắp đùi thon dài của nàng, ngược lại để cho người mơ tưởng viễn vong. Diệp Thần vậy không hàm hồ, trực tiếp hiển lộ ra thân hình. Ta có thể giúp ngươi lẫn vào Minh Long thần điện, ngươi muốn tìm ai? Long tộc thiếu nữ thần sắc lộ ra lau một cái khiêu khích ngươi. Muốn Minh Long thần điện thần thông, trên mình ngươi tựa hồ có nhàn nhạt long tộc khí. Vẫn là nói, ngươi muốn cướp thân. Nghe được câu này, Diệp Thần biểu tình lãnh đạm lại nữa, hiển nhiên có chút bất ngờ. Cái này long tộc thiếu nữ xa so mình đoán muốn sâu không lường được, hơn nữa, nhìn qua, nàng thân phận cũng không đơn giản. Ban đầu, Diệp Thần còn lấy là nàng chỉ là Vũ Văn Thái nuôi ở thiền điện phòng ấm, lúc này nhìn qua cô gái này có thể có lai lịch lớn. Bỏ mặc ngươi muốn làm gì, ta đều có thể giúp ngươi. Long tộc thiếu nữ ánh mắt quyến rũ như tơ, thậm chí định câu dẫn Diệp Thần đến gần nàng một ít. Ngươi là người nào? Diệp Thần cuối cùng vẫn là giản lược lên tiếng, bình tĩnh như cũ. Ta, ngươi có thể kêu ta tiểu noãn. Long tộc thiếu nữ gặp Diệp Thần cái này bước từ đầu đến cuối từ chối người ngoài ngàn dặm thần sắc, tiếp tục nói, nếu như ngươi thật muốn đoạt dâu nói, ta nhưng mà Minh Long thần điện duy nhất có thể giúp người ngươi. Diệp Thần trong lòng còn nghi vấn, đây chính là Vũ Văn Cơ cưới gả, hơn nữa còn là cùng tổ Long thần điện thông gia, người phụ nữ này nếu xuất từ Minh Long thần điện, không có lý do gì không biết những thứ này, lại vẫn dám nói khoác mà không biết ngượng nói có thể giúp Diệp Thần. Xem ra ngươi ở nơi này Minh Long thần điện hết sức quan trọng à. Diệp Thần cũng không có nhận trước nàng đề tài, mà là đưa tay, dò hướng nàng mạch đập. Huyết mạch bạo loạn đã bình phục, nhìn dáng dấp, ngươi thường xuyên như vậy. Cái tên này kêu tiểu noãn long tộc thiếu nữ, hiển nhiên có một chút không tự tại, vội vàng thu cánh tay về, đỏ mặt nói, liên quan ngươi à. À, Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, nhàn nhạt nói, ta mới vừa nhưng mà cứu mạng ngươi. Tiểu noãn cũng biết mình như vậy dị thường phản ứng, có chút muốn xây di chương, điều chỉnh một tí tư thế ngồi, lần nữa phủ lên nịnh hót mỉ cười. Tiểu thần y, ngươi là có biện pháp cứu ta sao? Diệp Thần không thể đưa hay không gật đầu một cái, có bát quái lò luyện đan và tiểu hắc thần uy, một cái bất quá là len lén học tập sách cấm long tộc thiếu nữ mà thôi, hoàn toàn không nói ở đây. Tiểu noãn sắc mặt ngay tức thì xuất hiện một vẻ vui mừng, kích động nói cần phải bao lâu. Diệp Thần đưa ra ba ngón tay, Diệp Lạc Nhi ba ngày sau gả cho Vũ Văn Cơ, vậy hắn vậy chỉ cần lưu lại ba ngày là được rồi. Được. Tiểu noãn dứt lời, liền đứng dậy đi tới nàng sơ trang chỗ, tựa hồ đang tìm cái gì, bên tìm vừa mở miệng nói, từ nhỏ ta liền khác với người thường, bất kỳ bí mật đi ẩn trốn cũng không chạy khỏi ta. Một phen lục soát sau này, tiểu noãn tựa hồ phát hiện cái gì, xoay người, đây là Minh Long Châu, người nuốt vào hắn, có thể sinh ra Minh Long khí, hơn nữa tạm thời hóa thân Minh thân rồng hình. Một viên đen thui hạt châu, bị tiểu noãn từ sơ trang trong hộp mặt móc ra. Ngươi ẩn núp phương pháp, mặc dù huyền diệu, nhưng là ta một mắt liền có thể nhìn thấu, ngươi có thể thử một chút cái này, ta dám cam đoan, ở toàn bộ Minh Long thần điện, sẽ không có một người nhìn thấu ngươi thân phận, cho dù là Vũ Văn Cơ. Diệp Thần vậy không chút khách khí, trực tiếp cầm lấy Minh Long Châu, một hơi nuốt vào. Tiểu noãn hiển nhiên còn chuẩn bị xong một trận giải thích, lúc này gặp Diệp Thần sảng khoái như vậy, tạm thời tới giữa, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Ngày mai vẫn là giờ này, ta sẽ đến trị bệnh cho ngươi. Diệp Thần lúc này giật mình huyết mạch của mình bị hạt châu này bên trong Minh Mông Minh Long khí chìm ngập, im hơi lặng tiếng gian, lại có thể trở thành cái này Minh Long thần điện một thành viên. Mấu chốt cái này Minh Long thần điện thiếu nữ vì sao phải giúp mình?
hết thảy các thứ này lộ vẻ được có chút quỷ dị. Nhưng dưới mắt, Diệp Thần không có biện pháp khác, dẫu sao hắn bây giờ không cách nào đối kháng Minh Long Thần Điện những cái kia thái chân cảnh tồn tại. Thiếu nữ gặp Diệp Thần tựa hồ có rời đi dự định, bước ra một bước, ưỡn ưỡn vậy ngạo nhân chi sơ, ta khuyên ngươi ở lại bên người ta, ngươi sẽ không có Minh Long Thần Điện tuần tra ám hiệu, chỉ như vậy đi ra ngoài, tùy thời sẽ bị phát hiện. Hơn nữa, bởi vì Vũ Văn Cơ ngày vui buông xuống, Minh Long Thần Điện nhưng mà phái ra không thiếu thái chân cảnh cường giả chấn giữ. Người bất kỳ dám gây chuyện, chỉ có một con đường chết. Diệp Thần trầm tư chốc lát, cuối cùng quay đầu nhìn xem nàng, lộ ra một cái sâu không lường được mỉm cười, thoáng qua lần nữa biến mất. Diệp Thần rời đi sau đó, Tiểu Noãn nhẹ nhàng vuốt ve mình gò má, người này rốt cuộc là ai, lại đối với mình như vậy lãnh đạm, từ nhỏ đến lớn, còn không mấy cái người đàn ông có thể bình tĩnh như vậy đối đãi mình. Thiên hạ này người đàn ông, không hẳn đều là giống nhau sao? Rất nhanh, Diệp Thần liền đi tới Minh Long Thần Điện sau bếp bên trong. Hắn đơn giản xử lý một vị Minh Long Thần Điện người làm, rồi sau đó lại là dịch dung thành bộ dáng của đối phương. Nếu như trước, dịch dung hiển nhiên không có dùng. Nhưng dưới mắt, ăn vào hạt châu kia sau đó, Diệp Thần quanh thân phun trào ra cực mạnh Minh Long khí. Dù là Vũ Văn Thái cũng không cách nào phát hiện. Hiện tại Diệp Thần duy nhất phải làm chính là chờ đợi. Chờ đợi Diệp Lạc Nhi ngày đám cưới đến. Lần này, bất kể như thế nào, hắn tuyệt không thể để cho Vũ Văn Cơ được như ý. Hai ngày sau, Minh Long Thần Điện, sau bếp chi địa. Bầu không khí ngưng trọng đến trình độ cao nhất. Thần Điện nạp thải, tân khách ít ngày nữa liền đem đến, các ngươi chính là như vậy chuẩn bị sao? Vũ Văn Cơ bạo ngược tiếng vang lên. Điều này không khỏi làm rất nhiều Minh Long Thần Điện người làm run sợ trong lòng. Lần này thiếu chủ hôn lễ 10 phần vội vàng, toàn trên điện hạ luống cuống tay chân bận làm việc đã lâu, khắp nơi cũng không hết sức như ý người. Vũ Văn Cơ chắp tay sau lưng, đứng ở trong cung điện, lần này, mặc dù là có cái hình thức, chỉ là vì duy trì Minh Long Thần Điện uy nghiêm, tìm về lần trước mặt mũi. Nhưng là, nếu dính dấp đến hắn Vũ Văn Cơ, lại không thể tùy tiện. Bất quá ngược lại là tiện nghi Diệp Lạc Nhi, cái này hai ngày nàng đã nhận mệnh vậy còn sống. Cái này làm cho Vũ Văn Cơ yên tâm không thiếu. Dẫu sao hắn tổng không thể một mực dùng Thương Long Thất Túc trận tới chấn áp nàng, nàng như vậy tướng mạo, nếu quả thật có thể làm cái ấm áp giường nha đầu, thật ra thì cũng không tệ. Thiếu chủ, trà thơm cao cấp núi tuyết uống, điện chủ đặc biệt để cho người cho ngài đưa tới. Một tên phổ thông bề ngoài người hầu, bưng ly trà đi vào. Để đi. Vũ Văn Cơ lạnh lùng gật đầu một cái. Phụ thân đại nhân xem ra đã không lại tức giận. Tuân lệnh thiếu chủ. Người hầu vội vàng gật đầu, đã khom người chuẩn bị lui ra. Đợi một chút. Đột nhiên Vũ Văn Cơ nhìn vậy người hầu hình bóng, ta tại sao dường như cho tới bây giờ không gặp qua ngươi. Người hầu hai tay ở rộng lớn áo choàng bên trong, nhẹ nhàng xoa nắn. Thuộc hạ trước đây không lâu mới vừa bị điều tới đây hầu hạ điện chủ, bất quá thuộc hạ trước ở đội tuần tra thời điểm, ngược lại là thấy thiếu chủ. Thật sâu tiện mộ thiếu chủ ngài anh dũng bất phàm khí khái. Đi xuống đi. Vũ Văn Cơ nghe được cái này người hầu ung dung vỗ nịnh bợ, vậy một chút xíu hầu nghi, vậy lập tức biến mất không gặp, đây chính là một cái thông thường Minh Long Điện đệ tử. Mình thật sự là quá mức nhạy cảm. Đi ra Vũ Văn Cơ đại điện người hầu, khi đi ngang qua một cái cua quẹo thời điểm, đã biến hóa giống nhau hình dáng. Chính là Diệp Thần. Lúc này... Hắn cũng không khỏi được xúc động Tiểu Noãn cho cái này Minh Long Châu quả thật không tầm thường, quả nhiên liền Vũ Văn Cơ cũng không nhìn ra vấn đề chút nào. Mặc dù đối phương đối với mình cái này ngụy tạo mặt mũi có chút nghi ngờ, nhưng là Minh Long Thần Điện đệ tử dù sao cũng, may là Vũ Văn Cơ, cũng không khả năng từng cái thuộc lòng. Minh Long Thần Điện một tòa tản ra từng cơn mùi hương đền bên trong. Một nam một nữ không ngừng đến gần. Ngày mai một lần cuối cùng. Ngươi liền có thể trị tận gốc. Diệp Thần thu hồi bát quái lò luyện đan, có Tiểu Noãn che giấu hơi thở, hắn thi triển thần thông cũng không có bất kỳ chướng ngại nào. Tiểu Noãn mặc dù không có nói rõ nàng tu luyện cấm thuật nguyên nhân, nhưng là nhưng cũng 10 phần cảm kích Diệp Thần. Dẫu sao nàng như vậy gạt đám người, thường xuyên sẽ gặp trước thiếu chút nữa vẫn diệt nguy cơ. Ngày mai sẽ là Vũ Văn Cơ đám cưới. Tiểu Noãn cố ý khơi mào cái đề tài này. Nàng ở nơi này trong hai ngày định tìm Tiểu Thần Y tung tích, nhưng không công mà về,
lúc này vậy chỉ là tò mò cái này tiểu thần y, rốt cuộc là muốn làm gì. Thật cướp cưới. Vũ Văn Cơ nhưng mà thiên nhân vực thiên tài yêu nghiệt. Hơn nữa Minh Long thần điện ở toàn bộ thiên nhân vực đều là cực kỳ cao quý. Cái này nửa bước thủy nguyên tiểu tử điên rồi sao? Hắn có cái gì tư cách cướp cưới? Diệp Thần khẽ mỉm cười, như cũ lãnh đạm, thân thể ngay tức thì biến mất ở đền bên trong, chỉ để lại tiểu noãn ngẩn ra tại chỗ. Hồi lâu, tiểu noãn lộ ra một đạo nụ cười cổ quái, gần từng chữ, đã như vậy, vậy ngày mai mỏi mắt mong chờ. Thời gian trôi qua, ngày này, Minh Long thần điện thiếu chủ Vũ Văn Cơ ngày vui, rốt cuộc đến. Minh Long tán ca, giống như thủy triều lên xuống giống vậy giao người ca, từ bốn phương tám hướng chuyển tới, uyển chuyển mà du dương âm điệu, từ từ ở toàn bộ Minh Long cung điện bên trong dạo rực tới. Toàn bộ cung điện toàn bộ treo lên màu đỏ màn tre, phiêu du tung bay đem toàn bộ màu đen đậm Minh Long cổ điện, mang theo một chút vui mừng vẻ. Mà cột sáng kia bên trong, Diệp Lạc Nhi đã mặc vào cả người đồ đỏ, xinh đẹp đến trình độ cao nhất. Thật xinh đẹp. Tất cả thị nữ cũng vây quanh ở Diệp Lạc Nhi bên người, trong miệng toàn bộ đều là ca ngợi tình. Có thể, Diệp Lạc Nhi cố nhiên mặc đang đỏ vui bào, nhưng là mặt đầy xinh không thể yêu, mặc cho những người hầu kia ở mình trên mặt trên đầu dày vò. Đây là chúng ta Minh Long thần điện truyền thống, ngài sắp muốn gả cho chúng ta Minh Long thiếu chủ, đem trở thành chúng ta Minh Long thần điện tôn quý nhất người phụ nữ. Một vị thị nữ có chút kích động nói đến. Diệp Lạc Nhi nhìn mình gò má bên trên bị đồ tranh thành cổ xưa đường vân, không khỏi được trong lòng có chút phiền muộn. Diệp đại ca, hắn biết mình phải bị bách lập gia đình sao? Nàng nội tâm hy vọng Diệp đại ca không phải biết, miễn được hắn lần nữa rơi vào nguy hiểm bên trong. Diệp Lạc Nhi tâm trạng đổi được không yên, mặc dù đã làm ra quyết định, nhưng là lúc này thật phát sinh ở dưới mắt thời điểm, tim, cũng là giống như nghẹt thở vậy thống khổ. Thương Long thất túc trận lúc này đã thu nhỏ lại thành một cái nho nhỏ lưới tơ, tản ra màu vàng kim sáng bóng, tô điểm ở màu đỏ trường bào bên trên. Ngay tại lúc này, bọn thị nữ đều yên tĩnh lại, mà sau lưng cũng là truyền đến một đạo tiếng bước chân. Chính là thân mặc quần áo đỏ Vũ Văn Cơ. Vũ Văn Cơ hai tay chắp sau lưng, trên mình hiện ra hết cao quý và lãnh ngạo, hắn ngưng mắt nhìn ngồi ngay ngắn Diệp Lạc Nhi, mở miệng nói. Diệp Lạc Nhi, không nên nghĩ trốn. Ngươi chỉ cần vừa đi, cái này Thương Long thất túc trận, sẽ thời gian đầu tiên xuyên thấu ngươi huyết nhục. Vũ Văn Cơ nụ cười dữ tợn, tựa đầu nhẹ nhàng đến gần Diệp Lạc Nhi trên cổ. Không dối gạt ngươi nói, thằng nhóc kia chỉ cần dám đến, ta cũng sẽ không thả hắn đi. Diệp Lạc Nhi giật mình trong lòng, ánh mắt cũng thay đổi được hàn lạnh, nếu như Diệp đại ca có chuyện gì, ta coi như là hợp lại lần trước chết, cũng phải đem các ngươi Minh Long thần điện tất cả người giết sạch. Vũ Văn Cơ ngẩng đầu lên, hừ lạnh một tiếng, Diệp Lạc Nhi, vậy chúng ta mỏi mắt mong chờ. Ta đây là hy vọng trong miệng ngươi Diệp đại ca có thể tới. Cùng lúc đó, Minh Long thần điện một tòa thiền điện bên trong. Mùi thơm tràn ra. Tiểu thần y, ngươi còn không đi sao? Buổi lễ lập tức phải bắt đầu. Tiểu noãn có chút nghi hoặc nhìn cái này còn ở nàng cung điện bên trong uống trà Diệp thần. Diệp thần một bộ dáng điệu từ tốn. Để cho nàng đáy lòng hết sức tò mò, chẳng lẽ là mình đoán sai rồi. Tiểu noãn lúc này lối ăn mặc cùng trước kia đã hoàn toàn không cùng, lộ vẻ được 10 phần ung dung hoa quý. Diệp thần tuy nhiên đối với tiểu noãn thân phận còn nghi vấn, nhưng là mấy ngày nay sống chung xuống, ở diệp thần trong lòng, nàng vậy chỉ là một thích dùng sắc đẹp hấp dẫn người trẻ tuổi giao long, bất quá hiển nhiên thân phận siêu quần, ở nơi này Minh Long thần điện bên trong cực kỳ bất phàm. Người khi nào đi? Diệp thần đột nhiên hỏi, tựa hồ đã là 10 phần khẳng định, tiểu noãn nhất định xảy ra tiệc chàng này hôn lễ trọng thể. Ta, ngươi nhanh như vậy liền đoán được ta thân phận. Diệp thần 10 phần thẳng thắn lắc đầu một cái, ta không có suy đoán ngươi thân phận, nhưng là ta biết ngươi nhất định sẽ đi tham gia cuộc hôn lễ này. Ừ, liền làm cái bí mật đi. Tiểu noãn lộ ra lau một cái nghịch ngợm mỉm cười, cho dù nàng trong lòng biết, đến khi hôn lễ thời điểm, hết thảy liền cũng hiểu. Nàng đem lại cũng không cách nào che giấu nàng thân phận. Diệp thần ngược lại cũng không để ý, ta kêu Diệp thần, đích xác là tới cướp cưới, ngươi nói, ngày hôm nay Vũ Văn Cơ chuẩn bị nhiều ít thủ đoạn đối phó ta. Tiểu noãn mặc dù đoán được mấy phần, nhưng vẫn là hơi bất ngờ, khó trách điện chủ như vậy bố trí, lại cũng là vì phải đối phó trước mắt nam tử này.
hắn chính là cái đó để cho Vũ Văn Cơ ăn tất vô số lần Diệp Thần. Cái đó để cho Diệp Lạc Nhi không tiếc thoái hôn Diệp Thần. Cái đó kiếp trước là luân hồi chi chủ tồn tại. Diệp Thần, lần này, Vũ Văn Cơ nhưng mà dự định để cho ngươi chỉ có tới chớ không có về. Ngươi hiện tại buông tha vẫn còn kịp. Ta tựa hồ không thể so với vậy Diệp Lạc Nhi kém đi. Tiểu Noãn cười lúm đồng tiền như hoa nói, tựa hồ đối với Diệp Thần tình trạng gần đây chút nào không lo lắng. Diệp Thần nghe được nàng nói như vậy, cũng chỉ là hơi mang hạ chân mày, mấy ngày nay, hắn vậy lục lọi rất nhiều Minh Long thần điện bố trí, vậy dọn dẹp một ít, nhưng cái này trận sau cùng hôn lễ, còn không biết ai là bọ ngựa ai là con ve. Tiểu Noãn đã mang tốt lắm tất cả phối sức, nguyên bản nàng có chút tái nhợt sắc mặt, ở Diệp Thần chữa hạ, đã đổi được đỏ thắm. Ở nơi này châu quang bảo khí phối sức dưới, Tiểu Noãn nguyên bản liền quyến rũ nhiều vẻ mặt mũi, càng hiện ra vẻ ung dung sang trọng hoa lệ. Diệp Thần uống xong trong tay cuối cùng một ly trà, bóng người thay đổi, biến mất ở cung điện bên trong. Bão tố, cũng nên tới. Cái này liền đi. Tiểu Noãn có chút tiếc nuối nhìn Diệp Thần trước chỗ ngồi, nàng đối với Diệp Thần hết sức cảm thấy hứng thú, không chỉ là tò mò. Bất quá đối với lần này Diệp Thần ở Minh Long thần điện địa phương cướp thân, nàng cũng chưa thấy được Diệp Thần có thể sống sót. Minh Long thần điện có thái chân cảnh và rất nhiều trận pháp bố trí, thái chân cảnh tới cướp thân đều là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Huống chi một cái không có bước vào thủy nguyên cảnh tồn tại. Nàng thậm chí đang suy nghĩ, thiên nhân vực truyền lưu truyền thuyết, biết hay không đều là giả. Nửa giờ sau đó, đại điển chính thức bắt đầu. Cốc cốc cốc. Trên bầu trời, tất cả Minh Long đuôi to gõ vậy một mặt mặt trống lớn, phát ra thanh âm điếc tai nhức óc. Nghênh thiếu chủ phi. Diệp Lạc Nhi bị chúng tinh cùng nguyệt vậy lên vùn vụt trước đi tới Vũ Văn Cơ đền, nguyên bản hẳn đi theo đỡ thị nữ, lúc này cũng là bị Vũ Văn Cơ đổi thành hai cái người hầu. Diệp Lạc Nhi cùng nhau đi tới, ở mỗi một cái cây cột phía sau, cũng đứng mấy vị Minh Long thần điện cường giả, bọn họ đều là Vũ Văn Cơ con cờ, lúc này cũng nóng bỏng đang mong đợi Diệp Thần đến. Bầy thiên la địa võng, chỉ vì trong hũ bắt con ba ba. Mà vậy con ba ba, chính là ngày xưa luân hồi chi chủ. Diệp đại ca, người nhất định không nên tới. Thân mặc quần áo đỏ Diệp Lạc Nhi đáy lòng nói thầm. Vũ Văn Cơ lúc này thần thái sáng láng đứng ở phía trước nhất, chỉ cần tối nay, hắn lấy được cửu thiên thần thuật, trở thành chân chính thiên nhân vực không thể dung chuyển tồn tại. Minh Long đại lễ, bắt đầu. Lời nói vừa dứt, một đạo thanh âm đạm mạc đột nhiên vang lên. Vũ Văn Cơ, sẽ hay không quá gấp gáp. Xà ngang bên trên, đạo thanh âm này, chỉ như vậy nhẹ bỗng bay tới tất cả mọi người trong tai. Diệp Lạc Nhi thân thể mềm mại run lên, con mắt ngay tức thì dính vào một tầng thần thái, phức tạp lại ngưng trọng, Diệp đại ca vẫn phải tới. Vũ Văn Cơ thấy đang nửa nằm ở xà ngang trên Diệp Thần, khóe miệng cũng lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Ngươi tới thật là đúng lúc. Nếu không ta cạm bẫy liền trắng bố trí. Biết rõ Vũ Văn Cơ người đều biết, tâm tình của hắn lúc này cực tốt, ở trong tiềm thức, hắn một mực cho rằng Diệp Thần nhất định sẽ đến. So với cửu thiên thần thuật, Vũ Văn Cơ càng muốn xóa bỏ cái này ngày xưa luân hồi chi chủ. Diệp Thần thân thể động một cái, bóng người đã một bước bước đến Diệp Lạc Nhi trước mặt. Minh Long thần điện người, đều là không biết xấu hổ như vậy sao? Lạc Nhi nhưng mà người ta... Nói xong, đưa tay ra, kéo lại Diệp Lạc Nhi tay, gằn từng chữ, Lạc Nhi, ta tới đón ngươi trở về. Lời này vừa nói ra, đám người Minh Long cường giả vô tận lửa giận từ trong lồng ngực đổ bốc lên, đây chính là bọn họ thiếu chủ đám cưới, lại vẫn dám có người tới cướp cưới. Mấu chốt vẫn là một cái nửa bước thủy nguyên cảnh. Người nào, nói khoác mà không biết ngượng, lại dám như vậy làm nhục ta Minh Long thần điện. Liền thủy nguyên cảnh cũng không có bước vào. Hôm nay, chúng ta để cho ngươi kiến thức một tí Minh Long thần điện lợi hại. Ngay lập tức, đám người liền muốn động thủ. Diệp Thần khóe miệng, hiện lên một tia cười lạnh, trong tay sát kiếm bên trên, kiếm quang dạo rực. Vậy vô cùng hồn lực, bơm vào đến trường kiếm bên trong, nguyệt hồn chảm, bộc phát ra. Một kiếm chém ra sau đó, sát kiếm đồng thời thấm nhuần liền tuất đất nguyên phủ uy năng, hóa thành một chuôi cự kiếm, ngang qua toàn bộ đại điện. Loảng xoảng. Thẳng tắp cắm vào vậy Minh Long đại điện mặt đất. Mạnh mẽ vô cùng sát khí và hồn lực, từ trong cuộn sạch ra, để cho những cái kia Minh Long các cường giả theo bản năng lui về sau một bước,
thậm chí có một ít minh long cường giả lại là khóe miệng tràn ra một chút máu tươi. Bước vào nửa bước thủy nguyên diệp thần, thực lực càng kinh khủng hơn. Thấy một màn này, Vũ Văn Cơ không chút nào đem diệp thần coi ra gì, khóe môi nhếch lên một đạo nụ cười, một cái tay hóa hình là long móng, vô hình nắm chắc diệp lạc nhi cổ trắng nõn. Long chảo này thậm chí mơ hồ có vô số quy luật và quỷ dị phù văn. Ngay lập tức tới giữa, Diệp Lạc Nhi diễn cảm thay đổi vô cùng trắng bệch, nàng nhìn về phía Diệp Thần, chật vật mở miệng nói, Diệp đại ca, không cần để ý ta, trên người ta có cửu thiên thần thuật, hắn không dám động ta. Diệp Lạc Nhi theo bản năng đối với Diệp Thần nói, người đi mau, hắn mai phục rất nhiều cao thủ. Nhưng mà Diệp Thần nhưng cuối cùng không nhúc nhích, ở mọi người nhìn lại, tựa như hù ngu vậy. Vũ Văn Cơ, ta thật như thế đáng sợ sao? Ngươi như thế không có lòng tin, còn phái ra nhiều cường giả như vậy. Diệp Thần nhàn nhạt cười, nụ cười này càng làm cho người cảm giác quỷ dị, tựa như nơi này là hắn sân nhà vậy. Vũ Văn Cơ nghe được Diệp Thần mà nói, không khỏi cười lớn, ngươi thật không biết chân mình hạ đạp là địa phương nào. Đây là Minh Long Thần Điện. Hôm nay ngươi bước vào trong đó, liền như vào địa ngục. Diệp Thần ung dung quét bốn phía. Ánh mắt nhìn bằng nửa con mắt nhìn về phía Vũ Văn Cơ, tay cầm sát kiếm, hủy diệt đạo ấn hiện lên, bước ra một bước, người những cái kia không lên được mặt bàn thủ đoạn nhỏ, hết thảy đều lấy ra đi. Ngày hôm nay, hắn thì phải trở thành Minh Long Thần Điện ác mộng. Miệng lưỡi nhanh, Vũ Văn Cơ hiển nhiên bị Diệp Thần cái này bước trên cao nhìn xuống hình dáng, khiêu khích ra đầy bụng lửa giận. Sẽ để cho ngươi nếm thử một chút ta Minh Long Thần Điện lợi hại. Hiệu lệnh dậy. Minh Long chiến. Nguyên bản náo nhiệt cung điện bên trên, tất cả Minh Long cường giả cơ hồ đều là nhảy lên một cái, vô tận sát ý phun trào, đám người lại là đem Diệp Thần vây quanh vòng tròn. Minh Long Thần Điện phong cách cổ xưa khí thức thâm trầm, là tất cả Minh Long cường giả tu luyện sâu xa, nơi này là bọn họ phúc địa, tự nhiên cũng là của bọn họ ngọn nguồn. Lúc này, ở chỗ này phục kích Diệp Thần, chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa.